chương 2620, cấm kỵ chi thuật. Tượng Linh Lung đi, Kỳ Đinh Đông cũng chưa đi, bởi vì Kỳ Gia không chỉ không hy vọng Kỳ Đinh Đông đi, còn hy vọng Kỳ Đinh Đông cuối cùng cùng Lục Ly đi cùng một chỗ. Đây hết thảy đều là bởi vì Luân Hồi Đại Đế một câu, không chỉ là nhị trưởng lão, Kỳ Vọng Sơn cũng phi thường duy trì Kỳ Đinh Đông gả cho Lục Ly. Giống như Lục Ly nguyện ý, kia lập tức có thể trở thành Kỳ Gia hạch tâm trưởng lão một trong, biến thành Kỳ Gia cao tầng. Tượng Bạch Nha đi, công dương ngây thơ nước bạn u hận, Cùng một chút lão ma gia tử tôn lưu lại, đám người này mục tiêu phi thường tinh tường, cái kia chính là kỳ đinh đông. Mặc dù rất nhiều người cũng nghĩ truy cầu tượng Linh Lung, nhưng tượng Linh Lung trước đó là kỳ thiên ngữ mục tiêu, không ai dám làm loạn. Tượng Linh Lung trong khung thanh lãnh, cũng làm cho rất nhiều người thúc thủ vô sách, kính mà xa chi. So ra mà nói, kỳ đinh đông tốt hơn ra tay một chút, chỉ cần cầm xuống kỳ đinh đông, vậy thì đồng nghĩa với cùng kỳ gia thông gia. Tại kỳ gia loại trừ kỳ vọng sơn bên ngoài còn có một cái đại trưởng lão, bất quá cái này đại trưởng lão không quản sự, đại bộ phận sự tình đều là nhị trưởng lão tại xử lý. Kỳ Đinh Đông thân phận cũng liền trở nên đặc thù, tăng thêm Kỳ Đinh Đông điều kiện hoàn toàn chính xác ưu tú, để rất nhiều công tử tâm động. Kỳ Đinh Đông những ngày này có phiền hay không phiền, nhưng cũng không tốt phát cáu, dù sao công dương gia thủy gia đều là kỳ gia minh hiếu, là kiên định người ủng hộ, giống như đắc tội quá độc ác, gia tộc sẽ trách tội nàng. Kỳ Đinh Đông coi như thông minh, những ngày này không có đi tìm lục ly, nếu không khẳng định sẽ cho Lục Ly mang đến vô tận phiền phức, nàng phi thường tin tưởng Lục Ly tính cách, một cái không tốt lại sẽ náo ra đại sự. Thời gian lần nữa đi qua năm ngày, Lục Ly bọn người lần nữa xuất chiến, đám này bọn công tử lại đều sắp xếp thường thắng trong quân, cùng Lục Ly Kỳ Đinh Đông bọn người đi ra chiến. Lục Ly nhìn thấy Kỳ Đinh Đông bên cạnh vây quanh một đám người, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn không có đi quản nhiều lắm, từ xa xa tránh đi đám kia công tử tiểu thư một người đi theo đại bộ đội cùng ma uyên đại quân bắt đầu huyết chiến hắn không có lấy ra bảo vật bắt đầu ma luyện chính mình bản năng chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu hắn không ngừng mạo hiểm một người cùng mấy cái ma uyên quân sĩ huyết chiến một đối một hắn nhẹ nhõm có thể chấn áp đều không có bất kỳ cái gì áp lực đã không có áp lực vậy như thế nào có thể tăng lên đâu kỳ đinh đông cũng bắt đầu chiến đấu ngẫu nhiên chú ý bên này nàng ngay từ đầu lo lắng để phòng đằng sau cũng chết lặng hoặc là nói đúng lục ly mù quáng tín nhiệm cho rằng phổ thông ma uyên quân sĩ giết không được lục ly. Dầm dầm dầm, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có người cùng ma uyên quân sĩ chết đi, đại sơn sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Rất nhiều võ giả đều chịu lấy áp lực lớn vô cùng đau khổ tác chiến, chỉ có như vậy quần bọn công tử phi thường nhẹ nhóm, giống như là đến du sơn ngoạn thủy. Đám này công tử phổ biến đều là ngu kiếp, một thân là bảo, phổ thông ma uyên quân sĩ căn bản không giết được bọn hắn giống như phát hiện ma tướng bọn hắn sẽ trước tiên rút lui, sở dĩ chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói cùng đùa không có khác nhau. Đương nhiên công dương ngây thơ nước u hận cùng mấy cái lão ma tử tôn chiến lực vẫn là rất mạnh, bọn hắn cũng sẽ thường xuyên rất bựa biểu diễn một phen, tỉ như phóng thích một chút hoa lệ pháp tác chân ý, lợi dụng trọng bảo một chiêu diệt sát một cái ma uyên quân sĩ. Bởi vì kỳ đinh đông không có tới lục ly bên này, để lục ly không cần cố kỵ quá nhiều, hắn chém giết ma uyên quân sĩ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn nắm giữ nhất định kỹ xảo đều không cần cùng ma uyên quân đội cứng đối cứng tại vào buổi tối lục ly tại một lần cùng một cái ma tướng đối mặt lần trước hắn bị một cái ma tướng kích thương cái này khiến hắn cảm giác có chút mất mặt giống như hắn toàn lực ứng phó oanh sát ma tướng vẫn là không có áp lực nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài lần này hắn cũng giống như thế hắn như u hồn hướng ma tướng lao đi tốc độ cố ý thả chậm rất nhiều tại ở gần ma tướng lúc hắn thả ra phân thân biến thành hơn 100 cái lục ly hướng ma tướng phóng đi. Cái kia ma tướng nao nao, sau đó nhẹ nhóm khóa chặt lục ly bản tôn, luân động cự đại chiến phủ, mang theo hách hách hung uy hướng lục ly trọng trọng phách lên. Kia chiến phủ bên trên đều là hắc khí, mang theo kinh khủng tính ăn mòn, kia hung diếm cực kỳ bá đạo, lục ly còn cự ly rất xa, cũng cảm giác trên mặt một trận đau nhức. Ông, lục ly trong tay không ngừng lấp lánh, lặng yên ngưng tụ một cái vô vọng thần phù, không bằng hắn một bên khác trường đao trong tay đánh ra vừa đến kinh thiên thần mũi nhọn, lặng yên đem cái này vô vọng thần phù cho che giấu đi. Hưu, kinh thiên đao mang bay đi, lục ly lặng yên đem vô vọng thần phù dung hợp vào đao mang bên trong, cùng một chỗ hướng cái kia ma tướng bay đi. Cái kia ma tướng căn bản không nhìn đao mang này, luân động chiến phủ tiếp tục hướng lục ly bổ tới. Lục ly làm sao có thể bị hắn bổ chúng, lần trước bị chém chúng hắn tự bị đả thương nặng lần này làm sao lại phạm sai lầm như vậy hắn thân thể thật sớm hướng về sau mặt lui nhanh oanh đao mang bổ vào ma tướng trên thân kia ma tướng ngay từ đầu còn không có để ý nhưng ở vô vọng thần phù bay tới sau cái kia như huyết nguyệt con ngươi co rụt lại một cái tay khác nắm đấm lập tức hướng vô vọng thần phù đánh tới oanh một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên kia ma tướng nắm đấm bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe toàn bộ nắm đấm đều biến mất thân thể bị tung bay ra ngoài thổ huyết bay ngược a à, lục ly tại tiến công ma tướng lúc phổ cận tử có chú ý lục ly bọn hắn nhìn thấy lục ly phóng thích đao mang đều khịt mũi coi thường lại không nghĩ rằng đao mang này bá đạo như vậy thế mà có thể nhẹ nhõm đem ma tướng móng vuốt cho nổ nát vụn ô ô kia ma tướng lập tức bạo tẩu thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên biến cao biến lớn cái kia hung ác bạo ngược mục quang nhìn chằm chằm lục ly trong mắt đều là liên tục sát ý tựa hồ rất tức giận cái này nhỏ bé nhân loại thế mà có thể đem hắn móng vuốt cho nổ nát vụn hắn giống giận trên thân liên tục sát khí theo lân phiến bên trong phun ra thoáng cái lại thu hồi đi, thoáng cái bảnh trướng mà ra. Thoạt nhìn như là một cái hỗn thế ma vương, hung thần ác sát, cực kỳ dọa người. Hắn lao nhanh mà đến, mỗi lần hai chân cước chỗ đều có thể gây nên mặt đất chấn động, hắn sách theo cửa phủ, giống như là một tôn vô địch ma thần, phủ cận võ giả nhao nhao rút đi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục ly nhưng không có bất luận cái gì e ngại, hắn thân thể như u hồn phiêu động, trường đao lần nữa liên tục bổ ra từng đạo thần mang mỗi lần thần mang bên trong đều sẽ ẩn chứa vô vọng thần phù, những cái kia thần mang vốn chính là thất thải lộng lẫy, nhìn rất là lóa mắt, uy thế trùng thiên, những cái kia vô vọng thần phù ẩn chứa ở bên trong, ngược lại trở nên không đáng chú ý. Xoẹt, ma tướng vung lấy cự phủ trọng trọng phách dưới, từng đạo thật dài ánh đao màu đen bổ tới, lục ly mặc dù nhanh tránh né, nhưng vẫn là bị dư ba cho đánh bay, phụ cận mấy người quân sĩ thảm hại hơn, bỗng chốc bị oanh thành mảnh vỡ. Dầm dầm dầm, bên kia lục ly đánh ra thần mang liên tục không ngừng đánh chúng vào ma tướng, thần mang cũng không thể để ma tướng thụ thương, vô vọng thần phù nhưng mỗi lần đều có thể nổ tổn thương ma tướng. Vô vọng thần phù, kỳ đông lưu chú ý đến tình huống bên này, người bình thường không hiểu rõ hắn làm sao có thể không hiểu. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ khác lạ, còn có chút hâm mộ ghen ghét, hắn cũng tu luyện vô vọng thần phù, nhưng vẫn không có tu luyện thành công, cái này còn để hắn rất là tiếc nuối. Lại không nghĩ rằng lục ly thế mà có thể tu luyện thành công chẳng lẽ người này thật cùng truyền ngôn, bị bọn hắn tộc phương thu làm đồ đệ. Lục Ly cùng ma tướng phân biệt đối công, hai người cũng không ngừng né tránh, lục Ly không có phóng thích còn lại công kích, chỉ là liên tục không ngừng phóng thích thần mang, mỗi lần thần mang bên trong đều có vô vọng thần phù. Chậm rãi ma tướng thương thế trên người càng ngày càng nặng, hắn lần nữa bạo hống một tiếng, con mắt thứ ba đột nhiên bạo liệt, tiếp lấy một đạo cự đại hắc khí phóng lên tận trời. Ở giữa không trung ngưng tụ một cái bóng đen, giống như là một cái hỗn thế ma vương. Bốn phía thời tiết nguyên khí cũng không ngừng hướng hắn hội tụ, một đạo kinh khủng uy áp theo hư ảnh bên trong truyền ra. "Không được." Kỳ Đông Lưu quét mắt một chút, khuôn mặt bên trên lộ ra kinh ý, hắn trước tiên truyền âm tới nói, "Lục sát thần, đây là ma nguyên cấm kỵ chi thuật, mau tránh ra." Chương 2621, Vạn yêu phệ hồn thuật. Kỳ Đông Lưu gặp qua rất nhiều lần loại này cấm kỵ chi thuật dưới tình huống bình thường chỉ có ma tướng có thể phát ra tới, mà lại cũng không phải là mỗi cái ma tướng đều là phóng thích, thường thường bọn hắn phóng thích loại này cấm kỵ chi thuật lúc, cũng đại biểu cái này ma tướng chết đi. Bọn hắn đây là thiêu đốt linh hồn, mới phóng xuất ra loại này cấm kỵ chi thuật, linh hồn cũng bị mất, còn thế nào sống loại này cấm kỵ chi thuật mỗi lần phóng thích đều sẽ có cường đại lực sát thương, chủ yếu đối tượng công kích là linh hồn, mà lại cho dù có thất bát phẩm yêu hồn đều không nhất định gánh vác được. Lục Ly cảm nhận được nguy cơ, cũng trước tiên lui về sau, nhưng ở giờ phút này kia ma tướng trên thân từng đạo sát khí đột nhiên đổ xuống mà ra, thoáng cái phúc tản vài dặm, phụ cận rất nhiều người đều bị sát khí bao phủ đi vào, tự nhiên bao gồm lục ly. Lục ly tốc độ thoáng cái đại giảm, giữa không chung cái hư ảnh này lại như một cái một mảnh mây đen đè ép xuống, trong nháy mắt đem lục ly bao phủ đi vào. Bóng đen kia rất nhanh biến mất tại lục ly trong thân thể, lục ly con mắt cũng thay đổi thẳng, rất rõ ràng chúng chiêu. Hỏng bét, kỳ đông lưu kinh hô một tiếng, Xa xa kỳ đinh đông sắc mặt đại kinh, mặc dù nàng không biết kia hư ảnh là cái gì, nhưng nàng biết vô cùng nguy hiểm, xem kỳ đông lưu sắc mặt tự biết. Nàng chạy như bay đến, lại bị kỳ ra một người thống lĩnh ngăn lại. Cái kia thống lĩnh rất rõ ràng cái này cấm kỵ chi thuật lợi hại, lục ly giống như trong nháy mắt chết đi, phụ cận người sẽ còn gặp nạn. Tốt cường đại công kích linh hồn, lục ly cảm giác được từng đạo băng lãnh khí thức xông vào bên trong thân thể của hắn, tiếp lấy từng đạo năng lượng cường đại giống như thủy chiều hướng linh hồn hắn bên trong dũng mãnh lao tới, linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Long hồn khẳng định ngăn không được, Lục Ly có một loại trực giác, hắn gần như không do dự, đem linh hồn bên trong hồn lực triệu tập ra, chủ động đi công kích những năng lượng kia. Giờ phút này tiểu xem hồn lực có thể hay không đem những năng lượng kia tiêu hao hết, giống như không thể lời nói, hắn rất nhanh sẽ linh hồn sụp đổ mà chết. Minh mông hồn lực mãnh liệt mà đi, cùng những cái kia vào tới năng lượng màu đen va chạm vào nhau để lục ly tuyệt vọng sự tình phát sinh hắn hồn lực cùng năng lượng màu đen va chạm vào nhau lại cảm giác dòng suối nhỏ cùng đào thiên sóng biển khác nhau hắn hồn lực nhẹ nhõm bị yên diệt chỉ là tiêu hao một số nhỏ năng lượng màu đen cường đại năng lượng màu đen như như hồng thủy dũng mãnh lao tới thoáng cái đã tới lục ly trong đầu lục ly long hồn trước tiên phát sáng lên bắt đầu phòng ngự lục ly linh hồn quả nhiên chịu không được lục ly cảm ứng một lát linh hồn rung động Long hồn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững đợt thứ nhất năng lượng xung kích, đằng sau còn có vô số đợt năng lượng xung kích, chờ những năng lượng kia tiến vào linh hồn bên trong, đến lúc đó lục ly linh hồn khẳng định sẽ sụp đổ. Lục tiểu tử, chớ hoảng sợ, vào thời khắc này huyết sát hoàng truyền âm vang lên, tiếp lấy bên hông hắn hạt châu phát sáng lên, một đạo vô hình năng lượng tiến vào lục ly trong thân thể, trong nháy mắt đã tới trong linh hồn hắn. Những này vô hình năng lượng, tựa như là một cái còn sống tiểu thú, phi thường linh hoạt, cấp tốc đã tới lục ly linh hồn bên trong, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn vệ những cái kia năng lượng màu đen. Thật mạnh, lục ly cảm ứng thoáng cái lập tức đại hỉ, huyết sát hoàng truyền tới năng lượng quá mạnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, năng lượng màu đen này cho dù là lại nhiều cũng có thể nhẹ nhõm thôn vệ. Rất nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian về sau, lục ly linh hồn bên trong sở hữu năng lượng đều nhẹ nhõm bị huyết sát hoàng năng lượng thôn vệ. Lục ly như chút được gánh nặng, cảm giác tại trong quỷ môn quan dạo qua một vòng, huyết sát hoàng năng lượng lặng yên vô tức về tới trong hạt châu, lục ly kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề về sau, hắn thở ra một hơi thật dài, mở mắt. Ách, kỳ đông lưu đã đã tới lục ly phụ cận, gặp hắn trợn mở trong mắt sau lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lục ly thế mà không sao không có nửa điểm sự tình vẫn là như thế ngắn ngủi thời gian tự phá giải cái này cấm kỵ chi thuật. Muốn biết lần trước một cái ma tướng phóng thích cấm kỵ chi thuật, một cái bình thường lãnh chúa đều bị làm đến linh hồn trọng thương, hiện tại còn nằm tại bắc đầu thành bên trong hôn mê bất tỉnh rất nhiều lần ma tướng phóng thích cấm kỵ chi thuật ngũ kiếp đỉnh phong hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng lẽ hắn có cửu phẩm yêu hồn kỳ đông lưu ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi cửu phẩm yêu hồn hắn đều không có kỳ gia gia đại nghiệp đại cũng chỉ có mười mấy người mới có cửu phẩm yêu hồn lục ly liền xem như phía sau có một cái đại gia tộc hắn gia tộc có thể mạnh đến mức qua kỳ gia bên kia kỳ đinh đông lúc đầu vô cùng gấp gáp giờ phút này nhìn thấy lục ly bình yên vô sự trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười sán lạn thấy phụ cận người công dương ngây thơ nước u hận bọn người ghen ghét dữ dội giận dữ không thôi lục sát thần người không sao chứ kỳ đông lưu truyền âm hỏi thăm một tiếng lục ly lắc đầu truyền âm nói đa tạ đông lưu đại nhân quan tâm ta đã không sao không có việc gì liền tốt kỳ đông lưu khẽ vuốt cằm cũng không có hỏi nhiều cái này dù sao thuộc về lục ly bí mật mỗi người đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn cùng năng lực lục ly có thể bị luân hồi đại đế coi trọng tự nhiên có hắn không giống bình thường chỗ. Lục ly lòng vẫn còn sợ hãi thối lui đến hậu phương, hắn nhìn thấy kỳ đinh đông muốn đi qua, vội vàng truyền âm một câu. Giờ phút này bản thân hắn liền là mọi người chú ý trọng điểm, giống như kỳ đinh đông lại chạy đến, tự triệt để trở thành minh tinh nhân vật. Sát hoàng tiền bối đa tạ, lục ly truyền âm cho huyết sát hoàng, hỏi ý kiến hỏi, sát hoàng tiền bối vừa rồi vật kia là cái gì tốt cường đại a? Kia là ma uyên cấm kỵ chi thuật, huyết sát hoàng giải thích nói loại này cấm kỵ chi thuật rất khó tu luyện nếu như là ma chủ cấp bậc tu luyện thành công lãnh chúa một khi chúng chiêu gần như khó giải trừ phi đạt tới chuẩn đế cấp bậc đây là bọn hắn đem linh hồn thiêu đốt thả ra một loại bí thuật cường đại phi thường bá đạo còn tốt có sát hoàng tiền bối lục ly khẽ vuốt cằm huyết sát hoàng suy nghĩ một chút nói linh hồn ngươi quá yếu mặc dù cái này yêu hồn cũng tạm được nhưng dựa vào yêu hồn không phải biện pháp ta truyền cho ngươi một loại linh hồn phòng ngự bí thuật đi có thể hay không lĩnh hội tựu xem ngươi bản sự, giống như cảm ngộ không được, vậy sau này ta sẽ không lại truyền cho ngươi bất luận cái gì bí thuật. Đa tạ sát hoàng tiền bối, lục ly lập tức đại hỉ, vị này có thể kém chút trở thành thánh hoàng tồn tại A, mà lại hắn tại linh hồn phương diện tạo nghệ không là bình thường cường đại, vừa rồi kia vô hình năng lượng có thể thấy được lốm đốm. Huyết sát hoàng truyền tới một đạo ý niệm, lục ly không có đi lĩnh hội, mà là đem những tin tức này toàn bộ ghi chép lại, chờ chỉ chốc lát hắn xác định toàn bộ ghi chép lại, mới tinh tế đi lĩnh hội. Vạn yêu phệ hồn thuật, Lục Ly cảm mộ một trận đầy mắt kinh ngạc, cái này tựa như là công kích loại hình linh hồn bí thuật, mà không phải phòng ngự loại hình linh hồn bí thuật a. Hắn truyền âm tới hỏi thăm một tiếng, Huyết Sát Hoàng giải thích nói, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công, đạo lý này ngươi không hiểu giống như chỉ là phòng ngự, lại kiên cố tỏa thành cũng dễ dàng bị phá ra. Đây không phải tiến công linh hồn bí thuật, chỉ là phòng ngự bí thuật, bất quá là dùng công thay thủ, phòng ngự như vậy lực mới có thể càng thêm cường đại, hiểu không? Ta đã hiểu, Lục Ly đã hiểu, nội tâm trở nên kích động, cái này vạn yêu phệ hồn thuật chỉ là nghe danh tự tự rất bá đạo, không biết tu luyện thành công sau sẽ có bao nhiêu cường đại có phải hay không giống như vừa rồi loại kia cấm kỵ chi thuật đều có thể nhẹ nhõm kháng trụ. Huyết sát hoàng đoán được Lục Ly suy nghĩ, đưa cho rất khẳng định trả lời chắc chắn, đương nhiên có thể. Đây chính là lão phu năm đó thiên hạ vang danh linh hồn phòng ngự ngự thần thuật, bị liệt là thập đại linh hồn bí thuật một trong chương 2622, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hai đại chiến trường, hừng hực khí thế, phi thường kịch liệt. Hai bên hiện tại cũng ổn định, cũng có thể nói là rằng co xuống tới. Tam trọng thiên liên quân không dám đánh vào ma, ma uyên đại quân cũng không đột phá nổi liên quân tạo dựng vòng phòng ngự. Hai bên gần nhất đều không có phái gia cường giả, nhiều nhất phái gia lãnh chúa cùng ma chủ cấp bậc cường giả, song phương tựa hồ cũng tại so đấu binh lực, xem bên nào đỉnh trước không được, hay là song phương đều tại riêng phần mình dò xét đối phương toàn bộ lực lượng, chờ dò xét tinh tường sau lại toàn diện tiến công. Thời gian tại một ngày thiên tàn khốc chiến đấu chung trôi đi, nháy nhãn Ma Uyên đại quân xâm lấn đã 2 năm, song phương cũng khổ chiến 2 năm. Tam trọng thiên bên này tử thương vượt qua 300 triệu, đương nhiên đây là đem trước đó Ma Uyên đánh giết nhân tộc con dân tính tiến vào, quân đội ít nhất tử thương vượt qua mấy ngàn vạn. Mạo Uyên bên kia cũng tử thương thảm trọng, nhưng người nào cũng không biết Mạo Uyên có bao nhiêu quân sĩ, luôn cảm giác liên tục không ngừng. Tam trọng thiên bên này cũng không phải không có phái kỳ nhân dị sĩ cùng kỳ dị chủng tộc đi dò xét, chỉ là vô luận đi nhiều ít trinh sát, cuối cùng một cái cũng chưa trở lại. Tam trọng thiên có mấy cái phi thường kỳ dị chủng tộc, tỉ như có một cái kỳ dị chủng tộc có thể biến thân, biến thành từng cái tiểu côn trùng, loại này vốn là không chút nào thu hút, cũng là dễ dàng nhất để cho người ta thư giãn, dù sao đầy khắp núi đổi rất nhiều tiểu côn trùng, ai sẽ đi để ý cái này. Chỉ là cái chủng tộc này phái ra mấy ngàn người, theo bầu trời, mặt đất, dưới mặt đất, trong nước vô số địa phương tiềm nhập ma uyên trong đại doanh, kết quả một cái đều chưa hề đi ra, đi vào chết hết. Còn có chủng tộc sẽ ẩn thân, có chủng tộc có thể chui vào hư không bên trong, có chủng tộc có thể hóa thành một trận gió, các loại kỳ dị chủng tộc đều đi vào, không có một cái nào có thể còn sống ra. Hai đại ma tựa như là hoàng tuyển địa ngục, đi vào tựu không ra được, cái cuối cùng chủng tộc đại trưởng lão nổi giận, tự mình tiến vào một chuyến, nhưng là cuối cùng vẫn chưa hề đi ra chết tại ma bên trong. Cũng có một chút đế cấp đi dò xét, bất quá không dám xâm nhập ngay tại bên ngoài dò xét, chỉ tiếc ma uyên bên trong ma sát chi khí quá đậm, cho dù là đế cấp thần niệm đều không có cách nào thấm vào. Đế cấp cường giả hiện tại cũng không dám tiến vào, không có dò xét tinh tường trước đó, mạo muội đi vào rất dễ dàng bị giết. Chủ yếu là cố kỵ ma uyên bên kia có ma tổ cấp bậc cường giả, như thế sẽ rất thảm. Chiến tranh cứ như vậy rằng co xuống tới, trận chiến tranh này mặc dù chết rất nhiều người, nhưng cũng rất dễ dàng bồi dưỡng cường giả ra, hai đại chiến trường đều có rất nhiều người trẻ tuổi bộc lộ tài năng, bị các đại thế lực chỗ chú ý. Một chút lúc đầu không có nửa điểm danh khí người, thoáng cái thanh danh vang dội, thanh danh vang vọng tứ hải. Có chuyện tốt hàng người một cái tân tú bảng, đem gần nhất danh tiếng thịnh nhất 10 cái người mới đẩy một cái bảng, dùng cái này khích lệ càng nhiều người trẻ tuổi anh dũng giết địch, cố gắng mạnh lên. Lục ca ca, lục ly trong danh chướng, kỳ đinh đông như một cái tiểu miêu chui đi vào kỳ đinh đông hai năm này vẫn rất ít chủ động tới tìm lục ly nàng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện biết nàng dây dưa lục ly sẽ để cho lục ly trở thành mục tiêu công kích cũng sẽ ảnh hưởng lục ly tu luyện hôm nay đột nhiên chui vào lục ly trong doanh chướng để lục ly có chút kinh ngạc nàng mặc dù cải biến dung mạo nhưng người hữu tâm khẳng định sẽ chú ý tới kỳ đinh đông nhìn thấy lục ly thần sắc nhếch miệng cười nói lục ca ca yên tâm ta tìm cái thế thân giờ phút này ngay tại ta doanh chướng bên ngoài đi dạo đâu mặt khác đám kia con ruồi bị ta mời người điều đi. Lục Ly nở nụ cười khổ, kỳ đinh đông vì gặp hắn một lần, khiến cho giống như là yêu đương vụng trộm A, à. hắn khoát tay trận lại nói, nói đi, có chuyện gì? Hi hi, kỳ đinh đông đột nhiên lấy ra xòe tay ra cuốn nói, lục ca ca, chúc mừng ngươi trèo lên bảng, tân tú bảng hạng 10 đâu, đây chính là bao gồm sở hữu tam trọng thiên người tuổi trẻ bảng danh sách, vẫn là một cái thế lực lớn siêu cấp ban bố, phi thường có tính quyền uy. Thứ đầu gì, trong hai năm qua, lục ly loại trừ tu luyện liền là chiến đấu, chưa từng chú ý tình huống bên ngoài, loại trừ ngẫu nhiên bởi vì quan tâm doãn ra tần chiến bọn hắn, hỏi thăm một chút lẫm đông đại lục bên kia chiến cuộc, còn lại sự tình xưa nay không hỏi nhiều. Hắn lấy ra bảng danh sách liếc mấy cái, đôi mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn ở bên trong thấy được hai cái tên quen thuộc, nghịch long linh cùng tượng linh lung. Lục linh còn tại bên trong bài danh thứ sáu, tượng linh lung bài danh đệ thất, hắn dùng danh hiệu lục sát thần ở bên trong xếp hạng thứ 10 xếp hạng thứ nhất gọi người vô danh. Lục ly nhướng mày, có chút không hiểu, vô danh yêu đế sao khẳng định không phải vậy cũng là đế cấp, vì cái gì hạng nhất gọi người vô danh đâu. Kỳ Đinh Đông giải thích nói, bởi vì không có người biết hắn dòng họ danh tự, hắn cũng chưa từng để ý tới bất luận kẻ nào, càng không nghe theo đại quân điều hành, chỉ là một người du tẩu tại ma chung quanh săn giết ma huyên quân sĩ. Hắn đến vô ảnh đi vô tung, sinh mệnh khí thức phi thường trẻ tuổi, chiến lực phi thường biêu hãn, mặc dù chỉ có ngũ kiếp cảnh giới đỉnh phong, tổng hợp chiến lược lại so với bình thường lãnh chúa đều mạnh hơn kỳ đinh đông đem chính mình dò thăm tin tức truyền cho lục ly nói người này hẳn là đặc thù chủng tộc có người hoài nghi hắn là viễn cổ thập đại thần tộc một trong nghệ nhân tộc bất quá bộ tộc này đã diệt tộc trăm vạn năm người này không có hiển lộ bản thể sở dĩ không được biết nghệ nhân tộc lục ly mơ hồ nhớ rõ thập đại thần tộc hoàn toàn chính xác qua bộ tộc này bộ tộc này hoàn toàn chính xác diệt tộc rất nhiều năm cái này trăm vạn năm từ chưa từng xuất hiện bộ tộc này tin tức, bộ tộc này hầu như đều bị thế nhân quên lãng. Bài danh đệ nhị chính là Đông Giã dạ ưng, người này ngược lại là rất nhiều năm trước tựu rất nổi danh, là một cái đế cấp cường giả Đông Giã nô hậu nhân, cảnh giới cũng là ngũ kiếp đỉnh phong, chiến lược đồng dạng nhưng so sánh lãnh chúa, trong tay có đế binh. Bài danh đệ tam chính là Trúc Phạm, đây là Trúc Thiên Đại đế hậu nhân, chiến lược cũng phi thường cường đại, trong tay có đế binh. Chúng ta kỳ ra rất mất mặt, một cái đều không có đứng hàng đi, Bất quá lục ly ngươi là nhà chúng ta vinh dự trưởng lão, cũng coi là thay ta ra trưởng mặt, những năm này ngươi lại cố gắng thoáng cái, tranh thủ xếp vào ba vị trí đầu đi. Kỳ đinh đông líu díu nói không ngừng, lục ly nghe được đạo lý rõ ràng, bảng xếp hạng này bên trên 10 người cũng không phải tùy tiện bài xuất tới. 10 người này đều lập xuống qua chiến công hiển hách, mỗi người đều viết rõ đánh chết nhiều ít ma huyền quân sĩ, đánh chết nhiều ít ma tướng, thậm chí phía trước ba tên còn đánh giết qua ma chủ. Dựa vào cảnh giới cùng hư danh đều vô dụng, quyết đấu khiêu chiến cũng vô dụng, có thể đánh giết Ma Uyên quân sĩ Ma Uyên cường giả mới xem như chân chính cường đại, cũng mới có thể bị thế nhân chỗ kính ngưỡng bội phục. Lục ca ca, Linh Lung thật là lợi hại đâu, kỳ đinh đông chỉ vào sổ tay bên trên bản vẽ nói ra, Linh Lung hai năm này đánh chết ma tướng 63 cái, Ma Uyên quân sĩ đạt tới 7, 8 vạn, gần với nghịch long tộc nghịch long Linh đâu, ta đoán chừng không cần bao nhiêu năm, Linh Lung liền nên đột phá lãnh chúa chi cảnh. Đúng vậy, Linh Lung rất lợi hại, lục ly khẽ gật đầu nội tâm lại là có chút thất lạc cùng ảm đạm bởi vì tượng linh lung thời điểm ra đi nói nửa năm sau sẽ trở về nhưng bây giờ đều đi qua hai năm tượng linh lung không chỉ chưa có trở về thậm chí liền tin tức đều không có mang một cái tới tựa hồ triệt để cùng lục ly cắt đứt biến thành người xa lạ dạng này cũng tốt lục ly trầm ngâm một lát thở ra một hơi giống như tiếp tục giống như trước đó đồng dạng mập mờ xuống dưới đối với tượng linh lung là một loại tổn thương cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. chương 2623, Ân Tú Bảng Thời gian 2 năm, lục ly chiến lược kỳ thật cũng không có quá tiến nhanh bộ, tiến bộ là kinh nghiệm thực chiến, còn có đối với vô vọng thần phù vận dụng. Trong khoảng thời gian này đến hắn đối với vô vọng thần phù vận dụng đơn giản đến như hỏa ngây thơ tình trạng. Cái này vô vọng thần phù tựa như là từng cái thiên lôi dẫn, lặng yên vô tức vận dụng ra, có thể cấp cho địch nhân lớn vô cùng lực sát thương. Hiện tại hắn đánh giết ma uyên quân sĩ quá dễ dàng, vô vọng thần phù hiện tại giết người ở vô hình, so công kích linh hồn nhanh hơn. Trong hai năm qua chết ở trong tay hắn Ma uyên quân sĩ không có 3 vạn cũng có hai vạn. Đương nhiên, đây cũng là lục ly không có sử dụng hào giác nguyên nhân, giống như lục ly xông vào ma uyên trong đại quân, vận dụng hào giác kia đánh giết địch nhân hiệu suất sẽ cao hơn. Bất quá lục ly không dám làm loạn, bởi vì ma uyên trong đại quân thế nhưng là có ma chủ cấp cường giả ẩn núp, giống như hắn dám dạng này không chút kiêng kỵ đồ sát, Vậy hắn khẳng định sẽ bị Ma Uyên quân sĩ để mắt tới, đến lúc đó khẳng định chết như thế nào đều không biết. Lục Ly bây giờ bị thăng làm thống lĩnh, không bằng hắn gần như không thống lĩnh quân đội, cái này cũng không có gì tốt thống lĩnh, Ma Uyên quân sĩ tới liên quân bên này xông đi lên tử chiến chính là, Ma Uyên quân sĩ, không bọn hắn cũng không thể lui, thẳng đến đem Ma Uyên quân sĩ đánh tan mới thôi. Tân Tú bảng thứ 10, Lục Ly cười khổ một tiếng, cái này bảng bài xuất đến không phải đối tốt với hắn, mà là hại hắn a hắn vốn cũng không đáng chú ý, chỉ ít loại trừ Đông Anh Sơn Mạch bên này, còn lại địa phương đều rất ít người thẳng đến hắn, hiện tại vừa lên bảng lập tức biến thành nhân vật tiêu điểm. Giống như Mạo Uyên bên kia nhận được tin tức, sợ là sẽ phải lập tức làm ra nhằm vào chúng ta 10 người hành động, đến lúc đó Mạo Uyên bên kia cường giả bí mật ám sát các nàng, các nàng 10 người đều sẽ nguy hiểm. Ra loại này tên có ý nghĩa gì? Loại trừ mua danh chuộc tiếng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng sẽ không cho đỉnh cấp tài nguyên, cũng sẽ không ban cho thánh binh đế binh. Đương nhiên, đối với những kia tuổi trẻ công tử ngược lại là có chỗ tốt, lại có vô số mỹ nữ ngưỡng mộ bọn hắn, cũng gián tiếp giúp gia tộc nổi danh. Bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, về sau sẽ thành là gia tộc trụ cột vững vàng, cũng sẽ càng ngày càng nổi danh, thay thế gia tộc dương danh lập phản, giúp gia tộc tránh gia uy danh hiển hách. Lục ly nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thuộc về bất luận cái gì gia tộc và thế lực, hắn chỉ thuộc về lục gia, còn lại gia tộc đều là trên danh nghĩa, đại biểu không là cái gì lục ca ca cái này chiến tranh khi nào là cái đầu a à? kỳ đinh đông một cái tay chống đỡ lấy cái cằm có chút nhàm chán nói trong hai năm qua nàng thế lực được tăng lên đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong nhưng chiến lực nhưng không có tăng lên quá nhiều ngay từ đầu tại chiến đấu này còn rất kích động hưng phấn theo thời gian trôi qua cái này mới mẻ sức lực thoáng qua một cái kỳ đinh đông đã cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị chủ yếu nhất là bên người nàng con ruồi nhiều lắm lại không thể thời khắc cùng lục ly cùng một chỗ nàng đều hiểu được phiền muốn đi Bắc Yêu Thành, lại không muốn bỏ xuống Lục Ly một người tại cái này, sợ xảy ra chuyện gì. Đoán chừng còn sớm đi, Lục Ly cũng là khe khẽ thở dài, hắn là phi thường nghĩ hồi trở lại nhị trọng thiên, nhưng cái này chiến tranh không kết thúc, hắn làm sao có ý tứ để kỳ ra tiến hắn đi tử dương đại lục kỳ ra mấy năm qua này khắp nơi mở ra không gian chi môn, tiêu hao cử đại, giống như không phải chiến tranh cần thiết, còn lại truyền tống hết thảy ngừng, đây chính là luân hồi đại đế ra lệnh. Mặc dù lục ly đi tìm nhị trưởng lão có thể mở ra không gian chi môn, nhưng này dạng cũng quá không nhân đạo, hắn lưu tại cái này cũng có thể ra một phần lực. Hiện tại Đông Anh Sơn thường thắng quân hắn nhưng là chủ lực một trong, mỗi lần Ma Uyên đại quân tới, dựa vào hắn một người đều có thể đứng vững nửa bầu trời. Lục ca ca, kỳ đinh đông thực sự không chịu nổi, nghĩ nghĩ nói ra ta muốn đi Bắc Yêu Thành bên kia một đoạn thời gian, cha mẹ ta đều ở bên kia, ta đấy nghĩ linh lung. Đi thôi, lục ly đưa tay vuốt vuốt kỳ đinh đông mái tóc, khẽ vuốt thoáng cái nàng gương mặt xinh đẹp nói: "Hai năm này ngươi ở bên này chịu khổ, đi Bắc Yêu thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ta ở chỗ này ngươi yên tâm, không có việc gì." Đông Lưu trưởng lão một mực rất chiếu cố của ta. "Ân ân." Lục Ly đột nhiên khẽ vuốt mặt của nàng, cái này khiến Kỳ Đinh Đông thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, nàng lấy dũng khí thân thể dán tới ôm Lục Ly. Lục Ly thân thể cứng đờ, cuối cùng vẫn duỗi ra hai tay ôm nàng, Kỳ Đinh Đông ôm Lục Ly một lát, ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói: Lục ca ca, trong lòng ngươi là ưa thích đinh đông chính là sao? Lục ly trầm ngâm, kỳ đinh đông trông mong chờ lấy, lục ly sau một lát nói ra, đinh đông, giống như tại Ma Uyên đại quân đánh lui về sau, ngươi còn không có thay đổi chủ ý, ta tự cưới ngươi. A, à, kỳ đinh đông gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên nóng bỏng, trong đôi mắt sáng lên đạo đạo thần mang, cả người đều xinh đẹp mấy phần. Nàng ngạc nhiên nguyễn động mấy lần bờ môi nói ra, lục ca ca, đây chính là ngươi nói, ngươi không thể gạt ta nha quyết không nuốt lời lục ly rất kiên định gật đầu người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình mấy năm qua này kỳ đinh đông tình ý đối với hắn không chút nào giữ lại yêu đừng nói là một cái mỹ lệ nữ tử liền xem như một con chó cũng có tình cảm vị này chính là thiên tri kiêu nữ vô số người tình nhân trong mộng rất nhiều công tử theo đuổi nàng vô số năm hiện tại nàng ngược lại khổ sở đợi chờ lục ly rất nhiều năm điều này không khỏi làm cho lục ly cảm động vậy ta không đi ta ngay tại cái này bồi tiếp lục ca ca Kỳ Đinh Đông thoáng cái sướng đến phát rồ rồi, cả người là đều linh động mấy phần, Lục Ly nhéo nhéo cái mũi của nàng nói, "Đã lâu như vậy, ngươi cũng nên đi xem một chút cha mẹ của ngươi, nơi này cách Khai Bắc yêu thành gần như vậy, ngươi tùy thời có thể dùng tới a." À. Bất quá ta đề nghị ngươi nhiều bồi bồi cha mẹ của ngươi, mà huyền Đại Quân cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh lui. "Tốt, Kỳ Đinh Đông giống như là một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ, Tình Lang nói thế nào nàng đều sẽ không cự tuyệt." nàng đột nhiên nhón chân lên tại lục ly trên mặt hôn một cái sau đó mở ra doanh trướng cấm chế như như một trận gió chạy ha ha lục ly tâm tình cũng tốt lên rất nhiều nỗi khổ trong lòng buồn bực bị kỳ đinh đông tình ý hòa tan không ít hắn ngồi một lát suy nghĩ lại là rất nhanh phiêu trở về nhị trọng thiên nhiều năm như vậy đi qua cũng không biết nhị trọng thiên thế nào lục ra thế nào nàng mấy cái kiều thêm mỹ thiếp phải chăng mỗi ngày đều đang khổ cực chờ hắn trở về còn có phụ thân của hắn gia gia còn có đại ma vương ngoài ra còn có Tiểu Bạch. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch đến cùng đi đâu có phải hay không đã vẫn lạc nghĩ tới đây Lục Ly tâm tình lại lần nữa trở nên trầm thấp. Cố gắng mạnh lên, Lục Ly ánh mắt lộ ra sáng láng thần quang, thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không đủ, chính như huyết sát hoàng nói, lãnh chúa cấp mới có thể được cho cường giả, chỉ có trở nên lãnh chúa mới có thể có tư cách tại mảnh này đại lục ngúa phong vân. Tại tu luyện mấy năm, tìm cơ hội vượt qua lần thứ năm thiên kiếp. Lục Ly quyết tâm, vượt qua lần thứ năm thiên kiếp, hắn chỉnh thể chiến lực sẽ lần nữa tăng lên, mới có thể miễn cưỡng nhưng so sánh lãnh chúa cảnh. Hiện tại hắn nhục thân tăng lên tới bình cảnh, luyện hóa thần dược gần như không có ý nghĩa quá lớn, tăng lên quá chậm quá chậm, bình thường pháp tắc chân ý cảm mộ cũng không có ý nghĩa quá lớn, muốn thực lực tăng thêm một bước, chỉ có vượt qua lần thứ năm thiên kiếp. Chỉ là, thiên gia tử nói qua, lần thứ năm thiên kiếp người bình thường là không có cách nào giúp hắn, nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính hắn, trừ phi đế cấp cường giả giúp hắn. Nghĩ tới đây nội tâm của hắn khẽ động, huyết sát hoàng liền là đế cấp cường giả A, vậy có phải hay không có thể giúp hắn vượt qua lần thứ năm thiên kiếp tâm hồn kiếp đâu? Người nghĩ cũng đừng nghĩ, huyết sát hoàng tại lúc này đột nhiên truyền âm nói, ta đích xác có thể giúp người vượt qua tâm hồn kiếp, nhưng người đời này đem không thể nào đột phá lục kiếp, chớ nói chi là đế cấp, cái này lần thứ năm thiên kiếp tâm hồn kiếp nhất định phải chính người độc lập vượt qua. chương 2624, Lục Thống Lĩnh Dầm dầm dầm, Đông Anh Sơn mạch bên trong một đội quân sĩ đang cùng Ma Uyên quân sĩ khai chiến, đầy khắp núi đồi đều là quân sĩ đang chém giết lẫn nhau, trên cơ bản đều là hai cái nhân tộc võ giả đối chiến một cái Ma Uyên quân sĩ, đánh cho khó phân thắng bại, giết đến máu chảy thành sông, sơn hà phá toái. Oanh, một cái nhân loại võ giả bị đánh bay, kia Ma Uyên quân sĩ hai chân trên mặt đất đạp một cái, sau đó vùng lấy trọng phủ đối cái kia võ giả trọng trọng phách đi. Kia chiến phủ bên trong mang theo liên tục hắc khí, giống như là trong địa phủ âm khí, còn không có tới gần ma uyên quân sĩ kia nồng đậm sát khí tự bao phủ cái này quân sĩ để cái này quân sĩ cảm giác được tuyệt vọng chết võ giả tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn vừa rồi đã bị đả thương nặng hiện tại lại bị sát khí bao phủ không còn có biện pháp né tránh bất quá cái này võ giả cũng là không hề e sợ ngược lại trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắc bởi vì hai năm này hắn liên hợp một cái khác võ giả đã diệt sát năm cái ma uyên quân sĩ hắn hiểu được đáng giá lệ cơ ta phải chết về sau không thể đang chiếu cố ngươi, chính ngươi phải thật tốt sống sót a. À. Võ giả thì thào một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cái chết. Là toàn bộ nhân tộc là chết, hắn cảm thấy rất quang vinh, chết có ý nghĩa. Hắn không hiểu cái gì đại đạo lý đại nghĩa, hắn chỉ biết nếu để cho ma huyên quân sĩ khuếch tán ra, hắn tộc nhân cùng người nhà đều phải chết. Xoẹt, vào thời khắc này, nơi xa một đạo thất thải đao mang phá không mà đến, kia thất thải đao mang tốc độ thật nhanh, giống như là đem toàn bộ thiên địa cho vỡ ra đến. Đao mang này tốc độ quá nhanh trước mắt đã đến trước mắt, thoáng cái bổ chúng cái này ma uyên quân sĩ. Oanh, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, tiếp lấy cái này ma uyên quân sĩ chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt bị đánh giết, chết được không thể tại chết rồi. Cái kia võ giả cũng bị kinh khủng khí lãng đánh bay, vốn là thụ thương, lần này bỗng chốc bị nổ thành trọng thương, nhập vào xuống mặt trong núi lớn, còn thật sâu bị xa vào. Lục thống lĩnh, người kia mặc dù bị trọng thương, trong mắt nhưng đều là vẻ mừng như điên, hắn thần niệm quét tới, khóa chặt một cái hướng bên này bay vọt mà đến một cái thanh niên tóc trắng, hắn ánh mắt rất nhanh bốc lên sương mù. Lần trước hắn cũng thiếu chút chết rồi, cuối cùng vẫn là bị lục thống lĩnh cứu được, cái này lục thống lĩnh tới quá kịp thời. Lục thống lĩnh thần uy, bên cạnh mấy người quân sĩ giống to, nhìn thấy lục ly liên miên không dứt phóng thích thất thải đao mang, mỗi lần một đạo thất thải đao mang đều có thể đem một cái ma uyên quân sĩ nhẹ nhõm nổ chết, bên này quân sĩ lập tức hô to. Dầm dầm rầm, lục ly như một đạo u phong bay tới, trong tay chiến đao lại là không có ngừng qua, liên tục không ngừng thả ra thất thải đao mang công kích. Hắn nhìn lướt qua những cái kia gieo hào người, thần sắc không có bất kỳ cái gì vui thích chi sắc, ngược lại khiển trách đều lên cái gì lừa còn không tranh thủ thời gian giết địch. Tuân mệnh, bốn phía quân sĩ quát khẽ một tiếng, tiếp tục cùng Ma Uyên quân sĩ khổ chiến, Lục Ly tại phụ cận quét sạch một lần, đem bộ phận khí thế cường đại Ma Uyên quân sĩ thanh lý về sau, hóa thành một đạo u phong bay đi. Tân Tú bảng 10 vị trí đầu liền là lợi hại. Rất nhiều người cảm khái, từ khi cái này tân tú bảng sau khi đi ra, rất nhiều người xem lục ly mục quang đều trở nên sùng kính. Trước đó chỉ là tôn kính, hiện tại có chút sùng bái, nhất là người trẻ tuổi càng là cuồng nhiệt. Đây chính là toàn bộ tam trọng thiên tân tú bảng, không phải cái nào đó đại lục, phát bố bảng danh sách này chính là một cái siêu cấp đại gia tộc, có được đế cấp đại gia tộc. Trọng yếu nhất là lục ly chiến lược tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, đánh giết mạo uyên quân sĩ quá dễ dàng. Ma tướng cũng có thể đánh giết, mặc dù có lúc cần tốn hao một chút thời gian, nhưng khẳng định không có vấn đề, muốn biết trước đó một cái ma tướng thả ra cấm kỵ chi thuật đều giết không chết Lục Ly. Ngoài ra còn có một điểm, Lục Ly cái này một hai năm tới cứu rất nhiều người mệnh, hắn hiện tại biến thành đội viên cứu hỏa, trên cơ bản bốn phía du tẩu. Phàm là phát hiện bên nào Ma Uyên quân sĩ áp chế tam trọng thiên liên quân, hắn sẽ lập tức tiến đến đem bộ phận Ma Uyên quân sĩ tiêu diệt toàn bộ. Sở dĩ làm như vậy rất dễ dàng gây nên Ma Uyên bên kia cường giả chú ý, cũng thường xuyên có ma tướng tìm tới Lục Ly, còn có một lần tiềm phục tại trong đại quân ma chủ nghi ám sát Lục Ly. Cũng may kỳ đông lưu một mực giam khống toàn bộ chiến trường, trước tiên chặn ma chủ, nếu không Lục Ly tự thảm rồi. Lục Ly hiện tại đã là trọng điểm chú ý đối tượng, không chỉ là ma uyên bên kia, vẫn là tam trọng thiên bên này, đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Lục Ly uy vọng rất cao, một khi hắn như bị phục kích, phục kích quân sĩ khẳng định sẽ phấn đấu quên mình đi nghĩ cách cứu viện hắn rất nhiều quân sĩ đều minh bạch một cái đạo lý, giống như không phải Lục Ly, bọn hắn rất nhiều người đã sớm chết. Giống như Lục Ly hiện tại chết rồi, vậy bọn hắn về sau tử vong suất tỷ lệ sẽ đề cao rất nhiều. Nói cách khác, bảo trụ Lục Ly vậy thì đồng nghĩa với bảo vệ hắn bọn họ mệnh. Kỳ thật còn có một số ngũ kiếp đỉnh phong đánh giết Ma Uyên võ giả cũng rất nhanh, nhưng không bằng Lục Ly như vậy tùy ý. Lục Ly hiện tại đánh giết Ma Uyên quân sĩ, mặc kệ là phổ thông quân sĩ vẫn là ma tướng tới tới lui lui tựu một chiêu, thất thải đao mang, đây là lục ly đánh giết Mạo Uyên quân sĩ chủ yếu sát chiêu, cái này thất thải đao mang loại trừ thanh thế hùng vĩ bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đặc sắc, chỉ có tỉ mỉ người sẽ phát hiện đao mang bên trong lại có một chút kỳ gì ký tự. Nhưng những chữ này phù tại mọi người xem ra cũng không hề có chỗ thần kỳ, rất nhiều thần binh A, chiến giáp bên trên không đều có chữ viết phù sao. Lục ly đao mang này cùng thần lực công kích gần như không có khác nhau, mà phổ thông thần lực công kích lực sát thương là có hạn, không hề giống những pháp tắc kia chân ý công kích. Vô vọng thần phù, Lục Ly vì che giấu vô vọng thần phù, cố ý học tập một loại thần lực thả ra thần thuật, để thần lực biến thành thất thải lộng lẫy, thần uy cũng rất nặng, dạng này hoàn toàn có thể che giấu vô vọng thần phù. Vô vọng thần phù người bình thường chưa thấy qua, luân hồi đại đế thế nhưng là có rất nhiều năm không có xuất thủ qua, coi như xuất thủ người bình thường cũng không có cơ hội gặp qua, đừng nói ngoại nhân kỳ ra rất nhiều người đều không hiểu cái này, cũng chưa từng thấy qua cái này. Tại lục ly tận lực ngụy trang phía dưới, người bình thường căn bản sẽ không đi truy cứu cái này, dù sao lục ly thế nhưng là tân tú trong bảng nhân vật, có một ít cường đại kỳ dị thần thông cái này không bình thường sao. Vô vọng thần phù rất lớn, một cái thần phù liền có thể trọng thương một cái ma uyên quân sĩ, giống như hắn tại thất thải đao mang bên trong ẩn chứa hai cái thất thải thần phù, vậy cái này ma uyên quân sĩ sẽ nhẹ nhõm bị oanh sát. Lục ly oanh sát ma tướng chọn lựa biện pháp cũng rất đơn giản mỗi lần tại đao mang bên trong đều ẩn chứa ba cái vô vọng thần phù, liên tục oanh kích phía dưới, ma tướng cũng rất khó kháng trụ, cuối cùng sẽ bị tươi sống nổ chết. Dầm dầm dầm, lục ly như u ảnh tại đại sơn biển khơi bên trong phiêu đắng, mỗi lần đi ngang qua chi địa đều gây nên rất nhiều người chú ý, cũng có vô số người đối với hắn quăng tới sùng kính mục quang, xem công dương ngây thơ chờ một đám công tử rất là ghen ghét. Kỳ đinh đông đi, bọn hắn cũng không có đi theo hồi trở lại bác yêu thành bên trong, kỳ thật rất nhiều người đã từ bỏ truy cầu kỳ đinh đông, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được kỳ đinh đông đã hoàn toàn luôn hãm bị, bị lục ly chinh phục. Kỳ đinh đông ý nghĩ thế này đơn thuần nữ tử, một khi bị chinh phục về sau khẳng định lại biến thành tử tâm nhãn, chỉ ít thời gian ngắn bọn hắn không có bất luận cái gì cơ hội. Mặt khác bọn hắn nhận được tin tức, lục ly trở thành kỳ gia vinh dự trưởng lão, này canh để mọi người tuyệt vọng, điều này nói rõ cái gì nói rõ kỳ gia phi thường coi trọng lục ly, cũng rất tình nguyện lục ly cùng kỳ đinh đông có tiến một bước phát triển. Mọi người không mặt mũi hồi trở lại Bắc yêu thành, mấy cái công tử đều trong bóng tối quyết định, ngay tại Đông Anh Sơn mạch cùng lục ly hảo hảo so một lần, bọn hắn phải cố gắng, cũng muốn giết vào tân tú trong bảng, đem lục ly dẫm lên tại dưới chân. chương 2625, Triệu Hoán Ma Tổ Thời gian lần nữa nhanh chóng trôi qua, thời gian một năm lại đi qua, mà uyên đại quân xâm lấn đã ba năm, chiến tranh kéo dài ba năm, vẫn còn không có cái gì tiến triển, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi ánh dạng đông. Mà uyên quân sĩ tựa hồ liên tục không ngừng, vĩnh viễn giết không dứt những cái kia ma sơn tựa như là tổ kiến, bên trong kiến tộc vô cùng vô tật, ai cũng không biết có bao nhiêu. Không biết vì cái gì, luân hồi đại đế trúc thiên đại đế bọn người không có bất kỳ cái gì cử động, đế cấp một lần đều không có xuất động, xuất động nhiều nhất liền là lãnh chúa, mà lại lãnh chúa trên cơ bản không lên chiến trường, đều là áp trận. Điểm này để vô số người trong bóng tối có bất mãn, dù sao một đám đỉnh cấp cường giả một cái bất động, lại muốn bọn hắn những này cấp thấp quân sĩ đi liều sống liều chết, ba năm này chết nhiều ít phổ thông võ giả ít nhất hơn trăm triệu đi. Nếu có đế cấp cường giả chiến tử, vậy ai cũng sẽ không nói cái gì, bây giờ lại một cường giả đều không có chiến tử, những năm này chỉ là chết đi mười mấy cái lãnh chúa, mà lại những này lãnh chúa đều không phải là chủ động tiến công chiến tử, đều là ma uyên cường giả công kích, bọn hắn bị ép ứng chiến. Sở dĩ cho phổ thông quân sĩ cảm giác tựa như là sở hữu cường giả ở phía sau sống chết mặc bay, khu xử bọn hắn những này cấp thấp quân sĩ từng đám đi chịu chết. Đương nhiên, vì tam trọng thiên rất nhiều người cũng không tiếc mệnh, bọn hắn chỉ là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Những cái kia sừng sững tại đỉnh phong các đại nhân vật là thế nào nghĩ, phía dưới bọn không biết. Bọn hắn cũng không dám kháng cự phía trên mệnh lệnh, dù sao phía trên ít nhất lấy ra vô số tài nguyên cùng ban thưởng, chỉ cần đánh giết Ma Uyên quân sĩ liền có thể thu hoạch được thần thạch ban thưởng hoặc là tới đối đầu ứng tài nguyên. Đây là vô số đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ quyên tặng ra, dùng để khích lệ phổ thông quân sĩ anh dũng giết địch, cũng làm cho bọn hắn tăng thêm một bước chiến lực. Rất nhiều quân sĩ vẫn là bởi vậy thâu được ích lợi, sở dĩ mặc dù có rất nhiều quân sĩ trong bóng tối bất mãn, lại không dám biểu lộ ra, bọn hắn chỉ có thể tưởng tượng lấy đây là cao tầng tại bố cục, hiện tại không xuất chiến, là vì chân chính đại quyết chiến, nhất định thắng bại. Thời gian một năm, Kỳ Đinh Đông đi Bắc Yêu Thành sau lại cũng không trở về nữa, nàng phái người truyền lời, nói phụ thân hắn tại một lần chiến đấu bên trong bị thương, nàng trong khoảng thời gian này tại Bắc Yêu Thành bồi thoáng cái phụ thân hắn. Tượng Linh Lung lại là một lần đều chưa từng trở về, cũng không có phái người truyền lời, rất rõ ràng Tượng Linh Lung hoặc là cưỡng ép cắt đứt cùng Lục Ly ở giữa tình cảm, hoặc là ngay tại lựa chọn trốn tránh. Lục Ly một năm này thời gian, loại trừ trên chiến trường đánh giết Ma Uyên quân sĩ bên ngoài, thời gian còn lại đều đang bế quan tu luyện, tu luyện thần lực luyện hóa linh hồn bổ dưỡng thần dược, lĩnh hội vạn yêu phệ hồn mấy, cùng lĩnh hội đạo thiên giới vấn đạo trong cốc cái kia linh hồn bí thuật. Cái kia linh hồn bí thuật tiến triển rất chậm, ngược lại vạn yêu phệ hồn thuật tiến triển khai còn có thể, cái này khiến huyết sát hoàng cũng hơi kinh ngạc, tán thưởng lục ly tại ngộ tính có thể. Ba năm khổ chiến, để lục ly đối với vô vọng thần phù vận dụng càng thêm linh hoạt đa dạng, đối với chiến cơ bắt giữ, đối với chiến đấu lâm tràng phát huy, đều có tăng lên rất nhiều. Xa xa xa, lục ly còn tại trong doanh chướng tu luyện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiếp lấy lục ly doanh chướng thần văn bị xúc động hắn thần niệm quét ra ngoài phát hiện lại là kỳ đông lưu tới hắn có chút kinh ngạc kỳ đông lưu muốn gặp hắn phái người truyền một câu chính là làm gì tự thân lên môn hắn liền vội vàng đứng lên đem thần văn mở ra kỳ đông lưu trực tiếp đi tới còn khoát tay nói lục sát thần đem thần văn mở ra đi lục ly mở ra thần văn hành lễ nói đông lưu đại nhân ngài có việc kêu gọi một tiếng chính là làm gì hạ mình tới đây ngươi là chúng ta kỳ gia vinh dự trưởng lão đều là người một nhà không cần khách khí như vậy kỳ đông lưu cười tủm tỉm nói dừng một lát nghiêm mặt nói ra tới này là có một kiện chính sự việc này cũng là tộc vương cố ý để cho người ta truyền lời xuống tới nghĩ làm phiền ngươi đi một chuyến đại đế lục ly một mặt kinh ngạc hắn tiểu nhân vật này thế mà có thể vào luân hồi đại đế pháp nhãn mà lại có chuyện gì luân hồi đại đế bọn hắn làm không được còn cần hắn đi làm lục ly lập tức một mặt nghiêm nghị chắp tay nói mời đại nhân chỉ rõ lục mỗ có thể làm được tuyệt bất thôi trì tốt kỳ đông lưu lấy ra một tấm địa đồ trên bàn triển khai chỉ vào một cái điểm đỏ nói nơi này chính là chúng ta chỗ địa phương đông anh sơn mạch nơi này là bắc yêu thành nơi này là đông bộ chiến khu nơi này là tây bộ chiến khu nơi này là bắc bộ chiến khu thì là ma sơn chỗ lục ly liếc mấy cái khẽ vuốt cằm bản đồ này làm rất kỹ càng cũng giới tranh rất tinh tường liếc qua thấy ngay lục ly nhìn một lát nói ra đại đế là hy vọng ta đi làm cái gì đâu đi nơi này kỳ đông lưu chỉ vào một cái điểm nói ra đi nơi này phá hư một chỗ tế đàn cái gì lục ly coi là nghe lầm nháy nháy mắt nhìn qua kỳ đông lưu thấy đối phương không có nói đùa về sau trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc có chút nghĩ không thông kỳ đông lưu chỉ vào địa phương là ma sơn nội bộ một chỗ khu vực theo trên bản đồ đến xem ma uyên bên kia kiến tạo vô số ma sơn những cái kia ma sơn núi liền thành một vòng tròn lớn Giờ phút này Kỳ Đông Lưu để hắn đi địa phương chính là Ma Sơn cái kia vòng lớn bên trong. Ma Sơn Đế cấp cũng không dám tới gần, rất nhiều cường đại trinh sát đi dò xét, toàn bộ đều chết hết. Hắn mặc dù chiến lực cũng tạm được, nhưng để hắn xâm nhập Ma Uyên nội bộ đi, vậy tương đương cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đừng nóng vội, Kỳ Đông Lưu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, nghe ta đem sự tình nói xong, chuyện này cũng không phải để ngươi một người đi, cùng đi có 10 người, bất quá đều là người trẻ tuổi không cao hơn lãnh chúa cảnh. Sở dĩ muốn phái các ngươi đi qua là bởi vì đạt tới lãnh chúa cảnh sau khí tức quá cường đại, mà huyên bên kia cường giả sẽ nhẹ nhõm cảm giác được. Đại đế ban cho một kiện bảo vật, có thể đưa ngươi bọn họ khí tức che giấu, các ngươi đi qua sau bại lộ khả năng sẽ rất thấp. Đến lúc đó bên này cũng sẽ phối hợp các ngươi, đại quân sẽ bắt đầu phản công, đế cấp đều sẽ xuất động, sẽ hấp dẫn đại bộ phận Ma Huyên cường giả lực chú ý. Bất quá các ngươi thời gian không nhiều, nhiều nhất chỉ có thời gian 10 ngày giống như không thể hủy đi cái kia tế đàn, vậy sẽ thất bại trong gang tắc. Thì ra là thế, Lục Ly có chút minh bạch, hắn phản hỏi, cái kia tế đàn là làm cái gì mà Uyên quân sĩ là theo cái kia tế đàn truyền tống tới sao? Không phải, Kỳ Đông Lưu lắc đầu nói, Ma Uyên quân sĩ là theo Ma Uyên thông đạo bên trong vào đây, cái tế đàn này kỳ thật tại 3 năm trước đây liền bắt đầu kiến tạo, chúng ta chết nhiều như vậy trinh sát, cũng không phải là không có dò xét đến cái gì, kỳ thật dò xét đến rất nhiều tình báo. Cái tế đàn này tại Ma Sơn kiến tạo sau khi thành công, Ma Uyên bên kia liền bắt đầu xây dựng, xây dựng 3 năm, không sai biệt lắm đã nhanh dựng thành công. Chúng ta cũng có đế cấp cường giả đã từng nghĩ chui vào đi vào hủy đi cái tế đàn này, nhưng mấy lần đều thất bại. Cho nên chúng ta không có thời gian, chỉ có thể xin các ngươi xuất động. Đợi các ngươi qua bên kia lúc, chúng ta gần như tất cả đế cấp cùng đại quân đều sẽ xuất động, Ma Uyên bên kia khẳng định cũng sẽ toàn quân xuất động, nếu không khẳng định gánh không được nhân tộc bên này tiến công mà lại chúng ta sẽ dựng một loại đặc thù không gian chi môn, để các ngươi vô thanh vô tức chui vào đi phụ cận, sẽ còn cho các ngươi một loại cường đại lợi khí, chỉ cần tới gần tế đàn các ngươi tự có cơ hội nổ nát tế đàn. Tế đàn hủy đi các ngươi nhiệm vụ tự hoàn thành, đến lúc đó bố trí duy nhất một lần truyền tống không gian chi môn trốn về đến. Kỳ Đông Lưu đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, lục ly đại khái đều làm rõ ràng, không bằng hắn vẫn là có một vấn đề hơi nghi hoặc một chút, hắn hỏi ý kiến hỏi tế đàn kia đến cùng là dùng tới làm cái gì. Kỳ Đông Lưu sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, thở ra một hơi nói ra, căn cứ tộc vương bọn hắn suy đoán, rất có thể là dùng để triệu hoán ma tổ. chương 2626, cự tuyệt chấp hành. Triệu hoán ma tổ, lục ly biến sắc, ma tổ là tồn tại gì hắn phi thường tinh tường, nguyên bản hắn coi là ma uyên là không có ma tổ cấp bậc tồn tại, nếu không tam trọng thiên đã sớm không cần chống cự. Ma tổ vừa hàng lâm đồ sát toàn bộ đế cấp quá dễ dàng, tam trọng thiên lấy cái gì đi ngăn cản. Ma tổ thật tồn tại, lục ly hỏi lại một tiếng giống như ma tổ thật tồn tại vậy sẽ là tam trọng thiên ác mộng tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ biến thành ma uyên quân sĩ nô lệ sẽ vĩnh thế trầm luân không biết kỳ đông lưu cũng rất là mê mang hắn trầm ngâm một lát nói ra chúng ta vô pháp tiến vào ma uyên sở dĩ không biết tình huống bên trong nhưng tộc vương bọn hắn suy đoán hẳn là có ma tổ cấp bậc tồn tại bất quá hẳn không có dễ dàng như vậy hàng lâm dù sao ma tổ cấp bậc thần uy quá mạnh ma uyên thông đạo bọn hắn không qua được sẽ dẫn đến thông đạo sụp đổ, cho nên mới sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian dựng tế đàn. Tế đàn kia thế nhưng là lớn vô cùng, chiếm diện tích ngàn dặm. Lục ly giờ phút này cũng triệt để minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, mà uyên bên kia một mực không có đại quy mô tiến công, cũng hẳn là đang chờ ma tổ hàng lâm. Bên này luân hồi đại đế bọn người rất nhiều lần đều nghĩ phá hư cái kia tế đàn, nhưng bọn hắn truyền tống đi qua, bởi vì khí thức quá cường đại, lập tức sẽ bị ma uyên cường giả cảm giác được, căn bản không có có cơ hội phá hư tế đàn. Chính diện giết đi vào độ khó kia càng lớn, sở dĩ luân hồi đại đế bọn hắn nghĩ ra dạng này một cái biện pháp, chính diện đại quân cùng đế cấp cường giả hấp dẫn hỏa lực, sau đó bọn hắn 10 cái ngũ kiếp cường giả truyền thống vào đi, mượn nhờ bảo vật che giấu khí tức, lặng yên tới gần tế đàn. Cuối cùng dựa vào một loại lợi khí đem tế đàn cho nổ nát, cho tam trọng thiên thắng được thời gian quý giá, một cái tế đàn cần 3 năm mới có thể dựng thành công, thời gian 3 năm cũng không ngắn. Tốt, ta đi, lục ly cũng không trần chờ quá lâu, không nói mệnh lệnh này là luân hồi đại đế hạ, liền xem như kỳ đông lưu thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không chỉ hoãn. Đây không phải vì kỳ gia, cũng không phải vì tam trọng thiên, càng là vì mình, vì người nhà. Tam trọng thiên diệt vong, kia sở hữu giới diện đều diệt vong, tất cả giới diện đều sẽ bị ma uyên công chiếm, cho dù là trốn đến bất luận cái gì tiểu giới diện bên trong, cuối cùng cũng sẽ bị ma uyên quân sĩ tìm tới hủy diệt. Ừm, kỳ đông lưu đứng dậy vỗ vỗ lục ly bả vai nói, lần này rất nguy hiểm, người phải có tử vong chuẩn bị, Đương nhiên ngươi cũng phải nỗ lực sống sót, không chỉ là ta, kỳ gia, cũng bao quát đinh đông đều hy vọng ngươi có thể một mực hào hào còn sống. Ta biết, Lục Ly nhẹ gật đầu, kỳ đông lưu khoát tay nói, ngươi những năm này khác đừng xuất chiến, hào hào tu luyện thoáng cái, một tháng sau ta dẫn ngươi đi Bắc Yêu Thành. Lục Ly không nói gì thêm, dù sao Luân hồi Đại Đế bọn hắn khẳng định sẽ an bài tốt, hắn là kỳ gia vinh dự trưởng lão, Luân hồi Đại Đế sẽ không hại hắn. Sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp để hắn tốt hơn sống sót để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lục Ly cũng không muốn quá nhiều, loại chuyện này suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền tốt. Giống như chuyện không thể làm, kia chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ trong vòng một tháng nghĩ biện pháp để vạn yêu phệ hồn thuật tiến bộ một chút. Huyết sát hoàng tàn hồn tại, hắn hiểu được vẫn là có sống sót hy vọng, vị này mặc dù chỉ còn lại tàn hồn, nhưng như cú cường đại đáng sợ. Một tháng thời gian một cái chớp mắt tựu đi qua, vạn yêu phệ hồn thuật có một chút tiến triển, loại bí thuật này nhưng thật ra là đem hồn châm tiến một bước cô động, cô động thành yêu hồn. Cái này yêu hồn cùng linh hồn bên trong yêu hồn tính chất không giống, nhưng tác dụng lại có dị khúc đồng công chi diệu, đều có thể thôn vệ vào xâm năng lượng. Lục Ly hiện tại đã xem hồn châm ngưng luyện ra tới đếm trăm cái yêu hồn, những này yêu hồn là không có ý thức, kỳ thật cũng chính là hồn lực một loại khác hình thái. Huyết sát hoàng loại bí thuật này là để hồn lực bắt trước yêu hồn, đem toàn bộ hồn lực cô động thành từng cái yêu hồn, tại địch nhân công kích linh hồn xâm lấn lúc, cái này mấy vạn yêu hồn phát động, đem địch nhân toàn bộ năng lượng thôn phệ. Những này yêu hồn không phải mỗi một cái đều như thế, đều có khác biệt, đều có chỗ khác thường, mấy vạn yêu hồn nếu có thể tạo thành một loại đại trận, dẫn phát cộng minh, uy lực dọa người, là năm đó tam trọng thiên thập đại linh hồn phòng ngự ngự thần thuật một trong. Lục Ly hiện tại cự ly vạn yêu phệ hồn thuật đại thành còn có sớm vô cùng, bất quá đã xem như nhập môn, linh hồn lực phòng ngự nhất định là có tăng lên rất nhiều không còn là đơn thuần bị động phòng ngự, nếu có công kích linh hồn, hắn có thể chủ động tiến công. Đi, hắn đi ra doanh trướng, đi kỳ đông lưu chỗ xoáy doanh, kỳ đông lưu mang theo lục ly tiến vào bên cạnh một cái doanh trướng, nơi này có một cái truyền tống trận, hai người bước vào trong truyền tống trận, một đạo bạch quang lóe lên hai người xuất hiện tại một tòa thành lâu đài bên trong. Đông Anh Sơn mạch cự ly Bắc yêu thành vốn cũng không xa, truyền tống trong nháy mắt lại tới. Cái này thành bảo bên trong có người đã sớm chờ hẳn là kỳ ra một người thống lĩnh, hắn chủ động hành lễ nói, gặp qua đông lưu trưởng lão, gặp qua lục trưởng lão. Đều đến đi kỳ đông lưu hỏi thăm một câu, người kia gật đầu nói, còn lại 9 người đều đến, liền chờ lục trưởng lão. Vậy ngươi dẫn hắn đi qua đi, ta đi gặp gia chủ. Kỳ đông lưu vỗ vỗ lục ly bả vai nói, người đi theo kỳ sao đi qua, việc này có đặc biệt người phụ trách, cụ thể sự vụ chúng ta không thể hỏi nhiều, còn lại 9 người là ai ta đều không biết. Người đi qua sau, Bên kia tự nhiên có người an bài cho ngươi. Lục Sát Thần còn sống trở về, Lục Ly nhẹ gật đầu, đi theo Kỳ Sao đi ra ngoài, hắn kỳ thật rất muốn đi nhìn một chút Kỳ Đinh Đông, nhưng nghĩ tới việc này cơ mật như vậy, Kỳ Đông Lưu cũng không thể gặp còn lại 9 người, Lục Ly tự nhiên không dám đi làm loạn. Lần này thế nhưng là đại bố cục, sở hữu quân đội cùng cường giả gần như đều sẽ xuất động, giống như tin tức tiết ra ngoài, kia không chỉ bọn hắn muốn chết, Tam Trọng Thiên Liên quân bên này cũng sẽ thụ trọng thương. Lục Ly đi theo kỳ sao đến một cái tòa thành bên ngoài, cái kia tòa thành ngoài có một đội quân sĩ thủ vệ, kỳ sao lấy ra lệnh bài, đứng tại cửa ra vào nói ra, lục trưởng lão, ngài đi vào đi, nơi này ta đấy không thể vào. Lục Ly xài bước đi đi vào, đại môn này bên trong một mảnh đen nhánh, Lục Ly suy đoán hẳn là một đạo truyền tống chi môn. Hắn một cước bước vào, quả nhiên bạch quang lóe lên xuất hiện tại trong một cái đại điện, bên trong tòa đại điện này ngồi 9 người, Lục Ly vào đây gây nên 9 người kia chú ý. Ách, à, Lục Ly nhìn lướt qua về sau, rất là kinh ngạc, bởi vì chín người này bên trong có hắn hai người quen, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung thế mà đều ở bên trong. Mấy người còn lại hắn lại không biết cái nào, hắn sắc mặt rất nhanh thay đổi, hắn đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ không quan hệ, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đều đi vạn nhất hai người xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn khẳng định sẽ nổi điên. A, à, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tượng Linh Lung lập tức đứng lên, hỏi, sao ngươi lại tới đây? lục linh xem lục ly mục quang có chút phức tạp cùng kỳ dị nàng trước đó ký ức bị phong ấn cho nên nàng không biết lục ly nhưng nàng đối lục ly lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết lục ly giống như là nàng trên thế giới này người thân nhất tại cái kia vô thượng bảo địa bên trong lục ly đột nhiên sau khi mất tích nàng coi là lục ly chết rồi nhiều năm như vậy đi qua lại không nghĩ rằng lại một lần nữa gặp được lục ly hơn nữa còn muốn cùng nàng cùng đi chấp hành một kiện rất nguy hiểm nhiệm vụ xa 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 vào thời khắc này Bên trong đại điện trong hành lang đi ra một người, kia là một cái tóc đen lão giả, khuôn mặt âm lãnh, khí tức cường đại, xem xét liền là lãnh chúa cấp cường giả. Rất rõ ràng hắn hẳn là nhiệm vụ lần này chủ đạo người, Lục Ly bọn người muốn dựa theo sắp xếp của hắn hành sự. Lão giả đi đến trước điện, liếc nhìn mọi người một cái nói, nhiệm vụ lần này các ngươi hẳn là đều giải đi có vấn đề gì không? Ta có vấn đề, Lục Ly tại lúc này lại có chút xúc động chỉ vào Lục Linh cùng Tượng Linh Lung nói ra vì sao muốn phái hai cái nữ tử đi qua liên quân nhiều như vậy tinh anh không người có thể phái sao ta đề nghị hủy bỏ hai người tư cách tham dự, nếu không ta đem cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ lần này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ M. chương 2627, tử vong chi lộ. Cự tuyệt chấp hành, mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, lục ly làm nhiệm vụ lần này là cái gì hắn coi là đây là kỳ ra bố trí tới nhiệm vụ sao có thể tùy ý cự tuyệt sao lần này vốn cũng không phải là cưỡng chế tính nhiệm vụ, là vì nhân tộc đại nghĩa, tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện đi, Lục Ly lại còn nói tượng linh lung cùng nghịch long linh đi, hắn tự cử tuyệt chấp hành nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tóc đen âm lãnh lão giả còn chưa lên tiếng, một âm thanh lạnh lùng vang lên, một cái thanh niên tóc đỏ liếc mắt nhìn nhìn qua Lục Ly nói, một cái tân tú bảng thứ 10, lại dám để tân tú bảng thứ 6 cùng đệ thất rời khỏi ngươi không khỏi quá đem mình làm nhân vật A. À. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh cũng nhếch miệng, có chút không biết nói cái gì cho phải trong hai người tâm ngược lại là tinh tường lục ly đây là vì bọn hắn tốt không hy vọng các nàng xảy ra chuyện gì chỉ là hai người đều không phải là yếu nữ tử ngược lại là những năm này đánh chết không ít mạo uyên quân sĩ đặt xuống uy danh hiển hách nếu không tân tú bảng cũng sẽ không xếp thứ sáu cùng đệ thất ba năm này chết tại hai người trên tay mạo uyên quân sĩ đều không biết có bao nhiêu lục ly đôi mắt nhìn lướt qua đi qua nhìn qua cái kia thanh niên tóc đỏ nói các hạ là ai việc này cùng ngươi có quan hệ sao Thanh niên tóc đỏ cười khẩy, đầu ngẩng lên thật cao nói, tại hạ đông dạ ưng. Việc này không có quan hệ gì với ta, đơn thuần không quen nhìn ngươi mà thôi. Tân tú bảng đệ nhị, lục ly ánh mắt hiếp lại, khó trách khẩu khí to lớn như thế, nguyên lai là gần nhất thanh danh vang dội bài danh tân tú bảng đệ nhị cường giả, vẫn là một cái đại đế hậu nhân. Xem đông dạ ưng tổ chức, là muốn theo đuổi lục ly cùng tượng linh lung lúc này mới cố ý ra mặt. Lục công tử, tượng linh lung tại lúc này đột nhiên nói chuyện, chúng ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi a à, ngươi có quyền gì muốn chúng ta lui ra ngoài vẫn là chúng ta ở bên trong ngươi hiểu được chướng mắt ngươi muốn biết nhiệm vụ lần này trọng yếu bực nào quan hệ này lấy toàn bộ nhân tộc an nguy giống như ngươi không muốn đi lời nói có thể lui ra ngoài đủ rồi âm lãnh trên người lão giả đột nhiên bốc lên khí thức cường đại nói nhiệm vụ lần này cử tử nhất sinh các ngươi nội bộ không đoàn kết kia đi qua trên cơ bản là chịu chết lục sát thần đúng không giống như ngươi không muốn đi lời nói người bây giờ có thể rời đi lão phu tuyệt không miễn cưỡng. Lục Linh từ đầu đến cuối không nói gì, giờ phút này thần sắc cũng biến thành phá lệ bình tĩnh, tựa hồ việc này không có quan hệ gì với hắn. Lục Ly có chút lúng túng, tiến thối khó xử, hắn trầm ngâm một lát truyền âm cho Lục Linh nói, ngươi không phải đi, ngươi rời khỏi đi, việc này ta sẽ hết sức hoàn thành. Lục Linh lông mày vẩy một cái, truyền âm tới nói, ngươi không cần nhiều lời, có một số việc dù sao vẫn cần người đi làm, việc này ta quyết định đi làm, đương nhiên sẽ không thối lui. Lục Ly nội tâm nặng nề thở dài, Lục Linh tính cách một mực rất quật cường, nàng nhận định sự tình châu chín con đều kéo không trở lại, đã nói như vậy lại nhiều đều không có ý nghĩa. Lục Ly mục quang nhìn âm lãnh lão giả chắp tay nói, đại nhân, mời bố trí nhiệm vụ đi, ta đi. Đã đáp ứng đi, vậy sau này cũng không cần lại tái sinh không phải là. Âm lãnh lão giả lạnh băng băng liếc nhìn một đám người nói ra, các người muốn tình tường một điểm, lần này không phải gia tộc cùng gia tộc chiến tranh, cũng không phải đại lục cùng đại lục ở giữa chiến tranh, mà là chúng ta toàn bộ nhân tộc cùng dị tộc trực tiếp huyết chiến. Đây là sinh tồn chi chiến, Mạo uyên người muốn xâm chiếm gia viên của chúng ta, muốn nô dịch đồng bào của chúng ta, muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Sở dĩ các ngươi nhất định phải đoàn kết, nhiệm vụ lần này không chỉ quan hệ sinh tử của các ngươi, còn quan hệ đến toàn bộ nhân tộc tồn vong, giống như trong các ngươi đấu, vậy liền dứt khoát chớ đi, đó cùng chịu chết không có khác nhau. Vâng, chúng ta biết, nông đại nhân, Đông giã ưng chắp tay nói, những người còn lại cũng nhao nhao chắp tay, biểu thị khẳng định cùng giải quyết tâm hiệp lực, lục ly cũng giống như thế. Nông đại nhân lúc này mới hài lòng lấy ra địa đồ treo trên vách tường nói, mọi người xem ngọn núi này, ngọn núi này gọi ông Độc Sơn, chúng ta sẽ dựng một tòa không gian chi môn, trực tiếp đem mọi người truyền tống đi trên ngọn núi này, ngọn núi này có chúng ta trinh sát bố trí một cái thần văn, các người đi qua hẳn là sẽ không bị phát hiện, nhưng bị phát hiện khả năng cũng không phải không có giống như phụ cận có mạo uyên quân sĩ, các ngươi nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết, còn không thể náo ra động tính quá lớn. Mọi người nhao nhao gật đầu, đi qua một khi bại lộ lời nói, kia mọi người trên cơ bản cử tử nhất sinh. Lục Ly tại lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn hỏi, bên kia không gian ra làm sao ổn định sao có thể hay không xuyên thẳng qua không gian. Giống như không gian ổn định, Lục Ly có thể phi độ hư không, đem một đám người chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó mang theo mọi người nhẹ nhõm phi độ hư không thoát đi. Không thể, nông đại nhân cấp ra rất khẳng định trả lời chắc chắn nói, ma sơn bên này sát khí che cả bầu trời, toàn bộ không gian đều bị đông cứng, chúng ta mở ra không gian chi môn đều phải tốn phí cự đại đại giới mới có thể đem các người đưa đi qua. Các người thoát đi lúc, chúng ta nhất định phải phế bỏ một kiện trọng bảo mới có thể cam đoan các người an toàn trở về. Nông đại nhân chỉ vào địa đồ tiếp tục nói ra, mục đích của các người chỗ tại ong độc sơn mặt phía bắc trăm vạn dặm tế đàn ngay ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi đến tế đàn phụ cận, đem ta cho các ngươi hủy diệt thần lôi ném mạnh đi vào, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, các ngươi cũng có thể lập tức vận dụng bí bảo truyền tống về tới. Trong mọi người tâm cũng hơi trầm tĩnh lại, trăm vạn giảm đối với mọi người tới nói gần vô cùng, giống như phi hành hết tốc lực, đoán chừng không muốn một canh giờ liền có thể đến. Các ngươi đều chớ khinh thường, nông đại nhân quát lạnh một tiếng, quát cái này trăm vạn giảm thế nhưng là có ba cái tiểu ma sơn chú đóng mấy chục vạn ma uyên quân sĩ, ai cũng không thể cam đoan công kích của chúng ta lúc cái này mấy chục vạn quân đội sẽ triệu tập tới, cái này trăm vạn giảm lộ đối với các ngươi tới nói có thể là tử vong chi lộ. Mà lại các ngươi một khi bị phát hiện về sau, chờ đợi các ngươi chính là ma uyên đại quân vô cùng vô tận truy sát, thậm chí lại có ma chủ cấp cường giả truy sát các ngươi, đến lúc đó các ngươi không chỉ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người có thể táng thân ma quật. Tất cả mọi người khẽ vuốt cầm, tất cả mọi người là thông minh tuyệt đỉnh người, đều biết giống như bọn hắn bị phát hiện về sau, chờ đợi bọn hắn kết cục tuyệt đối sẽ không rất mỹ diệu. Cái này trăm vạn giảm đích thật là tử vong chi lộ, giống như có thể đem tòa kia tế đàn hủy đi, chết đi cũng là đáng giá, giống như tế đàn không có hủy đi, mọi người đi đều chết ở bên trong, vậy thì đồng nghĩa với chết vô ích. Nhưng còn có nghi vấn gì? Nông đại nhân liếc nhìn một đám người hỏi ý kiến vấn đạo, đông giả ưng mở miệng nói ta muốn hỏi chính là, giống như ở bên trong xuất hiện khác nhau, chúng ta nên nghe ai? Đông giã ưng ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cái này tiểu đội thống lĩnh quyền. Mười người này đều là thiên tài yêu nghiệt, đều tự cao thanh cao, sợ không ai phục ai, giống như xuất hiện ý kiến không hợp nhau thời điểm, hắn cần phải có tuyệt đối quyền chỉ huy. Ai cũng không nghe, nông đại nhân khoát tay nói, giống như xuất hiện ý kiến không hợp nhau thời điểm, các người mỗi người đi một ngả liền tốt, ta sẽ cho mỗi người các người một mai hủy diệt thần lôi. Chỉ cần có một người thành công, vậy các người nhiệm vụ tự hoàn thành, các người cũng có thể ước định thoáng cái tỉ như nhiệm vụ thành công ở đâu tập hợp đồng thời trở về. Trở về bảo vật chỉ có một kiện, ta đem món bảo vật này giao cho đông dạ ưng. Đông dạ ưng, giống như nhiệm vụ hoàn thành, ta hy vọng ngươi đem tất cả mọi người mang về, biết không? chương 2628, đông dạ ưng. Nhiệm vụ là sau nửa tháng bắt đầu, nửa tháng này thời gian tất cả mọi người không thể ra ngoài, ngay tại tòa thành bên trong bế quan chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay, bên ngoài đem hành động, sở hữu bố trí đều phát động, sở dĩ bất cứ tin tức gì cũng không thể thiết ra ngoài. Nông đại nhân đi, mọi người ngay tại đại điện bên trong nghỉ ngơi, rất nhiều người đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng, lục ly cũng tìm một cái góc ngồi xếp bằng, tâm hắn nghĩ lại là cực loạn, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh ngồi, trong lòng lại là nghĩ đến gặp được các loại cục diện muốn làm sao. Ha ha, đông giã ưng lại tại giờ phút này nở nụ cười, theo không gian giới bên trong lấy ra một chút rượu ngon món ngon linh quả những này, bày ra trên bàn nói, chư vị khác đừng tu luyện, thời gian nửa tháng cũng tu luyện cũng không được gì, trước giờ đại chiến chúng ta hẳn là điều chỉnh tốt tâm tính, để cho mình buông lòng. Có lẽ nửa tháng này là chúng ta sau cùng nhàn nhã thời quang, không bằng hảo hảo hưởng thụ, hảo hảo say một cuộc. Đông giã ưng ngoại hình rất có đặc điểm, mái tóc màu đỏ rực, có chút câu lên cái mũi, như là chó sói ánh mắt, cao lớn thon dài dáng người, còn có trong khung giã tính để hắn lộ ra rất có mị lực. Giờ phút này lời của hắn cũng đưa tới một số người cộng minh, có mấy người đình chỉ bế quan, Thời gian nửa tháng hoàn toàn chính xác không thể tu luyện ra cái gì, tâm tính xác thực trọng yếu hơn, hiện tại có chút trầm tĩnh lại, dưỡng tốt tinh thần mới có thể tải về sau đại chiến bên trong tốt hơn còn sống sót, hiện tại băng quá gấp, đằng sau sẽ lại càng dễ chết đi. Linh tiểu thư, Linh Lung tiểu thư, hai vị cũng cùng uống điểm đi. Đông giã Ưng cười nhìn qua Lục Linh cùng Tượng Linh Lung một chút, nói ra, hai vị yên tâm, ở đây đều là các người hộ hoa sứ giả, đến lúc đó khẳng định sẽ liều chết đều không cho các người bị nửa điểm tổn thương không thể không nói đông dã ưng rất biết cách nói chuyện không lưu dấu vết lấy lòng hai người còn được đến những người còn lại tán đồng tăng thêm uy danh của hắn lời nói này rất có khí thế giống như nữ tử khẳng định sẽ đối với hắn độ thiện cảm tăng nhiều bất quá tượng linh lung nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt bởi vì hắn trước đó nhằm vào lục ly để tượng linh lung đối với hắn nội tâm có chút phản cảm tượng linh lung thời gian ba năm đều không có đi gặp lục ly nàng đích xác là nghĩ cắt đứt cùng lục ly ở giữa tình cảm Nàng là một cái cực kỳ tự tôn tự ái tự cường kiêu ngạo nữ tử, lục ly còn lại nàng đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có hoa tâm điểm này nàng không thể chịu đựng được. Mặt khác lục ly trở thành kỳ gia vinh dự trưởng lão, làm sao có thể trở thành tượng gia giai tế tượng linh lung thân phận đặc thù, tượng gia đối với nàng ký thác kỳ vọng, tượng linh lung không muốn để cho gia tộc thất vọng, chỉ có thể cưỡng ép cắt đứt cùng lục ly ở giữa tình cảm. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng hờn dỗi, nàng cho rằng nàng càng ưa thích lục ly một chút, trái lại lục ly là đối với nàng có chút như gần như xa không nguyện ý hai người tình cảm càng sâu một bước sở dĩ ba năm này nàng một mực không có đi tìm lục ly là muốn nhìn một chút lục ly sẽ hay không tìm đến nàng chờ đợi ba năm chờ tới là vô tận thất vọng nguyên bản hắn đều coi là muốn quên lục ly lại không nghĩ rằng nhiệm vụ lần này gặp lại lần nữa dĩ vãng đủ loại lập tức giống như thủy chiều phun lên trong đầu của nàng mà lại lục ly vừa đến đã muốn cho nàng cùng lục linh rời khỏi cái này khiến tượng linh lung trong lòng là cảm giác được ấm áp điều này nói rõ lục ly vẫn là quan tâm nàng không phải các loại chờ chút tượng linh lung nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác không đúng lục ly là để nàng cùng nghịch long linh cùng một chỗ rời khỏi ý tứ nghịch long linh giống như nàng trọng yếu vị này nghịch long tộc tiểu thư nàng biết kia là phi hỏa đại lục đệ nhất tiểu thư là nghịch long tường thích nhất hậu bối chiến lực cũng vô cùng cường đại lục ly lúc nào cùng phi hỏa đại lục đệ nhất tiểu thư làm tại một khối hắn đến cùng gây ra nhiều ít tình nợ hắn có phải hay không đi đến một cái địa phương Tửu trêu chọc một cái địa phương cấp cao nhất tiểu thư có phải hay không có mấy trăm hồng nhan chi kỳ. Nghĩ tới đây, tượng Linh Lung lập tức tức giận, đi một mình đến nơi hẻo lánh, Đông Giá Ưng mời hoàn toàn không để ý, một người ngồi xếp bằng phụng phiệu. Lục Linh nhàn nhạt lắc đầu, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nói: "Đa tạ Đông Giá công tử, ta nghỉ ngơi một chút." Nói xong Lục Linh đi vài bước, sau đó thế mà tại Lục Ly bên người ngồi xếp bằng, chính nàng cũng không biết vì cái gì như thế chỉ là cảm giác tại lục ly bên người đặc biệt có cảm giác an toàn, lục ly người này để nàng không hiểu cảm giác rất thân thiết rất dễ chịu. Lục ly đã nhận ra, mở mắt, cùng lục linh liếc nhau một cái, hắn trong con người đều là thân thiết mừng rỡ, tựa như là nhìn thấy người thân nhất. Lục linh nội tâm lần nữa khẽ động, nàng triển lộ nét mặt tươi cười, lộ ra nụ cười sán lạt, như trăm hoa đua nở, trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều sáng lên mấy phần, xem đông giã ưng bọn người trợn cả mắt lên. Quả nhiên có vấn đề bên kia tượng linh lung dò xét đến một màn này lập tức nội tâm càng tức lục ly ánh mắt ấy thế nhưng là một lần đều không có đối nàng bộc lộ qua loại này sủng nịch cực nóng yêu thương coi như đồ đần đều có thể cảm nhận được lục linh người này nàng cũng đã được nghe nói tại phi hỏa đại lục vô số người theo đuổi nàng nàng lại bất luận kẻ nào đều không để ý chưa bao giờ cùng ai truyền ra qua chuyện xấu không có cùng bất kỳ một cái nào công tử mập mờ qua hiện tại đối lục ly cười đến như thế rực rỡ liền xem như ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra hai người không tầm thường Hừ, tượng linh lung sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, lục ly người này quả nhiên không đáng tin cậy, gặp một cái yêu một cái trêu chọc một cái, loại này hoa tâm đại la bạc đáng hận nhất. Tượng linh lung ở trong lòng quyết định, lần này tự triệt để cùng lục ly cắt đứt, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn phát sinh bất luận cái gì gút mắc. Lục ly, bên kia bàn ngồi xuống, lập tức truyền âm cho lục ly nói, người làm sao theo cái kia vô thượng bảo địa bên trong trốn tới. Lục ly nghĩ nghĩ, không muốn lừa gạt lục linh, Hắn truyền âm giải thích nói, ta bị một cường giả mang ra ngoài, còn như là ai ta không thể nói, cũng mời ngươi giúp ta giữ bí mật. A, à, Lục Ly mặc dù không có nói rõ, nhưng coi là Lục Linh thông minh làm sao có thể không đoán ra được lúc ấy đi vào loại trừ tứ đại thế lực người, chỉ có một ngoại nhân, tứ đại thế lực người không có khả năng mang Lục Ly ra, kia chỉ có một người, vô danh yêu đế. Lục Ly hiện tại lại không muốn nói, kia người này tựu vô cùng sống động, Lục Linh đôi mắt chuyển động vài vòng, lần nữa truyền âm nói những năm này ngươi có được khỏe hay không không tệ lục ly mỉm cười gật đầu sau đó truyền âm nói ngươi đây gặp ngươi lên tân tú bảng thứ sáu chiến lược của ngươi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy ta tại cái kia vô thượng bảo địa bên trong đạt được một cái đại cơ duyên lục linh đối với lục ly có một loại tự nhiên tín nhiệm không hề nghĩ ngợi giải thích nói ta cảm ngộ một cái phi thường cường đại chân ý đồng thời ở bên trong đạt được một kiện đế binh sở dĩ chiến lược tăng lên rất nhanh ngươi cũng không tệ a à tân tú bảng thứ 10, tiến bộ cũng thật nhanh. Lục Ly cười cười, sau đó trịnh trọng truyền âm nói, đi ma quật bên kia, ngươi nhất định không muốn cậy mạnh, nhất định muốn hảo hảo sống sót, ta không hy vọng ngươi xuất hiện bất kỳ sự tình, ngươi biết không? Ta có thể cảm thụ được, Lục Linh nhìn chăm chú Lục Ly, truyền âm nói, mặc dù chuyện lúc trước ta không nhớ rõ, nhưng ta biết ngươi hẳn là ta người thân nhất. Tộc Phương nói qua, chờ ta đạt tới lãnh chúa cảnh tựu cái gì đều biết, sở dĩ Lục Ly, ngươi cũng nhất định muốn hảo hảo sống sót, chờ ta nhớ tới ngươi, ta sẽ tìm đến ngươi. Tốt, lục ly trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, lục linh hiện tại đã là ngũ kiếp đỉnh phong, đột phá lục kiếp hẳn là sẽ không quá lâu, chỉ cần đột phá lục kiếp tỷ đệ hai người liền hội nhận nhau, đến lúc đó liền rốt cuộc không ai có thể ngăn trở. Sống sót, chúng ta đều muốn sống sót, lục ly đột nhiên không có truyền âm, mà là thấp giọng nói, đồng thời hắn vô ý thức vươn tay bắt lấy lục linh tay, cái sau thế mà cũng không có kháng cự, mặc cho lục ly bắt lấy nàng ngọc thủ. Một màn này xem Đông Dã Ưng bọn người ghen hỏa cuồng bão tố, phi hỏa đại lục xinh đẹp nhất hoa tươi dễ dàng như vậy tựu bị bắt rồi sao? Trời sáng chương 4, chương 2629, Luân hồi sơn. Thời gian nửa tháng chớp mắt tựu đi qua, tất cả mọi người không có tu luyện, có người chỉ là bế quan nghỉ ngơi thôi. Đông Dã Ưng bọn người cực lực muốn cùng Tượng Linh Lung lục linh bắt chuyện rút ngắn quan hệ, đáng tiếc Tượng Linh Lung lạnh đến giống như một tòa băng sơn, một người trong góc ở lại, bất kỳ người nào đều không để ý. Lục Linh cũng là như thế, loại chưa thỉnh thoảng cùng Lục Ly trò chuyện, đối còn lại người mặc dù mặt ngoài khách khí, trong khung lại là tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Một cái là Phi Hỏa Đại Lục đệ nhất tiểu thư, vẫn là viễn cổ thập đại thần tộc bên trong tối cường chủng tộc, tương lai tiềm lực phi thường lớn. Một cái khác thì là Hàn Triều Hải vực Minh Châu, hai người là tân tú trên bảng duy hai hai cái nữ tử, đông gia ưng bọn người tự nhiên muốn theo đuổi cầm xuống. Nghịch Long tộc nữ tử là tuyệt đối không gả ra ngoài nguyên bản tất cả mọi người không có hy vọng quá lớn nhưng lục linh lại cùng lục ly như thế thân mật cái này khiến bọn hắn thấy được hy vọng tại mọi người xem ra bọn hắn đều so lục ly ưu tú lục ly chỉ là kỳ gia vinh dự trưởng lão không tính là kỳ gia cao tầng sở dĩ là không có bối cảnh mà còn lại mấy người cái nào không phải siêu cấp đại gia tộc gia luận thực lực luận tướng mạo luận cảnh giới ai không thể so với lục ly cường sở dĩ một đám người đều có chút chờ mong nhìn xem có thể hay không lần này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong có một ít tiến triển, giống như có thể đem cái này hai đóa kim hoa bên trong trong đó một đóa cầm xuống, vậy cũng là danh dương tứ hải chuyện tốt. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhân loại đều đối sự vật tốt đẹp có bản năng khát vọng, nam nữ đối với ưu tú phối ngẫu đồng dạng có nguyên thủy nhất khao khát, chớ nói chi là hai người này không chỉ là ưu tú, cầm xuống hai người sẽ còn cho bọn hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Trên thực tế, nghịch long tộc trong lịch sử cũng không phải là không có nữ tử gả ra ngoài chỉ là những cái kia gả ra ngoài nữ tử hoặc là bị tác lấy về hoặc là tự bị nghịch long tộc trục xuất tộc đàn giống như đông dã ưng cầm xuống lục linh lục linh cam tâm tình nguyện đi theo hắn nghịch long tộc thật đúng là dám đến bắt người vậy sẽ cùng đông dã gia tộc triệt để xé toang đông dã gia tộc cũng không phải tiểu gia tộc trong tộc có một cái đế cấp vẫn là vang danh thiên hạ cường đại đế cấp đương nhiên hiện tại đông dã ưng bọn người không có thời gian không tâm tư suy nghĩ những thứ này hôm nay là muốn xuất phát thời gian lần này có thể hay không sống sót ai cũng không biết. Giống như chết tại trong động ma, cái kia còn coi như theo đuổi được tay thì có ích lợi gì. Xa xa xa, nông đại nhân đi đến, liếc nhìn mọi người một chút, thấy mọi người trạng thái tinh thần cũng không tệ, hắn lấy ra 10 cái không gian giới chỉ phân biệt đưa cho mọi người, bàn giao nói, mỗi người bên trong đều có một phần kỹ càng địa đồ, bên kia sở hữu sơn phong đều tiêu ký rõ ràng, bao quát trinh sát dò xét mạo huyên bên kia quân lực bản đồ phân bố, mặt khác mỗi người bên trong đều có một mai hủy diệt thần lôi thứ này một khi nổ tung lời nói uy lực phi thường lớn có thể nổ chết phổ thông ma chủ sở dĩ giống như các người giống như tao mộ tình huống tuyệt vọng lúc có thể dẫn bạo hủy diệt thần lôi nổ tung phương pháp rất đơn giản quán chú thần lực là được lại có hai hơi thời gian giảm sóc chú ý đừng đem chính mình cho nổ chết mọi người thần niệm dò xét đi vào phát hiện quả nhiên có một mai màu trắng hình trụ tròn tinh thạch xem ra cái kia chính là cái gọi là hủy diệt thần lôi Nông đại nhân chờ dây lát hỏi, các người đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong tựu lên đường đi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu biểu thị chuẩn bị xong, toàn bộ mặt người sắc cũng biến thành trang nghiêm, chân chính sinh tử chiến đấu muốn tới, một cái không tốt mọi người sinh mệnh đều muốn kết thúc. Ở đây trên cơ bản là người trẻ tuổi, chỉ có hai cái niên kỷ đoán chừng có mấy ngàn tuổi, tương đối bọn hắn giải rằng giặc thọ nguyên tới nói, vẫn tương đối tuổi trẻ. Ai cũng không muốn chết, mặc dù bọn hắn có thể làm tam trọng thiên mà chết nhưng có thể còn sống không phải tốt hơn mọi người đi theo nông đại nhân hướng một cái tòa thành đi đến bên này hẳn là giới nghiêm khu vực không có bất kỳ ai mọi người đi tại không đung đưa trong thành bảo ở giữa bảy lần quạt tám lần rẽ cuối cùng đã tới một cái cự đại tòa thành bên ngoài cái này thành bảo bên ngoài có người đứng đấy hai cái ngũ kiếp lão giả hai người hướng nông đại nhân hành lễ cũng hướng mọi người khẽ vuốt cằm nông đại nhân dẫn một đám người đi vào bên trong là một cái siêu cấp đại điện trong đại điện ở giữa thì có một cái cự đại không gian chi môn kia không gian chi môn còn không có mở ra cũng đã phóng xuất ra nhàn nhạt hào quang còn có lớn lao thần uy bởi vì ma uyên bên kia không gian cực kỳ không ổn định cái này không gian chi môn hao tốn chúng ta phi thường chân quý vật liệu giá trị đạt tới vạn ước thần thạch nông đại nhân đi đến truyền tống chi môn phía trước giới thiệu nói sau đó một mặt cung kính chắp tay nói mà lại cái này không gian chi môn cuối cùng còn xin động luân hồi đại đế hỗ trợ cấu tạo sau cùng thần văn Sở dĩ lần này truyền tống cơ hội phi thường chân quý, ta hy vọng các ngươi không muốn lãng phí, muốn toàn lực ứng phó. Đương nhiên chuyện không thể làm các ngươi cũng không cần chịu chết, có thể trở về ta hy vọng các ngươi đều trở về. Vâng, mọi người một mặt nghiêm nghị, luân hồi đại đế đều tự mình động thủ cấu tạo không gian chi môn, có thể thấy được đối với hành động lần này coi trọng trình độ. Mọi người giống như đi qua làm loạn một trận, kiến đích thật là thẹn với luân hồi đại đế tâm huyết, cũng thẹn với chân quý như vậy không gian chi môn, năm ngày trước bên ngoài đại quân đã chạy, nông đại nhân trầm giọng nói ra, hiện tại bốn phía cái chiến khu hơn trăm triệu vạn đại quân cùng vô số cường giả đều tại cùng ma uyên cường giả quân sĩ chém giết, mỗi ngày đều lại có vô số quân sĩ tại chết đi, lại có vô số cường giả vẫn lạc. Bọn hắn đều tại cho các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau mặc kệ thành công hay không, đều phải rút lui. Mặt khác, nông đại nhân lần nữa quát khẽ, mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, ta không hy vọng các ngươi ở bên kia có bất kỳ nội chiến hành vi, bất luận lại bất kỳ ân oán, các ngươi trở về về sau lại nói. Nhiệm vụ lần này quan hệ toàn bộ tam trọng thiên an nguy, không muốn bởi vì các ngươi ân oán cá nhân, để vô số người vô ích chết đi, giống như một khi xảy ra chuyện như vậy, trở về về sau không chỉ không có ban thưởng, sẽ còn nghiêm trị. Chúng ta sẽ để cho hắn để tiếng xấu muôn đời, đây là luân hồi đại đế tự mình nói. Biết, toàn bộ người không người lĩnh mệnh, trong lòng mọi người cũng đều đều minh bạch lúc này xác thực không phải nội chiến thời điểm bằng không bọn hắn đem đều sẽ trở thành tam trọng thiên tội nhân đông giã ưng bổ sung một câu nói yên tâm đi nông đại nhân chúng ta đều không phải là không biết nặng nhẹ người chúng ta đều sẽ dùng đại cục làm trọng tốt nông đại nhân khẽ vuốt cằm nói sau đó kho người hướng trước mặt cúi đầu trong tay ngọc phù bóp nát hắn quát khẽ nói mời đại đế mở ra không gian chi môn đưa bọn hắn đi qua đại đế một đám người khuôn mặt giật mình vội vàng nghiêm nghị đứng trang nghiêm trước mặt không gian cũng lay động tiếp lấy một người mặc thanh bào thấy không rõ khuôn mặt nam tử hư ảnh xuất hiện tại mọi người tiền phương mặc dù vẻn vẹn một cái hư ảnh nhưng mọi người tại lúc này đều cảm giác không gian đông kết có một loại mây đen áp thành thở không thông cảm giác chúng người linh hồn tại lúc này đều tại rung động răng có chút run lên bịch coi như nông đại nhân không nói mọi người cũng có thể cảm thụ được ra đông dạ ưng trước tiên một gối quỳ xuống mọi người đi theo quỳ xuống quát khẽ nói tham kiến đại đế. Không tệ, một đạo mờ mịt thanh âm vang lên ở trong đại điện, các người đều là tam trọng thiên đỉnh cấp tinh anh, không sợ tử vong, sông sáo hang hổ, bản đế cảm giác sâu sắc vui mừng. Giống như các người thành công hoàn thành nhiệm vụ, bản đế tướng cho các người mỗi người một lần đi luân hồi sơn tu luyện một năm cơ hội, hào hào còn sống, bản đế hy vọng các người đều có thể trở về. chương 2630, đừng trách ta vô tình. Ông Độc Sơn, bên này chỉ là một tòa núi nhỏ lính, trên núi nhỏ một mảnh hoang vu, không trung hắc vụ lượn quanh, nhìn vô cùng âm trầm kinh khủng, nếu có người đến bên này hành tẩu, sẽ cảm giác giống như là hành tẩu tại cửu u hoàng tuyền. Ông, ông độc sơn hư không sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái đen nhánh đại môn xuất hiện, trong cửa lớn từng người ảnh nối đuôi nhau mà ra, những người này trên thân đều không có khí tức, tựa như là hành tẩu tại âm phủ u linh. Hưu, 10 người vọt ra, 10 người thần niệm lập tức giống như thủy triều tản ra hướng bốn phía dò xét. Rất nhanh mọi người tinh thần nhất chấn, bởi vì phụ cận không có bất kỳ cái gì sinh linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người như u hồn trôi xuống, giữa không trung không gian chi môn biến mất, mọi người toàn bộ tiềm phục tại trong núi lớn không dám loạn động, mà là bốn phía lặng yên dò xét, bảo đảm tuyệt đối an toàn. An toàn, một lát sau, mái tóc màu đỏ đông dã ưng đứng lên nói, không sao, phương viên vạn dặm đều không có ma uyên quân sĩ, mọi người có thể yên tâm. Một đám người đều đang dò xét, cũng hoàn toàn chính xác không có dò xét đến có ma uyên quân sĩ, toàn bộ người đều trầm tĩnh lại. Các nàng có một cái không tệ bắt đầu, hiện tại không bị phát hiện, vậy các nàng xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Hưu, vào thời khắc này, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, như kiểu lưới kiếm sắc bén bay đi, trong nháy mắt tự vượt ngang ngàn dặm, trong tay hắn xuất hiện một cái nhuyễn kiếm đối một cái thạch đầu run run đâm tới. Ông, một đạo sóng gợn vô hình khoách tán ra, sau đó Lục Ly tay như thiểm điện nhô ra, trực tiếp bắt vào trong viên đá. Thạch đầu bạo liệt, Lục Ly mang theo một cái tiểu chu nho thạch đầu nhân ra. Ách, à, Lục Ly khẽ động, mọi người thần niệm tự quét tới, thấy cảnh này sau toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đông dã ưng càng là có chút nổi giận. Hắn vừa mới nói an toàn, Lục Ly lại chớp mắt cầm ra một địch nhân trinh sát đây không phải đánh hắn mặt sao. Ông, Lục Ly không có đánh giết cái này thạch đầu nhân, mà là một trưởng vỗ choáng ném vào thiên ly châu bên trong, sau đó hắn thân thể lần nữa chấp động, lại tìm đến một cái thạch đầu, đồng dạng cầm ra một cái thạch đầu nhân. Hưu, Lục Ly thân thể bay trở về, một mặt lạnh lùng nói ra, hiện tại mới là an toàn. Hừ hừ, Lục Ly có chút đánh mặt lời nói, dẫn tới Đông Dã Ưng hừ lạnh vài tiếng, bất quá Đông Dã Ưng lại là không nói thêm gì. Một đám người xem Lục Ly mục quang trở nên không giống với lúc trước, chỉ ít Lục Ly đang dò xét phương diện mạnh hơn bọn họ. Lục Ly bắt hai cái thạch đầu nhân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cùng thạch đầu hòa thành một thể căn bản cảm ứng không ra, cũng không biết Lục Ly là như thế nào phát hiện. Lục Ly phát hiện rất đơn giản, tự nhiên là dựa vào đại đạo chi ngân, hắn cảm giác lực so mọi người cường rất nhiều, cái này thạch đầu nhân ngụy trang đến thiên y vô phùng, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện một chút xíu tiểu khác biệt. Huyết Linh Nhi, Lục Ly không phải khoe khoang, quan hệ này đến hắn cùng Lục Linh tượng linh lung sinh tử, sở dĩ hắn không có nhiều lời, trước tiên để Huyết Linh Nhi đi ra, đi lòng đất bốn phía dò xét tình huống, để phòng phụ cận còn ẩn lúc hắn không có phát hiện ma uyên trinh sát mọi người cũng tiếp tục dò xét còn lấy ra địa đồ thôi toán lộ tuyến sau một lát huyết linh nhi dò xét đến không có dị thường lục ly mới lấy ra địa đồ điều tra nhiệm vụ lần này nói đơn giản rất đơn giản nói khó khăn phi thường khó khăn mấu chốt là như thế nào tại địch nhân không có phát hiện trước đó đến cái kia tế đàn phụ cận chỉ cần đến tế đàn phụ cận mọi người liền thành công ta có cái đề nghị Đông giã ưng chỉ vào địa đồ nói ra, cái này ba cái ma quật địa điểm tại cái này, ta đề nghị chúng ta dạng này đi, nếu như không có bị phát hiện, chúng ta tự cùng một chỗ đi qua, giống như một khi có biến phát sinh, chúng ta tự chia mấy lộ tiến lên, hoặc là toàn bộ giải tán tiến lên. Chúng ta mỗi người trao đổi một mai ngọc phù, ai thành công đều lập tức bóp nát ngọc phù, sau đó chúng ta thiên hổ sơn hội tụ, cùng một chỗ trở về như thế nào đương nhiên chúng ta không có khả năng tại thiên hổ sơn chờ quá lâu, bất kỳ cái gì một người sau khi thành công, chúng ta chỉ chờ ba ngày thời gian, ba ngày sau đó không đến bên này lời nói, liền tự mình nghĩ biện pháp thoát đi, như thế nào. Tốt, đông giã ưng thắng rất nhiều người tán đồng, lục ly lục linh mấy người cũng không có ý kiến, nhiệm vụ làm chủ, an bài như vậy có thể càng hợp lý để nhiệm vụ hoàn thành. Không phải vậy toàn bộ đều đã chết, nhiệm vụ không hoàn thành, như thế mọi người tự chết vô ích. Mọi người lại thương nghị một lát, riêng phần mình trao đổi ngọc phù, sau đó đông giã ưng lấy ra một cái hắc tháp, hắn thôi động hắc tháp, một đạo nhàn nhạt hắc quang đem mọi người bao phủ đi vào, tất cả mọi người khí tức lập tức biến mất. Đây là một kiện trọng bảo, có thể che giấu tất cả mọi người khí tức, có thể giảm mạnh mọi người bị phát hiện khả năng. Nơi này là Ma Uyên chiếm lĩnh khu vực, nhân tộc cường giả khí huyết đặc biệt, rất dễ dàng bị cảm giác được. Tựa như là tại nhân tộc chiếm lĩnh khu vực, một cái Ma Uyên cường giả ghé qua, đặc biệt khí tức cũng rất dễ dàng bị nhân tộc cường giả cảm giác được. Sở dĩ món bảo vật này phi thường trọng yếu, Mọi người mượn nhờ bảo vật tiến lên là ổn thỏa nhất, thực sự không được, kia chỉ có phân biệt phá vây. Tất cả mọi người khẩn trương cao độ, toàn bộ đều dò xét thần niệm bốn phía liếc nhìn, đây không phải vì người khác, mà là vì mình mạng nhỏ muốn. Mọi người tốc độ đều không phải là đặc biệt nhanh, ổn thỏa đệ nhất, cự ly không phải đặc biệt xa, bọn hắn có thời gian 10 ngày. Một đám người đem tốc độ khống chế tại bốn phía kiếp đỉnh phong, tốc độ này mặc dù không nhanh, nhưng bình thường hành tẩu tối đa cũng tự hai ba ngày thời gian liền có thể đến tế đàn bên kia. Lục ly một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bên trong, mặt khác huyết linh nhi cũng tại bốn phía du tẩu, mọi người không dám không kiêng sợ phi hành, mà là điệu thấp dán vào tiểu sơn phi hành, phần lớn phi hành tại vùng núi hẻo lánh sơn hát bên trong, dạng này sẽ bí mật hơn. Trái tiền phương mấy ngàn dặm có một đội mạo uyên quân sĩ. Đi về phía trước hơn một canh giờ, lục ly đột nhiên ngừng lại, hắn không nói gì mà là cùng mọi người phân biệt truyền âm. Toàn bộ người đều ngừng lại, đồng dã ưng cảm ứng một phen, gật đầu nói, trái phía trước thật có rất nhỏ không gian ba động, mọi người khác đừng phóng thích thần niệm dò xét, miễn cho bị kinh động, chúng ta là đem cái này đội quân sĩ cầm xuống, vẫn là đường vòng. Đánh giết là không thể đánh giết, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, toàn bộ xuất thủ hẳn là có thể trong nháy mắt cầm xuống, không cho bọn hắn phát ra tín hiệu. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu ta đề nghị đường vòng đi. Đường vòng cũng dễ dàng bị phát hiện, một phen phát hiện, phát ra tín hiệu, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người nhao nhao hạ giọng thảo luận, mỗi người mỗi người mỗi ý, ý kiến có chút rất khó thống nhất. Việc này cũng hoàn toàn chính xác có chút tình thế khó xử, cầm xuống cùng đường vòng đều đều có lợi và hại, ai cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lục Ly vẫn không có mở ra khẩu, tượng linh lung cùng lục linh đồng dạng không có mở miệng, đông dã ưng nhướng mày, nhìn qua lục linh cùng tượng linh lung hỏi, linh lung tiểu thư, linh tiểu thư hai người các ngươi là thế nào nghĩ? Tượng Linh lung lạnh lùng đáp lại nói, các ngươi quyết định liền tốt. Lục Linh lại mục quang nhìn về phía Lục Ly, tựa hồ nghĩ trưng cầu Lục Ly ý kiến, Lục Ly gần như không có chút gì do dự, nói ra, trước đường vòng đi, ta sẽ một mực lặng yên khóa chặt bọn hắn, nếu có bất luận cái gì dị động, chúng ta lập tức xuất thủ bắt lấy bọn hắn. Đông giã ưng nhíu nhíu mày hỏi, Lục sát thần, người có thể bảo đảm dò xét lúc không bị ma uyên quân sĩ cảm ứng được sao? Người đây không phải nói nhảm sao, Lục Ly có chút im lặng nói ra, giống như có thể cảm ứng được, bọn hắn đã sớm ngao ngao giết tới. Lục Sát Thần, mời ngươi khách khí một chút. Đông dã Ưng thoáng cái nổi giận, ánh mắt như là chó sói hung ác, hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói, ta không muốn tìm làm phiền ngươi, cũng xin ngươi đừng ở không đi gây sự, nếu không đừng trách ta vô tình. Chương 2631, mỗi người đi một ngả. Những người còn lại cũng đối Lục Ly lộ ra bất thiện mục quang, Lục Ly bất đắc dĩ nhún vai một cái nói tốt không ẩm ý, mà huyền quân sĩ lập tức sẽ đến đây, nhanh lựa chọn đi. Kia trước đường vòng đi, đông giã ưng liếc nhìn mọi người một chút, thấy mọi người không có dị nghị, lập tức dẫn một đám người hướng bên phải bay đi, lục ly thì một mực lặng yên cảm ứng. Hắn thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng không gian ba động, từ đó suy đoán ra bên kia có bao nhiêu mạo huyền quân sĩ, suy đoán ra bọn hắn phi hành quỹ tích. Như vậy, mạo huyền quân sĩ là căn bản vô pháp cảm ứng, bởi vì lục ly đều không có dò xét bọn hắn, chỉ là cảm ứng không gian ba động thôi. Lục ly bọn hắn tụ tập cũng có chút xa, mà uyên quân sĩ bên kia không cảm ứng được. Mọi người lượn quanh hơn một vạn dặm về sau, lục ly mở miệng tốt, bọn hắn theo mặt khác phương hướng đi, cách chúng ta càng ngày càng xa, chúng ta tiếp tục theo đường cũ tiến lên đi. Đông giã ưng bọn người kỳ thật một mực tại dò xét tình huống xung quanh, bọn hắn mơ hồ cũng có thể cảm ứng được một chút xíu không gian ba động, đúng như là lục ly nói, không gian ba động tại từ từ biến mất cái kia một đội ma uyên quân sĩ hướng còn lại phương hướng đi cũng không có phát hiện mọi người hành tung đi mọi người có chút phấn chấn lục ly dò xét năng lực tựa hồ đặc biệt lợi hại có lục ly tại mọi người tiến lên sẽ càng thêm an toàn cũng càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ có hai người xem lục ly mục quang trở nên nhu hòa mấy phần dù sao lục ly là đặc thù thần thông là có thể cứu mọi người mệnh một đám người tiếp tục tiến lên mặc dù có lục ly đang dò xét nhưng những người còn lại cũng không dám thư giãn một mực thận trọng dò xét cứ như vậy đi về phía trước hơn hai canh giờ về sau, tiền phương xuất hiện lần nữa một đội ma uyên quân sĩ, vẫn là lục ly phát hiện trước nhất. Mọi người tiếp tục vòng vèo mà tiến lên, cách mỗi khai một đoạn thời gian đều sẽ tao ngộ ma uyên quân sĩ. Rất rõ ràng ma uyên bên kia cũng lo lắng có nhân tộc trinh sát trà trộn vào đến, điều động một chút quân sĩ bốn phía tuần tra. Lục ly thần kỳ dò xét năng lực khuất phục mọi người, không chỉ có thể dò xét đến quân sĩ, lục ly còn có thể phát hiện ẩn núp tại bốn phía mặt bát phương ẩn tàng ma uyên trinh sát. Trên đường đi lục ly bắt được trinh sát đều có 10 cái, những này trinh sát hắn một cái cũng không dám giết, toàn bộ linh hồn làm cho hỗn loạn, ném vào thiên ly châu bên trong. Mạo uyên trinh sát không chỉ là thạch đầu nhân, còn có thụ nhân, tượng đất, bất quá đây đều là một chủng tộc, chỉ là có thể biến thành khác biệt hình thái thôi. Cái chủng tộc này phi thường giỏi về ẩn nấp, không có bất kỳ cái gì khí thức, bọn hắn cũng bất động, cho dù là lục ly tới gần bọn chúng bên người, bọn chúng đều hoàn toàn bất động. Hơn hai canh giờ, một mực không có ma uyên quân sĩ cùng cường giả theo đuổi giết điều này nói rõ cái gì nói rõ ma uyên bên kia không có phát hiện bọn hắn chui vào cái này khiến trong mọi người tâm đều phấn chấn đã hơn hai canh giờ không phát hiện được vậy liền có thể hai ngày cũng không phát hiện được chỉ cần mọi người có thể an toàn tiến lên hai ba ngày vậy liền có thể đến tế đàn bên kia mọi người liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ mọi người cẩn thận lần nữa đi về phía trước hơn một canh giờ đông giã ưng đứng tại một ngọn núi phía trên thấp giọng nói ra phía trước có một cái tiểu ma quật cũng không biết quân đội của bọn hắn phải trăng triệu tập ra ngoài tăng viện tóm lại tất cả mọi người phải cẩn thận nhiều hơn nữa một khi bị phát hiện chúng ta liền sẽ có đại phiền toái tất cả mọi người nhìn qua địa đồ bọn hắn đều biết phía trước là một tòa cự đại dãy núi bị cải biến thành ma quật bọn hắn muốn đến tế đàn cần vòng qua ba cái tiểu ma quật đây là cái thứ nhất mọi người đương nhiên sẽ không trực tiếp tòng ma quật xuyên đi qua đó cùng chịu chết không có khác nhau Coi như ma quật bên trong đại quân bị điều đi, khẳng định còn có quân đội lưu lại, cũng sẽ có cường giả chấn giữ. Mọi người đã sớm hoạch định xong lộ tuyến, lựa chọn theo bên cạnh lượn quanh đi qua, coi như theo bên cạnh lượn quanh, phụ cận khẳng định cũng sẽ có rất nhiều ma uyên quân sĩ, sở dĩ tất cả mọi người nhất định phải độ cao đề phòng, tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Một đám người cũng không dám phi hành, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn, tất cả mọi người lựa chọn điệu thấp tại trong núi lớn chạy vọt, đương nhiên mọi người sẽ không lưu lại quá rõ ràng vết tích, đều là trên lá cây nhẹ nhàng điểm một cái tựu tiếp tục bay vọt mà đi. Một đám người như u hồ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đến cái kia ma sơn phụ cật, bọn hắn không có lượn quanh quá xa, chỉ là cự ly cái kia ma sơn cách xa 10 vạn dặm nếu không đường vòng quá xa, bọn hắn phải hao phí nhiều thời gian hơn. Mọi người khẩn trương tới cực điểm, lục ly thời khắc thôi động đại đạo chi ngân dò xét tình huống chung quanh, huyết linh nhi một mực tại mọi người phụ cận phương viên mấy ngàn dặm tuần tra có Ma Uyên quân sĩ, bên trái đường vòng, trái tiền phương tới Ma Uyên quân sĩ, lui về, theo phải hậu phương lượn quanh. Phía trước có trinh sát, chỉ là đi về phía trước mấy vạn dặm, Lục Ly không ngừng truyền âm, mọi người căn bản không dám dừng lại, tại lúc này đều có chút mù quáng nghe theo Lục Ly chỉ huy đi về phía trước. Lục Ly cũng không có loạn chỉ huy, mỗi lần mọi người tại chỉ huy của hắn phía dưới, đều có thể hoàn mỹ tránh đi Ma Uyên quân sĩ. Đi về phía trước hai nén hương thời gian, Lục Ly nhiễm nhiên trở thành đội ngũ thống lĩnh, đông dã dạ ưng cùng mấy người mặc dù có chút không phục, nhưng giờ phút này cũng không thể không đi theo Lục Ly đi. Lục Ly không phải dựa vào miệng, mà là dùng hành động thực tế chứng minh đi theo hắn đi là chính xác nhất an toàn nhất. Bên này Mạo uyên quân sĩ mặc dù nhiều một chút, nhưng xa xa không có mọi người trong tưởng tượng nhiều, chỉ ít không phải sở hữu lộ tuyến đều phong kín, tất cả mọi người vẫn là tại một đường lặng lẽ tiềm hành, một mực không có bị phát hiện. Tốt, bôn tẩu hơn nửa canh giờ, mọi người bốn phía ma uyên quân sĩ đi rất nhiều cho đến bây giờ thời gian một nén nhang phụ cận đều không có ma uyên quân sĩ mọi người như chút được gánh nặng xem ra bọn hắn thành công vòng qua cái này ma sơn có thể vòng qua một cái ma sơn vậy liền có thể vòng qua cái thứ hai liền có thể vòng qua đệ tam cái chỉ cần vòng qua đệ tam cái ma sơn nhiều nhất hai ba canh giờ mọi người liền có thể đến tế đàn đến lúc đó tự đại công cáo thành không có bất cứ vấn đề gì nghỉ ngơi một chút đi Lục Ly đến một cái dãy núi, dò xét đến một cái sơn động, hắn truyền âm cho chúng nhân nói, tinh thần kéo căng quá lâu, dễ dàng mỏi mệt, dễ dàng xảy ra vấn đề, ta đề nghị nghỉ ngơi một canh giờ. Không được, Đông Dã Ưng rất kiên quyết cự tuyệt nói, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, mới đi về phía trước bao lâu liền muốn nghỉ ngơi vạn nhất cái này một canh giờ xảy ra chuyện làm sao bây giờ vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Lục Ly dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, muốn đi chính ngươi đi thôi. Ta dù sao muốn nghỉ ngơi một hồi, nguyện ý cùng ta nghỉ ngơi lưu lại, nguyện ý đi chính mình đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lục Ly tinh thần cao độ khẩn trương, thời khắc phóng thích đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, hắn nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không phía sau dò xét rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một khi dò xét sai lầm, kia mọi người bị phát hiện khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn như tại cái này bị phát hiện khả năng, Lục Ly căn bản không lo lắng hắn có thể nhẹ nhõm để huyết linh nhi bố trí một cái thần văn, che giấu tất cả mọi người khí tức. Đây chính là ngươi nói, đông giã ưng lãnh mâu lướt nhìn lục ly một chút, sau đó nhìn qua toàn trường nói, nguyện ý theo ta đi đứng ra, không nguyện ý tự lưu lại đi. Nơi này cự ly ma sơn quá gần, bị phát hiện khả năng quá lớn, ta có phải hay không dám dừng lại, người nào thích lưu lại ai lưu lại. Trường 2632 là ngươi suy nghĩ nhiều. Đông giã ưng một mực xem lục ly không vừa mắt, tại cùng lục ly lần thứ nhất gặp mặt lúc đông giá ưng tựu nhìn hắn không thoải mái đằng sau cưỡng ép đè ép xuống đến bên này lúc lục ly xuất tẫn danh tiếng điều này cũng làm cho hắn càng thêm khó chịu giờ phút này lục ly muốn nghỉ ngơi hắn thấy lại hoàn toàn không cần thiết thời gian như thế quý giá bọn hắn hẳn là giành giật từng giây cái này địa phương lúc nào cũng có thể bại lộ lục ly lại để cho nghỉ ngơi một canh giờ đây không phải chính mình muốn chết sao trên tay hắn có hắc tháp có thể ngăn cách tất cả mọi người khí tức để ma uyên quân sĩ không cảm ứng được. Hắn còn có đi ra trọng bảo, hắn tin tưởng tất cả mọi người sẽ cùng theo hắn đi. Mặc dù lục ly không cùng hắn cùng đi, có lẽ mọi người dò xét ma uyên quân sĩ sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, nhưng hắn linh hồn rất mạnh, hắn tự không tin tưởng không có lục ly, bọn hắn sẽ lập tức bị ma uyên quân sĩ phát hiện. Có lục ly tại cái này, đồng Dã ưng hiểu được hắn chỉ có một thân cường đại chiến lực, nhưng căn bản không có biểu diễn cơ hội, sở dĩ tại mạch suy nghĩ phát sinh xung đột lúc, hắn liền không có bất cứ chút do dự nào bộc phát ra đông dã bất giận một thanh niên mở miệng nói nghỉ ngơi một hồi tựu nghỉ ngơi một hồi a à, nếu không chúng ta nghỉ ngơi hai nén hương thời gian ta cảm thấy vẫn là không muốn tách ra tốt dễ dàng như vậy xảy ra chuyện một người khác thì bắt đầu thuyết phục lục ly lục sát thần không cần thiết đấu khí người đã quên nông đại nhân trước đó nói lời sao chúng ta muốn đoàn kết có bất kỳ ân oán cá nhân chúng ta quay đầu sau khi rời khỏi đây lại chấm dứt ngươi xem nếu không nghỉ ngơi một hai nén nhang thời gian không phải ân oán cá nhân lục ly lắc đầu nói ta nhất định phải dưỡng đủ đầy đủ tinh thần mới có thể tiếp tục tiến lên nếu không ta gánh không được một khi xảy ra vấn đề cái kia chính là vạn kiếp bất phục giống như nói đến không có ngươi dò xét chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng đông dã ưng cười lạnh nói không có ngươi dò xét chúng ta liền không thể dò xét ngươi cũng quá đề cao bản thân nơi này cách khai ma sơn gần như vậy vạn nhất có ma sơn quân sĩ tới gần, một khi cảm ứng được trên người chúng ta nhân tộc khí tức, đến lúc đó nhất định bại lộ, một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được. Tốt không nhiều lời, nguyện ý theo ta đi, lập tức xuất phát. Không nguyện ý lưu lại, quay đầu sau khi chuyện thành công, thiên hổ sơn tập hợp ra ngoài. Đông giã ưng một câu nói nhảm không tiếp tục nói, một người chậm rãi hướng trước mặt phi hành. Mấy người lập tức sắc mặt đại biến, không có đông giã ưng bảo tháp, mọi người khí huyết cường đại, rất dễ dàng bị ma uyên cường giả cảm ứng được, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. Lục Sát Thần, một người cuống lên, hướng Lục Ly nhìn một cái, Lục Ly lại bất phi sở động, hai người bất đắc dĩ thở dài hướng Đông Dạ Ưng bên kia đuổi theo. Hưu, lại có ba người rời đi, còn thừa lại Tượng Linh Lung cùng Lục Linh, cùng một cái khác cường giả. Người kia nhìn Lục Linh cùng Tượng Linh Lung một chút, gặp hai người không nhúc nhích dấu hiệu, hắn nói ra, hai vị tiểu thư, các ngươi không đi sao? Lục Linh nhìn Lục Ly một chút, dùng rất giọng khẳng định nói ra ta cùng hắn đi. Tại Lục Linh trong lòng, Lục Ly là tuyệt đối người có thể tin được, mà lại Lục Ly trước đó triển lộ rất nhiều thần kỳ năng lực, cái này khiến Lục Linh tín nhiệm với hắn càng tăng lên. Nàng không chút suy nghĩ, tự lựa chọn cùng Lục Ly chung nhau tiến thối. Mặt khác người kia nhìn giống như tượng Linh Lung, tượng Linh Lung trầm ngâm chốc lát nói, ta đấy cùng hắn đi, ngươi nếu không tin tưởng hắn, vậy ngươi liền đi đi thôi. Tượng Linh Lung mặc dù trong lòng đối Lục Ly có chút oán hận, nhất là cùng lục linh hai người anh anh em em dáng vẻ, càng làm cho nàng tâm tình cực độ không tốt, nhưng không thể phủ nhận nàng đối lục ly năng lực tín nhiệm. Lục ly tại cái kia đều là dã nhân thế giới bên trong triển lộ ra quá nhiều thần kỳ bản lĩnh, cùng lục ly quen biết hiểu nhau nhiều năm như vậy, nàng đối lục ly bản sự xưa nay không hoài nghi. Vậy được rồi, chúc ba vị hảo vận, người kia bất đắc sĩ thở dài, cuối cùng lựa chọn rời đi, mặc dù hắn đối với lục ly bản sự cũng rất bội phục, nhưng đông giã ưng có được hai kiện trọng bảo, mà lại đông dã ưng chiến lược cường hoành phi thường hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo đông dã ưng các ngươi như vậy tin tưởng ta đông dã ưng bọn người vừa đi lục ly cười tủm tỉm nhìn qua lục linh cùng tượng linh lung nhất là xem tượng linh lung thời điểm khóe miệng của hắn lộ ra vẻ chế nhạo hừ tượng linh lung đem mặt xoay khai sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm lục linh như có chỗ ý nhìn một cái tượng linh lung nói tốt lục ly chớ hạt tiện chúng ta đi cái nào nghỉ ngơi bên kia có sơn động ta bố trí một chút thần văn, có thể bảo vệ vô ưu Lục Ly mang theo hai người lên núi động bay đi, huyết linh nhi đã sớm ở bên kia bố trí. Tượng Linh lung đi vào tìm địa phương ngồi xếp bằng tu luyện, căn bản không để ý Lục Ly cùng Lục Linh. Lục Linh sau khi đi vào, cười tủm tỉm nhìn qua một chút tượng Linh lung, đột nhiên truyền âm cho Lục Ly nói, Lục Ly, cái này hàn chiều minh châu tựa hồ cùng ngươi có chút quan hệ làm sao, vợ chồng trẻ cãi nhau. Hắc hắc, Lục Ly cười cười, truyền âm nói, không có sự tình, người không nên suy nghĩ nhiều ta trước bố trí thần văn lục ly không muốn đối với chuyện này nhiều dây dưa nơi này nguy hiểm như thế bên cạnh hắn còn đi theo lục linh cùng tượng linh lung hắn làm sao có thể chủ quan lập tức hắn lập tức ngồi xếp bằng cảm ứng tình huống chung quanh huyết linh nhi bố trí thần văn rất nhanh chỉ là hai nén hương thời gian sơn động tự hoàn toàn biến mất bị thần văn bao phủ đi vào lục ly chờ huyết linh nhi bố trí tốt về sau thế mà lấy ra giường bị đắc ý đi lên nằm ngoài hô ngủ say mà lại rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp ách lục linh trợn trắng mắt bên kia tượng linh lung cũng mở mắt tức giận chừng lục ly một chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng xem lục linh buồn cười linh lung tiểu thư lục linh một bên cảm ứng tình huống chung quanh vừa đi đi qua cùng tượng linh lung song song ngồi nói ra người tựa hồ cùng lục ly có chút mâu thuẫn tượng linh lung đối lục linh có chút địch ý hoặc là tiềm thức hợp lý thành tình địch nàng hư lạnh nói ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào linh tiểu thư không nên nghĩ nhiều ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Linh chưa từng nói trước cười, một mặt thân hòa nói, ta cùng Lục Ly không có tình yêu nam nữ, dựa theo Lục Ly nói tới, ta còn là hắn người thân nhất, là hắn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tượng Linh lung rất là kinh ngạc, nàng run lên một lát nói ra, Linh tiểu thư ngươi đừng lừa ta, ngươi là nghịch long tộc, Lục Ly lại là phổ thông nhân tộc, các ngươi làm sao có thể là tỷ đệ lại nói các ngươi có phải hay không tỷ đệ, chính ngươi tựa hồ cũng không rõ ràng. Ngươi nói điểm thứ nhất, ta đấy rất nghi hoặc, Lục Linh không có nửa điểm sinh khí, cười giải thích nói, ta tuổi nhỏ ký ức bị hoàn toàn phong ấn, vẫn là ta gia tộc vương tự mình phong ấn. Sở dĩ trước đó rất nhiều sự tình ta nhớ không nổi, nhưng ta có thể cảm giác được Lục Ly cùng ta quan hệ không tầm thường, ta đối với hắn có một loại tự nhiên thân cận cảm giác, tựa như là trí thân, ta thậm chí có thể vì hắn đi chết, sở dĩ ta đối với hắn không có nửa điểm hoài nghi. Cái này, tượng Linh lung cảm giác giống như là nghe thiên thư, vẫn còn có chút không tin. Lục Linh mục quang nhìn về phía Lục Ly, ánh mắt lộ ra yêu chiều chi sắc nói, ta đấy không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn ta tự tình thương của mẹ tràn lan, cảm giác giống ta thân đệ đệ. Mặc dù rất nhiều chuyện ta không biết, nhưng ta có một loại trực giác hắn sở dĩ theo nhân gian đi vào tam trọng thiên, rất có thể là đến tìm kiếm ta. Vì tìm ta hắn hẳn là ăn lấy hết không ít đau khổ, lần trước gặp mặt, hắn hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn đi, ta cự tuyệt, ta có thể cảm thụ được cái kia phát trí linh hồn chỗ sâu nhất thất là cùng buồn khổ, nhìn thấy hắn mục quang, ta một khắc này tâm đều cảm giác nát các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. chương 2633, sao gối vội ưu. Tượng linh lung hơi có chút động dung, nàng có thể nghĩ trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, cuối cùng hắn trong ánh mắt dừng lại đang say ngủ bên trong lục ly trên thân, nhìn qua cái kia củ ấu rõ ràng mặt, nhất thời trăm loại cảm xúc sông lên đầu. Lục ly trọn vẹn ngủ say một canh giờ, hắn đúng giờ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nhìn lướt qua hai người, phát hiện hai người thế mà ngồi cùng nhau, Mặc dù không có nói chuyện, nhưng hai người rõ ràng thân mật rất nhiều. A, à, Lục Ly tò mò, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh hai người thế nhưng là có chút không đúng mắt a, à, nhất là Tượng Linh Lung xem Lục Linh càng là mang theo nhàn nhạt địch ý. Hắn cũng không có hỏi nhiều, cảm ứng thoáng cái tình huống chung quanh, lấy ra địa đồ nhìn mấy lần nói ra, đi thôi, nghỉ ngơi tốt, nên làm việc. Lục Linh đứng lên nói ra, "Lục Ly, ngươi chuẩn bị đi như thế nào, ngươi chuẩn bị làm sao ẩn tàng trên người chúng ta khí tức?" Cái này đơn giản Việc này Lục Ly đã sớm nghĩ kỹ, hắn cười nói ra, mà uyên quân sĩ có thể cảm ứng khí thức của chúng ta, đơn giản là bởi vì chúng ta khí huyết trên người quá mạnh, sinh mệnh khí thức quá thịnh vượng, nếu như chúng ta đều tiến vào không gian thần khí bên trong đâu vậy bọn hắn tự nhiên là không cảm ứng được khí thức của chúng ta. Cái này không được, Lục Linh lắc đầu nói, một là dựa vào không gian thần khí phi hành quá chậm, để nhị chúng ta tại không gian thần khí bên trong cảm giác lực sẽ đại giảm, dạng này sẽ nguy hiểm hơn, mặt khác một khi xuất hiện nguy cơ, chúng ta ứng biến tựu không có như vậy cấp tốc. Tiến lên tốc độ sẽ không quá chậm, Lục Ly lắc đầu nói, ta để nàng mang theo tiến lên. Ông, Lục Ly thiên ly châu bên trong quang mang lóe lên, tiếp lấy thánh hoàng chi nữ xuất hiện ở bên ngoài, cái này thánh hoàng chi nữ nhắm mắt lại đứng tại trong sơn độc, trên thân không có nửa điểm khí tức toát ra đến, giống như là một cái tượng gỗ. Thánh hoàng chi nữ trước kia khí tức rất mạnh, bất kỳ người nào lướt nhìn nàng một cái đều sẽ cảm giác khác biệt tầm thường, bất quá những năm này bị huyết linh nhi cải tạo rất nhiều, giờ phút này trở nên không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như là một người bình thường, trên người sinh mệnh khí tức càng yếu, hơn gần như không cảm giác được. Ừ, tượng linh lung đôi mắt có chút co rụt lại, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, lục ly thế mà kim ốc tàng kiều không gian thần khí bên trong vẫn cất giấu một cái đỉnh cấp đại mỹ nhân. Linh lung, lục ly nhìn thấy tượng linh lung sắc mặt nở nụ cười khổ nói, đây là một cái khôi lỗi, sớm đã không còn linh hồn, mà lại chết đi ít nhất mấy chục vạn năm. Cái gì, tượng linh lung khẽ giật mình, sau đó thẹn quá thành giận nói, lục ly, người cho chúng ta hầu tử trêu đùa đâu nàng rõ ràng có sinh mệnh khí tức. Lục linh tại lúc này nở nụ cười nói ra, linh lung muội muội cái này đích thật là khôi lỗi, không có linh hồn, người cẩn thận cảm ứng xuống. Tượng linh lung lần nữa khẽ giật mình, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra đỏ ửng có chút xấu hổ cúi đầu. Lục ly không có tiếp tục trêu gẹo nàng, mà là giải thích nói, ta có một loại năng lực, coi như tại không gian thần khí bên trong, đồng dạng có thể nhẹ nhõm dò xét phương viên vạn giảm tình huống. Sở dĩ các ngươi không cần lo lắng bị phát hiện, một khi có biến ta sẽ trước tiên đem các ngươi thả ra. Tốt ha, à, Lục Linh nghĩ nghĩ nhận đồng Lục Ly đề nghị, chủ yếu là cũng không có biện pháp tốt hơn, đồng dã dạ ưng mang đi món kia bảo vật, các nàng hành tẩu bên ngoài, bại lộ khả năng quá lớn, hiện tại tiểu xem Thánh Hoàng Chi Nữ phải trăng tránh đến khai ma uyên cường giả dò xét. Lục Ly lấy ra thiên ly châu đem hai người thu vào, sau đó chính mình cũng tiến vào, hắn truyền âm để huyết Linh Nhi trở về, tiến vào thánh hoàng chi nữ trong linh hồn khống chế tiến lên. Hắn thôi động đại đạo chi ngân thời khắc cảm ứng đến tình huống chung quanh, thánh hoàng chi nữ như một đạo u hồn hướng ra phía ngoài lướt tới. Thánh hoàng chi nữ tiến lên không có quá lớn động tính, trên thân cũng không có thần lực ba động, hoàn toàn là dựa vào nhục thân tiến lên, dạng này tự không dễ dàng bị ma uyên quân sĩ phát hiện. Ân, không tệ, Thánh Hoàng Chi Nữ Bôn Tẩu thời gian một nén nhang, Lục Ly vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, Thánh Hoàng Chi Nữ Bôn Tẩu lúc như u hồn, so với bọn hắn động tĩnh còn muốn nhỏ. Trên người sinh mệnh khí tức cơ hồ có thể không cần tính, không có thần lực ba động, sở dĩ bị ma uyên quân sĩ cảm ứng được khả năng phi thường thấp. Trừ phi phụ cận vừa vặn có một cái ma chủ cấp cường giả, vậy liền không có biện pháp. Giống như phụ cận thật sự có ma chủ, vậy coi như mọi người và đông giã ưng cùng một chỗ, đồng dạng có thể bị nhẹ nhóm cảm giác được ma chủ kia là cùng nhân loại lãnh chúa một cái cấp bậc, cảm giác lực quá mạnh. Không sao, các người có thể an tâm tu luyện. Lục Ly cười trợn mở tròng mắt nói ra, có ta dò xét, các người có thể sao gối vô ưu bên ngoài hết thảy tình huống tốt đẹp, các người đừng lo lắng, cũng đừng phóng thích thần niệm, hết thảy giao cho ta. Lục Linh cười gật đầu, đối với Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm, tượng Linh lung tại lúc này cũng không hiểu an tâm, bởi vì Lục Ly chưa bao giờ lừa qua nàng, mỗi lần Lục Ly Lục Ly nói như vậy lúc, vậy liền đại biểu thật có thể sao gối không lo. Lục Ly cũng mặc kệ hai người, tiếp tục giám sát cục diện bên ngoài, chỉ dẫn huyết linh nhi khống chế thánh hoàng chi nữ tiến lên. Lục Ly để huyết linh nhi đem tốc độ thả chậm, khống chế tại bốn phía kiếp trung kỳ tả hiếu, dạng này hắn sẽ có dư giả thời gian đi dò xét, dạng này sẽ an toàn hơn. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, một đường tiến lên mặc dù thỉnh thoảng có thể tao ngộ mạo uyên quân sĩ, cũng có thể dò xét đến ẩn núp trinh sát. Hắn đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng được, sau đó khống chế thánh hoàng chi nữ cải biến phương hướng tránh đi. Một đường hữu kinh vô hiểm đi về phía trước hai ba canh giờ, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung triệt để an tâm, đã hai ba canh giờ đều không phát hiện được, kia đằng sau bị phát hiện khả năng cũng phi thường nhỏ. Lục Ly nhưng không có nửa điểm buông lỏng, trong này thư giãn vậy thì đồng nghĩa với chịu chết, một khi có bất kỳ sai lầm, kia đều đủ để để ba người vạn kiếp bất phục. Lục Ly nhìn một chút địa đồ, quyết định lại tiến lên ba canh giờ tụ tiếp tục nghỉ ngơi một chút bởi vì sau ba canh giờ sắp đến cái thứ hai ma quật. Lục ly thời khắc dò xét, tinh thần cao độ tập trung, dạng này phi thường hao phí tinh lực, rất dễ dàng ra cái sọt. Thánh hoàng chi nữ khí tức rất yếu, lục ly bọn người cũng đều tại không gian thần khí bên trong. Không gian trong thần khí mà tiểu không gian cùng ngoại giới không tính cả, sở dĩ khí tức của bọn hắn ngoại giới không cảm ứng được, tăng thêm lục ly lợi dụng đại đạo chi ngân có thể lặng yên vô tức cảm ứng tình huống bên ngoài, sở dĩ tiến lên mới có thể thuận lợi như vậy. Sau hai canh giờ, Lục Ly đã tới cái thứ hai ma quật phụ cận, hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là tại phụ cận tìm được một cái sơn động, để huyết linh nhi bố trí một cái thần văn, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một canh giờ. Chờ tỉnh ngủ về sau, hắn tự nhất cổ tác khí, vào thẳng đi tế đàn phía bên kia, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đông dạ ưng, các ngươi muốn không chịu thua kém một điểm. Lục Ly bố trí sau khi thành công, đem hai người phóng xuất, dạng này vạn nhất có biến hai người có thể trước tiên ninh địch hắn ngã xuống đất ngủ say trước đó, than nhẹ một tiếng, chỉ cần đông giã ưng bên kia không ra vấn đề, hắn có lòng tin thành công đến tế đàn, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện A, à. tưởng tượng linh lung cùng lục linh liếc nhau, hai người cũng không có quá lo lắng, đông giã ưng mặc dù cuồng vọng, nhưng vẫn là có bản lĩnh thật sự. Nếu không sao có thể tại tân tú bảng bài danh đệ nhị. Ừm, nghĩ tới đây, tượng linh lung đột nhiên truyền âm hỏi, linh tỷ tỷ người thời khắc này cảnh giới đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong, phóng thích nghịch long huyết ấn về sau chiến lược hẳn là nhưng so sánh lĩnh chủ a cái này tân tú bảng bài danh đối ngươi không công bằng a ngươi hẳn là ít nhất tiến vào trước ba a chương hai nghìn sáu trăm ba mươi bốn bị phát hiện sai lục linh lắc đầu nói cái này bảng danh sách bắt đầu rất công bằng của ta bài danh xếp tại trước ngươi ta đều hiểu được không phải ta hẳn là tại ngươi về sau tượng linh lung liên tục khoát tay nói linh tỷ tỷ ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy ngươi quá khiêm nhường không phải khiêm tốn là có tự mình hiểu lấy. Lục Linh cười giải thích nói, ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta có một đoạn ký ức bị phong ấn, ta theo có ký ức bắt đầu, ta ngay tại nghịch long cốc, trí nhớ lúc trước lại hoàn toàn không có. Nói một cách khác trước đó ta cũng không có tại nghịch long cốc. Tượng Linh lung nhẹ gật đầu, Lục Linh tiếp tục nói ra, ta tới nghịch long cốc về sau, tộc phương đối ta rất coi trọng, hao tốn giá cả to lớn giúp ta tăng lên chiến lực cùng cảnh giới, ta tu luyện có thể nhanh như vậy, hoàn toàn là tộc phương cưỡng ép giúp ta tăng lên đi lên sở dĩ của ta căn cơ cực kỳ bất ổn, chiến lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, ta coi như phóng thích nghịch long huyết ấn ta đấy không phát huy ra quá mạnh chiến lực, người thảo A. Thì ra là thế, tượng linh lung đã hiểu, lục linh cơ sở không có đánh vững chắc, hiện tại là tại đốt cháy giai đoạn, cưỡng ép đưa nàng cảnh giới tăng lên đi lên, sẽ chậm chậm tự vững chắc cảnh giới cùng chiến lực. Dạng này kỳ thật không tốt, còn có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Một cái phòng ở nền tảng không chặt chẽ, cưỡng ép tu kiến đi lên, cuối cùng khẳng định sẽ sụp đổ. Hiện tại lục linh tương đương cưỡng ép tu kiến đi lên, quay đầu lại đem nền tảng ra cố, dạng này cũng là có thể, bất quá vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Đúng rồi, linh tỷ tỷ, tượng linh lung nhớ tới một sự kiện hỏi, người biết tân tú bảng hạng nhất là ai chăng? Không biết, lục linh lắc đầu nói, nghịch long tộc ngành tình báo cũng điều tra qua, nhưng cuối cùng không có tra ra bất luận cái gì đông tây lai, người này quá thần bí. Cái kia hẳn là là chủng tộc viễn cổ, Tượng Linh thì thào nói, bình thường người tốt như vậy cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ danh dương thiên hạ cơ hội, hắn như thế giấu đầu lộ đuôi, khả năng này là thân phận không phương diện lộ ra ánh sáng, cưu ra nhiều lắm. Tốt, không nói, Lục Linh khoát tay áo nói, chúng ta giám sát thoáng cái tình huống chung quanh, nơi này cự ly cái thứ hai ma quật không xa, cũng đừng xảy ra vấn đề. Lục Ly ba người tại cái thứ hai ma quật phụ cận, các nàng không biết chính là đông dã ưng bọn người cự ly các nàng cũng không xa, cũng tại cái thứ hai ma quật phụ cận. Giờ phút này hắn còn có đại phiền toái, bọn hắn bị phát hiện. Một nhóm bảy người, toàn bộ đều là đỉnh cấp tinh anh, linh hồn đều phi thường cường đại, mà Uyên quân sĩ còn không có tới gần bọn hắn, bọn hắn có thể sớm cảm ứng được lập tức đường vòng đào tẩu. Nhưng bọn hắn đối với Ma Uyên trinh sát cảm giác lực lại kém rất nhiều, bọn hắn vừa mới lúc đi vào với, có hai cái trinh sát giấu ở trong viên đá bọn hắn liền không có cảm giác được. Mặc dù bọn hắn đều nhận biết đến điểm này, phàm là đi ngang qua chỗ thạch đầu cây cối những này đều sẽ tra xét rõ ràng, trên đường đi cũng tìm ra rất nhiều trinh sát. Nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đang đến gần cái thứ hai ma quật về sau, bên này ma uyên quân sĩ nhiều lắm, bọn hắn lực chú ý đều bị ma uyên quân sĩ hấp dẫn, tự nhiên có đôi khi tựu sơ sót, sở dĩ bị ma uyên trinh sát phát hiện. Ô ô ô, nghe được bốn phương tám hướng vang lên ma uyên quân đội tiếng quái khiếu, đông dã ưng bọn người quá sợ hãi, mặc dù bọn hắn cự ly cái kia tế đàn không tính quá xa, giống như phi hành hết tốc lực tối đa cũng tựu nửa ngày lộ trình, nhưng bị phát hiện liền là bị phát hiện, bọn hắn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ hy vọng xa vời, còn có thể toàn bộ chết ở đây. Sớm biết cùng lục sát thần các nàng cùng đi, có người nói thầm một câu, đông dã ưng lập tức giận không thể nhỉ, quát khẽ nói, hiện tại còn nói những này nói nhảm làm cái gì toàn bộ phân tán đi thôi, dạng này tỷ lệ sống sót cùng hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, vẫn là dựa theo lúc đầu thì ra là ước định, đi, Đông giã ưng trên thân khí thế toàn thịnh, giống như là một vòng thiêu đốt xương, trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc chiến kích, kia chiến kích thần uy hảo hán, khí tức dọa người, rõ ràng là đế binh. Trên người hắn còn hiện lên kim sắc chiến giáp, trên thân sáng lên vạn trượng kim quang, như một tôn thần không bá đạo hướng mặt phía bắc phóng đi. Đông Dã ưng không phải là vì giả uy phong, hắn làm như vậy kỳ thật cũng là vì đền bù mọi người, hắn hấp dẫn đầy đủ hỏa lực, để mọi người thật dễ dàng đào tẩu. Thân ở ma quật như thế chiêu giao, đồng giả ưng cũng là chuẩn bị chết ở nơi này, đương nhiên cũng có thể là là đối thực lực mình có tuyệt đối tự tin. đi, những người còn lại toàn bộ nhắm hướng đông bên cạnh hoặc là phía tây phân tán bỏ chạy. mặc dù rất nhiều người hối hận vì cái gì không cùng lấy lục ly đi, giờ phút này cũng đã không có có cơ hội cho bọn hắn lựa chọn lần nữa, chỉ có liều chết trùng sát ra ngoài, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng tế đàn bên kia phóng đi, trước hoàn thành nhiệm vụ lại đào tẩu. ô ô ô ô, bốn phương tám hướng vô số ma uyên quân sĩ bay tới giống như là lít nha lít nhít châu chấu, số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng đạt tới mấy vạn, tự xem có hay không ma chủ cấp cường giả, nếu không mọi người một cái đều trốn không thoát. Đông giá ưng bên kia hấp dẫn ma uyên quân sĩ nhiều nhất, có thể dò xét đến ma tướng tự đạt tới mười mấy cái. Mấy người còn lại mỗi lần bên cạnh ba người, như ba cái kiểu lưới kiếm sắc bén phóng đi, rất nhanh cùng xông vào ma uyên trong đại quân. Không thể không nói mọi người chiến lực đều rất mạnh, đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ, đều có thần thông, nhất là đông dã ưng càng là mạnh không hợp lẽ thường, tiện tay một kích, liền có thể chém giết mấy cái ma uyên quân sĩ. Một cái ma tướng vào tới bị hắn thả ra một cái cường đại công kích, trực tiếp oanh thành trọng thương bay rất ra ngoài. Những người còn lại cũng rất mạnh, mạnh mẽ đâm tới, bảy người như bảy con kiểu lưới kiếm sắc bén, theo ma uyên trong đại quân đâm xuyên ra ngoài, nhanh chóng phá vây. Bọn hắn đều không có ham chiến, bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại ma uyên bên kia khẳng định cho là bọn họ chỉ là chui vào nhân tộc trinh sát, sở dĩ cũng không có phái cường giả tới. Giống như bọn hắn không nhanh chút hít thoát đi, tuyệt đối sẽ có ma chủ cấp cường giả truy sát mà đến, kể bên này thế nhưng là có một cái ma sơn A. Một nén nhang về sau, trên thân mọi người đều nhuộm đầy tiên huyết, đương nhiên căn bản là ma huyên quân sĩ huyết, mọi người chỉ có hai người bị thương, cũng đều là vết thương nhẹ, không thể không nói chúng nhân chi lực rất mạnh. Một đám người loại trừ đông giã ưng bên ngoài đã toàn bộ giết ra khỏi trùng vây, đông giã ưng chiến lực là tối cường, nhưng hắn bên kia ma uyên quân sĩ cùng cường giả thực sự rất rất nhiều, giết không bao giờ hết, cũng không thoát khỏi được. Ma uyên quân sĩ cùng ma tướng bọn họ đều hung hãn không sợ chết, liên tục không ngừng vào tới, đông giã ưng giết đến tay đều có chút tê. Đi, lao ra sáu người đều quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia như rượu nhật đông giã ưng bị bị bao bọc vây quanh, trong mọi người tâm cũng hơi thở dài, có lẽ đông giã ưng lần này liền muốn chôn xương nơi đây. Đi mau, một người gào lên đau xót một tiếng, Giờ phút này không có người nghĩ đến đi giúp Đông Dạ Ưng, bởi vì bọn hắn không đi bọn hắn đều phải chết. Chết không quan trọng, có thể người tới nơi này đều làm xong tử vong chuẩn bị, mọi người nghĩ đến không phải như thế nào sống sót, mà là nghĩ đến như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hưu, sáu người đều không có cùng đi, mà là phân biệt lựa chọn một con đường, bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Mặc dù lộ tuyến không giống, nhưng cuối cùng tất cả mọi người khẳng định đều muốn đi tế đàn bên kia. Chỉ cần có một người có thể còn sống đến tế đàn bên kia, cái kia chính là thắng lợi. Ầm, um, vào thời khắc này, Lục Ly Lục Linh Tượng Linh Lung trên người một khối ngọc phù đồng thời vỡ vụn, Lục Ly còn tại ngủ say, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung sắc mặt lại một lần thay đổi. Ngọc phù này vỡ vụn, đại biểu Đông dã ưng bọn người bị phát hiện. Chương 2635, hướng sông. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cũng không có để cho tỉnh Lục Ly, sự tình như là đã phát sinh các nàng hiện tại gấp cùng hoảng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đánh thức lục ly cũng vô dụng, còn không bằng để lục ly trước nghỉ ngơi thật tốt khôi phục. Trong hai người lòng thấp thỏm, ngồi xếp bằng hơn nửa canh giờ về sau, lục ly u u tỉnh lại, nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi như vậy, hắn mục quang liếc nhìn một lần, trầm giọng nói ra đông giã ưng bọn hắn bị phát hiện. Tượng linh lung lấy ra một khối phá toái ngọc phù, lục ly vuốt vuốt mặt, để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Hắn trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, sau đó lấy ra địa đồ nhìn một lát nói ra dựa theo tốc độ của bọn hắn bọn hắn hẳn là cũng tại cái thứ hai ma quật phụ cận bọn hắn khẳng định phân tán trốn ma uyên đại quân cũng sẽ truy kích bọn hắn cho nên chúng ta hiện tại không thể loạn cũng không thể động không thể động lục linh như có điều suy nghĩ tượng linh lung lại không hiểu hỏi chúng ta bây giờ không phải bằng nhanh nhất tốc độ hướng tế đàn bên kia phóng đi sao chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ hướng sông đi qua chỉ cần chúng ta có một người hướng sông đi qua vậy chúng ta nhiệm vụ lần này liền thành. Không thành được, Lục Ly kiên định lạ thường nói ra, chúng ta bây giờ phóng đi tế đàn cùng còn lại 7 người khác nhau ở chỗ nào giống như bọn hắn 7 người thành công không được, nhiều ba người chúng ta có ý nghĩa gì vẫn là người tự nhận là so đông giá ưng bọn hắn càng mạnh một chút. Tượng Linh lùng nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này bất quá nàng vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi, vậy chúng ta lưu tại cái này có ý nghĩa gì đông giã ưng bọn người chết rồi, chúng ta cuối cùng còn không phải tử lộ một đầu mà lại việc này đoán chừng rất nhanh sẽ khiến Ma Uyên bên kia coi trọng, đến lúc đó càng nhiều cường giả tới, chúng ta không thể trốn đi đâu được. Chúng ta không phải không đi, Lục Ly giải thích nói, chúng ta muốn chờ một ngày, một ngày sau đó chúng ta xuất phát. Lục Linh tại lúc này mở miệng nói, Lục Ly có ý tứ là chúng ta theo đuôi tại phía sau bọn họ, để bọn hắn đi trước, Ma Uyên đại quân cũng sẽ đi theo phía sau bọn họ, chúng ta bỏ ngựa bắt phe. Dạng này sẽ an toàn hơn một chút, cũng càng dễ dàng thành công một chút. Tượng Linh Lung cũng không phải người ngu, rất nhanh nghĩ thông suốt, nàng khẽ vuốt cằm không nói thêm gì nữa. Lục Ly thì thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía tình huống. Mạo Uyên bên kia đã phát hiện Đông Giá ưng bọn hắn, khẳng định sẽ còn phái ra một vài quân sĩ lùng bắt, nhìn xem phải chăng có cá lọt lưới. Quả nhiên, chỉ là qua nửa canh giờ, Lục Ly tự cảm ứng được phụ cận có Mạo Uyên quân đội, hắn tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Cũng may mấy cái kia ma uyên quân sĩ chỉ là tại phủ cận đi ngang qua, cũng không có phát hiện cái này sơn động nho nhỏ bên trong vẫn cất giấu ba người nhân loại. Huyết linh nhi thần văn rất cường đại, hoàn toàn ngăn cách ba người khí tức. Lần lượt lại có ma uyên quân sĩ đi ngang qua, tại sao ba canh giờ một đội quân sĩ còn theo ngay dưới mắt đi qua, quả thực là không có phát hiện cái sơn động này có thần văn, cũng không có cảm ứng được lục ly đám người tồn tại. Ba người ở bên trong khẩn trương tới cực điểm, các nàng nếu là bị phát hiện, cũng chỉ có thể cùng đông dã ưng bọn người giết ra một con đường máu hướng tế đàn bên kia phóng đi thời gian đi qua đại nửa ngày về sau không có quân đội tới lục soát lục ly lúc này mới như chút được gánh nặng lần nữa chờ dây lát mấy canh giờ một mực không có ma uyên quân đội tới lục ly quát khẽ nói đi thôi lục ly đem hai người thu nhập thiên ly châu bên trong để thánh hoàng chi nữ mang theo tiến lên hắn để lục linh cùng tượng linh lung tùy thời chuẩn bị khai chiến chính hắn thì tiếp tục thôi động đại đạo chi ngân lĩnh hội tình huống chung quanh. Lục Ly suy đoán hoàn toàn chính xác, Thánh Hoàng chi nữ một đường tiềm hành, Lục Ly phát hiện Ma Uyên quân sĩ vô cùng ít ỏi, ngẫu nhiên có thể gặp được một chút, hắn đều nhẹ nhóm lách qua đi. Những cái kia ẩn núp đi trinh sát cũng mất, xem ra đều hướng tế đàn bên kia dũng mãnh lao tới. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, nơi này Ma Uyên cường giả đoán chừng đại bộ phận đều đi bên ngoài chống cự nhân tộc đại quân tiến công, đông ưng bọn người rất mạnh, sở dĩ Ma Uyên vây quét phòng thứ nhất khẳng định là thất bại, đông giã ưng bọn người lại có phần lớn người đào tẩu. Đám người kia phân tán đào tẩu về sau, Ma Uyên bên này đại nhân vật tự nhiên bắt đầu coi trọng, cũng triệu tập đại quân cùng cường giả truy kích. Mà đông giã ưng bọn người vô luận theo đường gì tuyến tiến lên, mục đích đều là tế đàn. Sở dĩ bên này đại quân cùng cường giả khẳng định sẽ điên cuồng hướng tế đàn bên kia phóng đi, hậu phương tự nhiên là không liễu. Lục ly tiến lên rất nhẹ nhóm, hắn bắt đầu để thánh hoàng chi nữ có chút tốc độ tăng lên, dạng này có thể càng nhanh đến tế đàn bên kia. Mặc dù giờ phút này tiến lên rất thuận lợi, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ nhẹ nhàng. Giống như hắn dự tính không sai, để tam cái ma quật một nửa lưu thủ quân sĩ sẽ đến đánh lén đông giã ưng bọn hắn, một nửa kia thì sẽ đi tế đàn bên kia, đem trong tế đàn ba vòng bên ngoài ba vòng vây cái chật như nêm cối. Dùng lục ly suy đoán đến xem, mọi người khẳng định có người có thể đến tế đàn phụ cận, các nàng vận khí tốt cũng có thể đi qua. Vấn đề chính là đến tế đàn về sau, nên như thế nào giết vào trùng vây đến tế đàn, đem cái tế đàn này cho hủy đi. Thánh hoàng chi nữ mang theo Thiên Ly Châu, tại Lục Ly dẫn đạo dưới có kinh không nguy đi về phía trước hơn 5 canh giờ, sắp đến đệ tam cái Ma Sơn phụ cận, Lục Ly vận khí tốt cũng sử dụng hết. Trái tiền phương xuất hiện tiếng xé gió, tại Lục Ly để Thánh hoàng chi nữ hướng bên phải tiến lên lúc, bên phải cũng vừa lúc tới một đội Ma Uyên quân sĩ đồng thời phụ cận vừa vặn ẩn núp người một cái trinh sát. Cái kia trinh sát không có giống như trước đây giấu ở trong viên đá bất động, mà là trong nháy mắt sông lên giữa không trung, phát ra một tiếng tiếng hét lớn. Ô ô, bốn phương tám hướng lập tức vang lên rất nhiều ma uyên quân sĩ tiếng kêu đáp lại bên này, lục ly không để cho thánh hoàng chi nữ chạy trốn, trên mặt hắn lộ ra cười khổ nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, chúng ta phải làm việc, chúng ta bị phát hiện. Chúng ta bây giờ tại đệ tam cái ma sơn phụ cận, cự ly thế đàn không xa, hết tốc độ tiến về phía trước chỉ cần hơn hai canh giờ, chúng ta là tách ra đi, vẫn là cùng đi. Cùng đi, tượng linh lung cùng lục linh gần như không có chút gì do dự mở miệng nói, cự ly tế đàn gần như vậy, không cần thiết tách ra, ba người cùng một chỗ có thể lẫn nhau chiếu ứng, tỷ lệ sống sót sẽ cực kỳ tăng lên. Ha ha ha, các người muốn chia khai ta đấy sẽ không đồng ý. Lục ly cười lớn mang theo hai người xuất hiện ở bên ngoài, trong tay hắn xuất hiện nguyễn kiếm, thân thể hóa thành một đầu cuồng long phóng lên tận trời, Hắn quát khẽ nói, các người đi theo ta, giúp ta hộ vệ tả hiếu, ta mang các người phá vây. Nhìn đem người có thể, tượng linh lung trợn trắng mắt, nói ra, người đừng quên, người tại tân tú bảng xếp hàng thứ mấy ta xếp hàng thứ mấy, ta đến chủ công đi, người cùng linh tỷ giúp ta áp trận. Được rồi, lục linh khuôn mặt trang nghiêm, thân thể hướng lục ly bên kia đuổi theo nói ra, đến lúc nào rồi, hai người các ngươi lỗ hổng còn tại toàn bộ đều động thủ, tề lực giết địch, bằng nhanh nhất tốc độ giết ra ngoài sau đó hướng tế đàn bên kia tới gần. Chúng ta muốn trân quý mỗi một tức thời gian, có lẽ nhiều một hơi thời gian liền có thể cứu chúng ta mệnh. Giết, lục ly nổi giận gầm lên một tiếng, nguyễn kiếm run run, phía trước vò tới hai cái mà uyên quân sĩ lập tức chúng chiêu, hắn một cái tay khác trực tiếp ngưng tụ ra vô vọng thần phù, từng cái vô vọng thần phù liên tục không ngừng bay đi, đem đến gần mà uyên quân sĩ từng cái nổ bay ra ngoài. Ô ô, bốn phương tám hướng vô số mà uyên quân sĩ hướng bên này hội tụ mà đến, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, về số lượng ít nhất đạt tới 4 năm ngàn, rất nhanh liền đem ba người che mất đi vào. chương 2636, đột tiến, vô vọng thần phù lục ly tại năm này đến vận dụng rất nhuần nguyễn, nơi này không có người ngoài, lục ly tự nhiên không cần đi che giấu, không cần phóng thích thất thải thần mang, dạng này cũng miễn cho phiền phức, trực tiếp phóng thích từng cái vô vọng thần phù oanh sát ma uyên quân sĩ. Đến đằng sau, lục ly đều chẳng muốn phóng thích công kích linh hồn, Hai tay ngưng tụ từng cái vô vọng thần phù hướng tứ phía tám mới bay đi. Mỗi cái vô vọng thần phù đều có thể đem một cái ma tướng cho nổ bay, nhưng còn nổ không chết. Lục Ly cũng không nghĩ tới muốn nổ chết, bởi vì các nàng chỉ là muốn phá vây ra ngoài, mà không phải chặn đánh giết toàn bộ ma uyên quân sĩ. Tượng Linh Lung đơn giản hơn, nàng thả ra từng đạo Hàn Long thần khí, tiện tay vung vẩy mà đi, từng đạo Hàn khí bay đi, những nơi đi qua từng cái ma uyên quân sĩ đều sẽ bị đông thành tượng băng. Nàng không có xuất ra bạch ngọc phiến nếu không uy lực sẽ lớn hơn một chút. Nàng cùng Lục Ly đều lựa chọn không có phóng thích công kích mạnh nhất, bởi vì các nàng đều tin tưởng, giống như phóng thích quá mạnh công kích, rất dễ dàng bị địch nhân ma chủ cấp cường giả để mắt tới, hiện tại còn không phải cần liều mạng thời điểm, khiêm tốn một chút có thể sống được càng lâu. Lục Linh không có phóng thích nghịch long huyết ấn, nàng lấy ra từng cái cây đuốc màu đỏ thần cung, kéo cung bắn tên, một đạo đạo hỏa màu đỏ lưu quang bay ra ngoài, mỗi lần đều có thể bắn ra mười mấy tiếng Mỗi cái tiến đều có thể đem một cái ma uyên quân sĩ cho đánh bay. Ba người thần thông đều phi thường cường đại, bốn phía mặc dù có vô số ma uyên quân sĩ vào tới, nhưng đều không có cơ hội tới gần, nhẹ nhõm bị ba người cho từng mảnh từng mảnh đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là vô vọng thần phù, uy lực không tầm thường. Lục Linh quét Lục Ly bên kia một chút, một bên nhanh chóng đột tiến, một bên hỏi ý kiến hỏi, "Lục Ly, cái này vô vọng thần phù là luân hồi đại đế truyền thụ cho ngươi sao?" "Không phải" lục ly lắc đầu nói ta đều chưa từng gặp qua đại đế chân thân đâu trước đó truyền tống lúc ta và các ngươi đều là lần thứ nhất gặp hắn lão nhân gia hư ảnh ta sở dĩ có thể tìm hiểu vô vọng thần phù là bởi vì ta đoạt kỳ thiên ngữ thất thải lưu ly tháp kia trong tháp có đại đế lưu lại pháp tác lạc ấn ta tìm hiểu pháp tác lạc ấn mới cảm mộ vô vọng thần phù thì ra là thế lục linh trong tay trường cung liên tục lấp lánh nàng không nói nữa chuyên tâm phá vây nơi xa không ngừng có ma uyên quân sĩ vào tới bên này gần lại gần đệ tam cái ma sơn, mà uyên quân sĩ nhiều cũng bình thường. Ba người đi cùng một chỗ, lục ly tại nhất tiền phương, hai người một trái một phải, ba người thành tam giác đứng thẳng, như một cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm mà đi, thế không thể đỡ. Hai nén hương về sau, lục ly ba người theo trong đại quân phá vây ra, lục ly không có chút gì do dự, quát khẽ nói, nhắm hướng đông bên cạnh bay. Mặt phía bắc là đệ tam cái ma quật, bên kia không chỉ có vô số ma uyên quân sĩ, còn có rất nhiều ma uyên cường giả, ba người tự nhiên không có khả năng đi đụng hỏng súng. Ba người tốc độ đạt tới cực hạn, đến lúc này liền có thể nhìn ra ba người thực lực chênh lệch, tượng linh lung cùng lục linh tốc độ so lục ly nhanh một bậc. Mặc dù lục ly dùng tiêu giao bộ bí thuật, nhục thân cũng đạt tới ngũ kiếp đỉnh phong, nhưng cảnh giới vẫn là cấp thấp, chỉ là tứ kiếp, tốc độ tự nhiên có ảnh hưởng. Tượng linh lung bay một lát, hơi không kiên nhẫn, nàng cùng lục linh nói ra, linh tỷ tỷ, người dẫn hắn phi hành A quá chậm. Lục Linh cười tủm tỉm nhìn Tượng Linh Lung một cái nói: "Linh Lung muội muội, ta vừa mới đạt tới Ngũ Kiếp đỉnh phong, tốc độ so ngươi chậm một chút, mà người thì càng chậm, vẫn là phiền phức muội muội dẫn hắn đi đi." Ta, Tượng Linh Lung khẽ giật mình, nàng dư quang nhìn lướt qua Lục Ly, trầm ngâm một lát bay ngược đi qua, một tay bắt lấy Lục Ly bả vai. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, để nữ nhân mang theo phi hành, có chút ăn bám cảm giác. Hướng trái tiền phương phi hành, phi hành nửa nén hương thời gian. Lục Ly đột nhiên lên tiếng nói. Tượng Linh Lung không có chút gì do dự lập tức hướng trái tiền phương phi hành, Lục Linh đuổi theo. Lục Ly nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, mọi người tốc độ nhanh như vậy, giống như không tra xét rõ ràng, rất dễ dàng lần nữa xông vào Ma Uyên trong đại quân. Đường vòng, đi bên phải, lui về, phía trước có đại quân, ra tốc, theo bên trái sen kẽ đi qua, phía trước có hai cái Ma Uyên quân đội. Trên đường đi Lục Ly không ngừng quát khẽ, hắn cảm giác lực so hai người mạnh hơn nhiều, hai người dứt khoát không dò xét, bảo trì tinh lực, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Phía trước tránh không khỏi, chuẩn bị phá vây, lần nữa đi về phía trước mấy nén nhang thời gian, lục ly quát khẽ, tượng linh lung đem lục ly đem thả xuống tới. Ba người phóng đi, phía trước quả nhiên có một cái mạo uyên quân đội, số lượng đạt tới hơn ngàn. Cái này mạo uyên quân đội còn không có phát hiện các nàng, nghe đến bên này tiếng xé gió mới giật mình. Mạo Uyên bọn ngao ngao kêu to lao đến lục ly ba người ngạo nhân không sợ nghênh đón tiếp lấy. Ba người riêng phần mình phóng thích thần thông, nhẹ nhóm theo cái này mà uyên trong quân đội đâm xuyên ra. Sau đó tượng linh lung tiếp tục mang theo lục ly phi hành, lục ly thì nhắm mắt cảm ứng bốn phía tình huống. Bọn hắn đám người kia hẳn là ngay tại kề bên này. Phi hành một lát, lục ly có chút nặng nề thở dài nói. Tượng linh lung cùng lục linh nhướng mày, tượng linh lung hỏi ý kiến hỏi, người dựa vào cái gì chắc chắn như thế. Quân đội, còn có Ma Uyên quân sĩ thi thể, Lục Ly giải thích nói, đoạn đường này đi tới, ta đã dò xét đến rất nhiều thi thể, căn cứ thi thể băng lãnh trình độ, ta có thể đại khái tính ra chiến đấu thời gian, mà lại đoạn đường này đi tới ta tại trên thi thể thấy được ba loại khác biệt sát chiêu, điều này nói rõ phụ cận ít nhất có ba người, bọn hắn so với chúng ta sớm nhiều nhất nửa canh giờ. Ai, tưởng Linh Lung khe khẽ thở dài, bảy người kia so với bọn hắn đi trước một ngày thời gian, không nghĩ tới bị các nàng đơn giản đuổi theo. Xem ra trước mọi người làm được lộ không thế nào thuận lợi a à cũng không biết bảy người này còn có bao nhiêu người sống. Tiếp tục tiến lên, trên đường Ma Uyên quân sĩ trở nên nhiều hơn, mà lại thường xuyên cũng có thể dò xét Ma Uyên quân đội thi thể, rất nhiều thi thể chết đi cũng không có quá lâu, điều này nói rõ phụ cận có bọn hắn người, mà lại cũng không có quá xa. Chúng ta theo bên trái lượn quanh 10 vạn dặm đi qua. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Lục Linh Tượng Linh Lung nói, Lục Linh nhíu mày không nói, Tượng Linh Lung có chút không hiểu hỏi, đường vòng 10 vạn dặm Chúng ta có thể sẽ tiêu hao thêm phí nửa canh giờ, thậm chí một canh giờ thời gian, dạng này đáng giá không? Đáng giá, Lục Ly rất khẳng định nói ra, phía trước có chúng ta người, bọn hắn mang theo Ma Uyên quân đội chính hướng tế đàn bên kia tiến lên. Nếu như chúng ta đi theo đi qua, như vậy chúng ta cùng bọn hắn kết quả sẽ đồng dạng, sẽ bị vô cùng vô tận Ma Uyên quân đội vây quanh, chúng ta cũng chỉ có thể theo Ma Uyên trong đại quân giết ra một con đường máu. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn có 7 người bọn hắn không thể so với chúng ta yếu, giống như bọn hắn đều giết không đi vào, chúng ta dạng này đi cũng giết không đi vào. Tượng Linh Lung đã hiểu, nàng nói ra, người ý tứ chúng ta vây quanh một bên khác đi thừa dịp Ma Uyên đại quân bị bọn hắn hấp dẫn, chúng ta mở ra lối riêng, trực đảo Hoàng Long tốt như vậy là tốt, bất quá là không phải quá không trường nghĩa chúng ta bỏ xuống bọn hắn mặc kệ a. À. Chúng ta tới làm cái gì? Lục Ly lạnh lùng nói ra, lúc này còn muốn giảng trường nghĩa chúng ta không làm được nhiệm vụ, lần này trái tim tất cả mọi người huyết, bên ngoài vô số người đều chết vô ích, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất kỳ cái gì hy sinh đều là đáng giá. Lại nói, bọn hắn không nhất định sẽ chết, chúng ta đi qua cũng không nhất định có thể cứu bọn hắn, hiểu không? Tốt ha, à, đi, tượng linh lung không nói thêm gì nữa, mang theo lục ly nhanh chóng phi hành, lục linh sóng vai mà đi, ba người rất nhanh biến mất tại minh mông trong núi lớn. chương 2637, Ma Chủ, đông giã ưng đám người thật có người còn sống, người sống cũng không ít, bảy người chỉ là chết mất hai cái hai cái này vẫn là vận khí không tốt lắm lâm vào ma uyên đại quân đoàn đoàn bao vây bên trong những người còn lại năm người bao quát đông dã ưng đều còn sống bọn hắn có thể còn sống cũng không phải là bọn hắn mạnh đến mức đáng sợ mà là ma uyên bên này không coi trọng cùng luân hồi đại đế bọn hắn phối hợp tốt luân hồi đại đế xuất lĩnh tất cả đế cấp cùng đại quân mãnh liệt tiến công ma uyên bên này đại bộ phận cường giả gần như đều xuất chiến bên này ba cái ma chỉ có một cái ma chủ tỏa trấn cái này ma chủ ngay từ đầu cũng không có quá coi trọng, nhân tộc bên này trước kia tự thường xuyên điều động trinh sát đâm xuyên vào đây, vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có trước kia một khi phát hiện bọn hắn đều là triệu tập quân đội vây bắt, chỉ là mấy cái nhân tộc bọn hắn cái này cấp bậc làm sao có thể xuất động đuổi theo giết. Bên này ba cái ma mặc dù đại bộ phận quân đội đều triệu tập đi ra, nhưng vẫn là có hơn 10 vạn quân đội, ma chủ không cho rằng chỉ là mấy cái nhân tộc, còn không phải lãnh chúa cấp cường giả, có thể tránh thoát hắn triệu tập mấy vạn đại quân lùng bắt, Hiện tại hắn mới phát hiện cục diện có chút không đúng, bởi vì điều tập nhiều như vậy quân đội, truy sát lâu như vậy, đại bộ phận nhân tộc còn không có bị giết chết, mà uyên quân sĩ lại bị giết chết rất nhiều, mà tướng đều tử thương thảm trọng. Trọng yếu nhất chính là mấy người này là hướng tế đàn bên kia phóng đi, những người này dụng ý tựu hết sức rõ ràng. Bên này ma chủ ngồi không yên, lập tức phát ra vô số mệnh lệnh, đem sở hữu ma uyên quân sĩ đều điều động. Đồng thời đưa tin cho tế đàn bên kia thủ vệ một cái ma chủ để bọn hắn làm tốt phòng vệ chuẩn bị. Hắn phi thường tin tưởng cái tế đàn này tác dụng, cái tế đàn này đã tu kiến tốt, vốn là chuẩn bị tại đoạn thời gian gần nhất tự khởi động. Giống như cái tế đàn này xảy ra vấn đề, hắn nghĩ ma uyên ma tôn bọn họ sẽ thân thể của bọn hắn thì từng khối từng khối kéo xuống tới. Cái này ma chủ cũng tự mình xuất động, mục tiêu là khí thế nhất thắng, thực lực tối cường đông dạ ưng. Đông dạ ưng đánh chết quá nhiều ma uyên quân đội cùng ma tướng, hắn nhất định phải đem đông dạ ưng lưu tại nơi này, mới có thể cho ma tôn các đại nhân một cái công đạo. Giờ phút này nếu có người có thể bay bên trên cao không 10 vạn dặm, thị lực lại đủ tốt, hắn đem có thể nhìn thấy phía dưới có một tòa cự đại dãy núi. Tòa dạng núi này bị cải tạo thành ma quật, bốn phương tám hướng rất nhiều cửa hang ma uyên bọn liên tục không ngừng lao ra, sau đó hướng mặt phía bắc nhanh chóng bay đi, lít nha lít nhít giống như là một tổ ổ ong mật. Lục ly ba người thời khắc này ngay tại ma phía tây, hơn nữa còn thẳng tắp về phía tây mặt phóng đi, Bên này Ma Uyên quân sĩ tương đối thiếu. Ma mặt phía Bắc quân sĩ nhiều nhất, có 5 người như năm cái mũi tên nhọn hướng mặt phía Bắc phóng đi. Năm người tiền hậu bất nhất gây nên, phương hướng cũng không phải hoàn toàn tương tự, có hướng chính Bắc mặt, có hướng Đông Bắc, có về phía Tây Bắc, bất quá đại khái phương hướng đều là hướng mặt phía Bắc. Bọn hắn bốn phương tám hướng đều là Ma Uyên quân sĩ, giờ phút này đằng sau còn có càng nhiều Ma Uyên quân đội truy kích mà tới. Bọn hắn mặt phía Bắc 10 vạn dặm liền là tế đàn chỗ. Tế đàn kia phụ cận giờ phút này cũng đều là đại quân, hợp thành ba đầu tuyến phòng ngự, chính chờ đợi bọn hắn năm người đến. Dầm dầm dầm, Đông Giá Ưng tại năm người chính giữa, hắn một thân kim sắc chiến giáp đều là huyết, đương nhiên tất cả đều là máu của địch nhân, chiến giáp của hắn là một hiện cường đại bảo vật, mà tộc quân sĩ căn bản không phá nổi, ma tướng cũng không phá nổi. Hiện tại hắn còn không có tao ngộ ma chủ cấp cường giả, sở dĩ hắn cho đến bây giờ đều không có nhận qua tổn thương, chỉ là có chút mỏi mệt thôi trong mắt của hắn đều là liên tục sát ý, trên mặt cũng lòng tin 10 phần, hắn hiện tại mặc dù đột tiến tốc độ có chút chậm, nhưng một mực tại tiến lên. Thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện ma chủ, sở dĩ hắn hiểu được ma chủ rất có thể đều đi tiền tuyến cùng nhân tộc đại quân khai chiến. Chỉ cần không có ma chủ, hắn tự tin không có bất kỳ cái gì ma tộc quân sĩ ma tướng có thể ngăn trở con đường của hắn, cho dù là ma tướng phóng thích cấm kỵ chi thuật, cũng không giết được hắn. Chỉ cần đến tế đàn, đem tế đàn hủy đi, vậy hắn tùy thời có thể dùng giết ra khỏi trùng vây, sau đó lợi dụng bảo vật chạy trở về. Đến lúc đó hắn chính là nhân tộc anh hùng, sẽ danh dương thiên hạ, vì chính mình là gia tộc dẫy đến bất thế vinh quang. Một canh giờ, chỉ cần tại cho một canh giờ, ta liền có thể giết tới tế đàn bên kia đi. Nghĩ tới đây đông dã ưng trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, xanh, nghĩ đến tự mình hoàn thành nhiệm vụ, vinh quang trở về, hưởng thụ vô số người sùng bái, vô số tiểu thư ngưỡng mộ, trên người hắn huyết tựu sôi trào lên. Chết! Đông giã ưng chiến kích mãnh liệt quét qua, trước mặt mấy cái ma uyên quân sĩ bỗng chốc bị nổ bay, có hai cái trực tiếp bị tạc chết. Hắn như một cái vô địch ma thần thế không thể đỡ. Mấy người còn lại lại không bằng hắn, chiến lực cùng hắn vẫn còn có chút tranh lệch, có hai người thụ thương, hai người khác mặc dù không có thụ thương, nhưng vô cùng mỏi mệt. Cường độ cao chiến đấu, thần kinh căng thẳng, để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng. Bất quá hai người đều rất rõ ràng, lúc này lại khổ quá muốn chịu đựng đi, cái này không chỉ quan hệ sinh tử của bọn hắn, còn quan hệ nhân tộc vận mệnh. Bởi vì đại quân đều tại mặt phía Bắc, bên này lãnh chúa lực chú ý đều bị đông giã ưng năm người hấp dẫn, cho nên bọn họ ba người cũng không có bị quá chú ý, cũng không có quá nhiều quân đội đuổi theo giết ba người. Cho nên bọn họ ba người nhẹ nhóm phá vây ra ngoài, ba người không có hướng mặt phía Bắc phóng đi, mà là một đường hướng Tây bên cạnh phóng đi, chuẩn bị lượn quanh 10 vạn dặm đường, lại chuyển hướng tế đàn. Thời gian rất nhanh đi qua nửa canh giờ, Đồng giã ưng bọn người mặc dù càng ngày càng mỏi mệt, nhưng nội tâm lại là càng ngày càng kích động. Bởi vì lập tức sẽ đến tế đàn, nhiệm vụ bọn họ sẽ có có thể hoàn thành. Bất quá năm người cũng phát hiện vấn đề, vây quanh ở bên cạnh bọn họ ma uyên quân sĩ càng ngày càng nhiều, giết không hết giết không bao giờ hết. Bọn hắn chỉ có thể chật vật không ngừng đột ngột, không ngừng hướng mặt phía bắc đi đường. Hưu, lần nữa qua hai nén hương thời gian, đồng giã ưng đột nhiên lấy ra một cái đạn tín hiệu hướng cao không ném mạnh mà đi, đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ vang, phương viên mấy vạn dặm đều nhìn thấy cái tín hiệu kia đánh. Đông Dạ ưng, phụ cận bốn người toàn bộ nội tâm chấn động, Đông Dạ ưng thế mà không chết, còn phát ra tập hợp tín hiệu. Bốn người gần như không có chút gì do dự, lập tức hướng Đông Dạ ưng phát ra tín hiệu phương hướng phóng đi. Lập tức liền muốn đến tế đàn, năm người hoàn thành nhiệm vụ khả năng phi thường lớn, Đông Dạ ưng phát ra tín hiệu ý tứ rất rõ ràng để người sống hướng hắn tập kết, cùng một chỗ làm xong việc sau cùng một chỗ giết ra ngoài, đến lúc đó tốt cùng một chỗ lợi dụng trọng bảo trốn về Bắc Yêu Thành. Mặt khác, mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng có thể tương hỗ chiếu ứng, tránh cho bị giết. Lục ly ba người giờ khắc này ở phía tây bên ngoài hơn 10 vạn dặm, đông dã ưng đạn tín hiệu tự nhiên không nhìn thấy nghe không được. Bất quá coi như lục ly thấy được, cũng sẽ không đi cùng đông dã ưng tụ hợp. Đông dã công tử, ba nén hương về sau, hai người giết tới đây, cùng đông dã ưng tụ hợp cùng một chỗ, hai người nhìn thấy đông dã ưng lông tóc không tổn hao gì, lập tức rất là phấn chấn, đi theo đông Giá ưng chạy trở về khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Giết, đông Giá ưng nhìn thấy hai người hội tụ tới, lập tức hào khí tăng nhiều, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hai người tăng nhanh tốc độ tiêu diệt toàn bộ, một đường hướng bắc. Lần nữa qua hai nén hương thời gian, còn lại hai người cũng nhích lại gần, đông Giá ưng vội vàng dẫn người giết đi qua tiếp ứng hai người, năm người hội tụ ở cùng nhau. Phía trước vạn dặm liền là tế đàn, hướng sông đi qua. Đông giã ưng chiến kích vung vẩy, chỉ phía xa lấy phương bắc nói, hắn quát to, đem cái tế đàn này hủy đi, chúng ta tự đại công cáo thành. Đại công cáo thành ha 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 ha, vào thời khắc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên, thanh âm kia cùng tam trọng thiên con dân khẩu âm giống nhau như đúc, nhưng ngữ khí lại làm cho người đặc biệt không thoải mái. Lời nói rơi xuống, phía trước giữa không trung đột nhiên xuất hiện nồng đậm hắc khí, hắc khí kia ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái kình thiên cự ma dáng vẻ, kia âm lãnh thanh âm vang lên, các người còn muốn hủy đi ma đàn quả thực là mơ mộng hão huyền, ngoan ngoãn biến thành bản tọa ma nô đi, bản tọa ban thưởng các người vĩnh sinh. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi, chương 2638, Kinh Thiên Ma Trận. Ma chủ, đông dã ưng năm người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, mắt thấy là phải đến tế đàn, giờ phút này lại xuất hiện một vị ma chủ mắt thấy muốn thành công, bây giờ lại thất bại trong gang tất nguyên bản đông dã ưng còn muốn lấy ổn, lúc này mới triệu tập mọi người tới, hiện tại phát hiện lại là một cái phi thường quyết định sai lầm. Ta đến đứng vững ma chủ, các ngươi tách ra trốn. Đông giã ưng gần như không có chút gì do dự, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó hắn lẻ loi một mình hướng trước mặt ma chủ phóng đi. Hắn mặc dù để mọi người tách ra trốn, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, để bọn hắn phân biệt phá vây, sau đó phóng đi phương bắc hủy đi tế đàn. Ha ha, ma chủ cười lạnh một tiếng, không để ý đến kia bốn cái nhắm hướng đông biên hòa phía tây phá vòng vây võ giả, trong mắt của hắn chỉ có đông dạ ưng một người. Hắn thấy còn lại bốn người chiến lược hoàn toàn không đáng chú ý, hắn chỉ đối đông dạ ưng cảm thấy hứng thú. Hắn hoàn toàn không lo lắng bốn người khác đi tế đàn, bởi vì bên này cự ly tế đàn còn có một đoạn cự ly, ở giữa tất cả đều là ma uyên đại quân. Chờ bốn người này vào tới tế đàn bên kia, hắn tin tưởng hắn đã sớm xử lý đông dạ ưng. Lại nói liền nói bốn người này còn sống hướng sông, đi qua thì thế nào bên kia còn có một cái ma chủ chờ lấy bọn hắn đâu. Suy suy, chờ đông giã ưng hướng sông đi qua, giữa không chung cái kia ma chủ đột nhiên trở nên hắc vụ, tiếp lấy kia hắc vụ hóa thành một đầu màu đen con cọp hướng đông giã ưng va chạm mà tới. Chiến thần giết, đông đông giã ưng trong tay chiến kích sáng lên vạn trượng kim quang, mặt trên còn có ám kim sắc khí lưu sáng lên, hắn đột nhiên bổ ra hai kích, hai đạo lưu quang bay ra, cái này hai đạo lưu quang thế mà đan vào với nhau, biến thành một cái nghiêng thập tự si hướng màu đen con cọp ấn đi. Oanh, màu đen con cọp cùng thập tự si kim mang đánh vào nhau, phát sinh kinh khủng bạo tạc, phụ cận ma huyên quân sĩ đều bị lật tung ra ngoài, hắc vụ cũng bị đánh tan. Ông, bất quá hắc vụ rất nhanh ở phía xa ngưng tụ, lại xuất hiện cái kia kình thiên cự ma dáng vẻ, ma chủ âm lãnh thanh âm vang lên, không sai, có chút hy tứ, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có điểm ấy chiến lực, vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành của ta ma nô đi. Hay, hắc phụ lần nữa biến hóa, lần này không phải biến thành một cái con cọp, mà là biến thành mấy chục con màu đen ô nha, mang theo tiếng quái khiếu, mấy chục con màu đen ô nha hướng đông dã ưng gào thét bay tới. Giết, 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 đông dã ưng trong tay chiến kích liên miên không dứt vung ra, từng cái thập tự si kim sắc lưu quang bay ra, dẫn tới hư không chấn động, thiên địa biến sắc, kinh khủng sát khí để rất nhiều ma uyên quân sĩ đều sợ hãi lui lại. Dầm rầm rầm từng cái ô nha bị đánh tan, nhưng này chút ít khắc khí nhưng không có tiêu tán mà là tiếp tục hướng đông giá ưng bên này thổi tới rất nhanh đông giá ưng bốn phía không gian ba động xuất hiện bốn cái thôn tính kình thiên cự ma bốn cái kình thiên cự ma luân động đại thủ đối đông giá ưng đồng thời vỗ xuống từng đạo nguy cơ chí mạng cảm giác tại đông giá ưng trong đầu hiển hiện ông đông giá ưng tại lúc này không dám ẩn tàng chiến lực trong tay hắn xuất hiện một cái kim sắc chén lớn cái kia chén lớn lỗ hổng bên trên đều là kim sắc hào quang oản bên trên là huyền diệu phức tạp thần văn hắn thần lực điên cuồng quán chú đi vào, sau đó đột nhiên đem chén lớn hướng cao không ném mạnh mà đi. Ông, chén lớn cấp tốc biến lớn, biến thành một cái phương viên trăm trượng cự oản, bay lên ngàn trượng cao không về sau, dùng tốc độ khủng khiếp hướng xuống mặt bắt tới, thoáng cái đem đông dã ưng cùng kia bốn cái kình thiên cự ma cho chụp đi vào. Nhân tộc đế binh, xa xa hư không bên trong một cái kình thiên cự ma ngưng tụ thành hình, ma chủ âm lãnh thanh âm vang lên, trên mặt hắn lộ ra một chút kinh ngạc, vừa rồi may mắn hắn cẩn thận, bản tôn cũng không có quá khứ chỉ là thả ra pháp thân đi qua nếu không một khi bị đế binh vây khốn có lẽ hắn bản tôn liền bị tươi sống cho luyện hóa có chút y tứ ma chủ trên mặt lộ ra tà ác nụ cười không che giấu chút nào ý nghĩ của mình nói ra cái này nhân tộc thực lực còn có thể thu phục một cái dạng này ma nô chính là rất có mặt mũi sự tình tiểu tạp toái bản tỏa cùng ngươi hảo hảo chơi đùa ong 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 ma chủ lần nữa ngưng tụ vô số pháp thân có dị thú có hư ảnh có các loại kỳ dị công kích hình thức liên miên không ngừng hướng đông dã ưng đánh tới hắn biết rõ một điểm thôi động đế binh cần hao phí rất nhiều thần lực giống như không phải đế cấp cường giả là không thể nào thời gian dài thúc giục đông dã ưng liền lãnh chúa đều không phải là hắn có thể kiên trì bao lâu chờ thần lực tiêu hao hết kia đông dã ưng còn không phải trong rổ ba ba ma chủ cũng không phải là không thể nhanh chóng đánh giết đông dã ưng hắn còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn nhưng hắn giờ phút này đối đông dã ưng lên hứng thú nồng hậu hắn muốn đem đông giã ưng cầm xuống, biến thành hắn ma nô, sở dĩ hắn mới chuẩn bị chậm rãi đùa. Có bốn người phá vây đi ra, nhưng hai người đã thụ thương, căn bản nhịn không được quá lâu, đoán chừng đều không thể đột phá trùng điệp vây quanh đến tế đàn. Còn lại hai người có khả năng đi qua, nhưng theo hắn biết bên kia còn có một cái ma chủ, hắn căn bản không lo lắng. Sự thật cũng là như thế, bốn người phá vây phi thường gian nan, hai người vốn là thụ thương, bên này ma tướng càng nhiều, mà uyên quân sĩ càng là lít nha lít nhít, tầng tầng đem bọn hắn vây quanh, cảm giác vô cùng vô tận. Bốn người là tách ra đào tẩu, đồ vật phá vây ngàn dặm về sau, bốn người nghĩa vô phản cố hướng mặt phía bắc đột tiến, loại tình huống này sinh tử đã không trọng yếu, trọng yếu là muốn như thế nào đem tế đàn hủy đi. Kiên trì, chịu đựng, một cái bắc nguyên đại lục tuổi trẻ tinh anh thương thế trên người đã rất nặng, giờ phút này lại liên tục thôn vệ mấy chục mai thuốc chữa thương, cắn răng kiên trì. Sống chết trước mắt, còn có cường đại tín niệm duy trì, để hắn bộc phát ra kinh người tiềm lực, hắn có một kiện bảo vật, là một cái hình vuông ngọc điệp, cái này ngọc điệp vây quanh hắn bay múa, giúp hắn chặn rất nhiều công kích. Hắn bạo giống một tiếng, hoàn toàn không để ý sinh tử, tốc độ thoáng cái bạo tăng, lực công kích cũng hung tàn mấy lần, một đường hướng tiền phương nhanh chóng đột tiến. Còn lại ba người cũng là như thế, đông dã ưng giúp bọn hắn chặn ma chủ, là cho bọn hắn sáng tạo ra cực kỳ tốt cơ hội, cũng làm cho bọn hắn có cơ hội thoát đi, bọn hắn làm sao có thể không liều mạng. Bốn người không muốn mạng phá vây, hai nén nhang sau một người mất mạng, bị một cái ma tướng lợi dụng cấm kỵ chi thuật đánh chết. Ba người khác thì xông ra mấy ngàn dặm, xa xa bọn hắn thấy được một tòa trùng thiên cự đại sơn phong, này tòa đỉnh núi liền là bọn hắn đích đến của chuyến này, tế đàn chỗ. Sơn phong bốn phía đồng dạng là lít nha lít nhít mạo uyên quân sĩ, nhưng còn lại trong mắt ba người đều giấy lên hy vọng, bọn hắn cự ly này tòa đỉnh núi chỉ có 5 ngàn dặm nếu là bình thường bọn hắn mấy hơi thời gian liền có thể đi qua giờ phút này phía trước đều là ma uyên quân sĩ đem lộ cho phá hỏng bọn hắn muốn đi qua chỉ có thể giết ra một con đường máu nhưng là ba người đều tin tâm gấp trăm lần cứ việc có hai người đều bị thương rất nặng nhưng bọn hắn có lòng tin trước khi chết vào tới sơn phong phụ cận chỉ cần cho bọn hắn hướng sông đi qua vậy liền có thể lợi dụng hủy diệt thần lôi nổ nát tế đàn tế đàn ngay tại tiền phương Cùng ngày đồng thời, Sơn Phong phía tây ở ngoài mấy ngàn dặm, lục ly ba người đến đây, bọn hắn con đường phía trước đồng dạng bị Mạo uyên quân sĩ ngăn chặn, nhưng ba người giờ phút này trong đôi mắt đều là kích động vẻ hưng phấn. Mặc dù tiền phương có đếm không hết Mạo uyên quân sĩ cùng cường giả, nhưng ba người liên thủ phía dưới hướng sông đi qua khả năng đạt tới chín thành. Khắc khắc, lục ly bọn người trong mắt vẻ hưng phấn cũng không có duy trì quá lâu, trên tế đàn giữa không trung hắc vụ quay cuồng lên, tiếp lấy giữa không trung xuất hiện hai cái kình thiên cự ma. Một người cười lạnh nói, nhuế đại nhân liệu sự như thần A, đã sớm đoán được có người sẽ đến hủy đi tế đàn, mấy người các người tiểu hoa nhi dẹp ý niệm này đi. Chúng ta ma đàn đã sớm xây dựng kinh thiên phòng ngự ngự ma trận, đừng nói các ngươi coi như tới một cái đế cấp, đều không thể hủy đi chúng ta ma đàn. chương 2639, hủy đi tế đàn. Tế đàn bên này không phải một cái ma chủ, mà là hai cái ma chủ, một cái khác là che giấu, ngoại nhân không biết bao quát phụ cận ma chủ đều không biết cái này ẩn tàng ma chủ mà lại nơi này không chỉ có ma chủ, còn có một cái phòng ngựa đại trận, trọng yếu như vậy tế đàn ma uyên bên này làm sao có thể không có bố trí đã bọn hắn có thể bố trí ra cái này cường đại tế đàn, kia bố trí một chút cường đại phòng ngự thần văn tự nhiên không có vấn đề. Ông, tế đàn bên kia sáng lên từng đạo hào quang nhỏ yếu, chút ít này yếu quang mang như từng đầu hỏa xà du tẩu, vây quanh toàn bộ tế đàn. Rất nhanh toàn bộ sơn phong đều phát sáng lên, phóng lên tận trời tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ sơn phong đều bao phủ đi vào. Xong, xa xa đông giã ưng cùng ba cái võ giả, cùng tượng linh lung lục linh đều có chút tuyệt vọng, đại trận kia xem xét liền là phi thường cường đại, không nói triệt để hủy đi, chỉ ít thời gian ngắn không ai có thể phá vỡ. Bên này có nhiều như vậy ma uyên quân sĩ, còn có nhiều như vậy ma tướng, trọng yếu nhất là có hai cái ma chủ, đây chính là hai cái lãnh chúa cấp cường giả A, mấu chốt nhất là, cái kia lời mới vừa nói ma chủ khí tức quá mạnh, cảm giác thâm bất khả chắc cường đại đến làm người run sợ huyết linh nhi lục ly gần như không có chút gì do dự trước tiên để huyết linh nhi theo trong thân thể của hắn phóng đi dưới mặt đất sau đó hướng tòa kia trong núi lớn phóng đi cái này thần văn quá mạnh dựa vào hủy diệt thần lôi hẳn là nổ không ra coi như mọi người cùng một chỗ dẫn bạo thần lôi nổ tung phòng ngự đại trận còn thế nào hủy đi tế đàn sở dĩ lục ly trong nháy mắt liền lấy định chủ ý cái kia chính là để huyết linh nhi đi phá trận bọn hắn thì nghĩ biện pháp đánh giết hai cái ma chủ, cuối cùng chờ huyết linh nhi phá vỡ đại trận về sau, bọn hắn lại hủy đi tế đàn. Cùng này đồng thời, lục ly truyền âm truyền âm cho lục linh cùng tượng linh lung nói ra, nghĩ biện pháp đánh giết hai cái ma chủ, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp phá trận, chỉ cần hai cái này ma chủ đánh chết, chúng ta tự có hy vọng, hủy diệt thần lôi đừng sợ lãng phí, đối ma chủ oanh. Đồng thời lục ly thần niệm hướng ba người kia truyền âm đi qua, ba người các ngươi tìm kiếm cơ hội dùng hủy diệt thần lôi phối hợp chúng tạo anh sát hai cái này ma chủ, đừng sợ lãng phí hủy diệt thần lôi, chỉ cần có thể diệt sát hai cái này lãnh chúa, ta có có lòng tin phá vỡ phòng ngự ngự thần trận, hủy đi cái này tế đàn. Hiểu không? Tốt, ba người này nghe được truyền âm về sau, lập tức rất là phấn chấn, nguyên bản không có bất luận cái gì hy vọng, hiện tại Lục Ly đưa cho ba người một tuyến hy vọng, bọn hắn có thể hay không sống sót không biết, nhưng là chỉ ít có hy vọng phá vỡ cái này pháp trận phòng ngự, có hy vọng hủy đi tế đàn. Trong mắt ba người lộ ra vẻ điên cuồng, bị hai cái lãnh chúa để mắt tới, ba người cũng không chuẩn bị sống, ba người đều chuẩn bị liều chết một trận chiến chỉ cần có thể đánh giết hai cái này lãnh chúa, ba người cũng cho rằng đáng giá. Giết, ba người đều lấy ra tối cường pháp bảo, thả ra tối cường thần thuật, chủ động hướng hai cái lãnh chúa trùng sát mà đi. Kia hai cái lãnh chúa cười khẩy, cũng không có hướng ba người này vào tới, bởi vì ba người này hai người đều bị thương nặng căn bản không đáng giá hai cái lãnh chúa đồng loạt ra tay. Hai cái một cái hướng ba người phóng đi, một cái khác so sánh cường đại thì hướng lục ly ba người phóng đi, lục ly ba người không có thụ thương, còn có hai cái nữ tử, ba người này có thể phá vây đến nơi đây, không có thu được bất luận cái gì thương thế, hiển nhiên là nhân tộc cường giả. Chuẩn bị chiến đấu, lục ly khuôn mặt trở nên trang nghiêm, hắn quát khẽ nói, chờ một chút ta chủ công, các người phụ trợ ta, có cơ hội nói dùng hủy diệt thần lôi trực tiếp oanh sát cái này ma chủ ma chủ cấp cường giả đây là lục ly lần thứ nhất đối chiến đây chính là nhưng so sánh nhân loại lãnh chúa cấp cường giả cái này ma chủ còn có thể là ma chủ trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực khẳng định phi thường dọa người lục ly không biết hắn đỡ hay không được nhưng giờ phút này hắn nhất định phải chống đi tới bởi vì hắn sau lưng liền là lục linh cùng tượng linh lung hai người này hắn đều không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự tình tượng linh lung đang chuẩn bị nói cái gì lục ly đã xông tới thả ra bác long thuật cùng ngày giáp thuật trong linh hồn cũng thả ra vạn yêu vệ hồn thuật, toàn lực ứng phó. Hai tay của hắn không ngừng ngưng tụ vô vọng thần phù, vây quanh hắn bên ngoài cơ thể xoay quanh, cánh tay hắn múa, từng cái vô vọng thần phù bay múa mà đi, đem từng cái ma uyên quân sĩ cùng cường giả cho nổ bay. Ông, hắn lần thứ nhất vận dụng hào giác, một bên hướng tiền phương đột tiến, một bên thổi Từng đạo sóng gợn vô hình hướng trước mặt phúc tán mà đi, phía trước từng cái ma uyên quân sĩ lập tức ôm đầu quay cuồng lên. Lục ly trước đó thần âm pháp trận tựu rất mạnh, tại đạo thiên giới bên trong linh hồn tăng trưởng rất nhiều để hắn thần âm pháp tác mạnh hơn mấy phần giờ phút này vận dụng hào giác phóng xuất ra uy lực kinh người lục ly cùng tưởng linh lung đi theo vào tới hai người không thể tránh né nhận lấy một chút ảnh hưởng bất quá hai người linh hồn rất cường đại tăng thêm đều có cường đại yêu hồn phòng ngự hai người còn tại đằng sau bị ảnh hưởng có hạn tượng linh lung lấy ra bạch ngọc phiến lục linh còn cần chiếc cung thần đó bạch ngọc phiến múa từng đầu giống như là chân thực băng long xuất hiện hướng hai bên trái phải gào thét mà đi. Dầm dầm dầm, băng long quá lớn, phàm là đụng chạm ma uyên quân sĩ trực tiếp bị tạc thành bột mịn, còn không phải từng cái nổ chết, mà là từng mảnh từng mảnh nổ chết. Tượng linh lung hấp thụ rất nhiều thái âm chân thủy, hàn long chân khí chất biến trở thành hàn long thần khí, chiến lược tăng nhiều. Hiu 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 hiu, một bên khác lục linh cũng liều mạng, trong tay thần cung mỗi lần bắn đi ra thần kiếm đều không phải là mười mấy cung, mà là mấy chục cây, cảm giác khắp thiên đều là lưu quang, từng cái ma nguyên quân sĩ nhẹ nhóm bị tạc bay ra ngoài khắp nơi bóng chốc bị rõ ràng không liếu điêu trùng tiểu kỹ cái kia ma chủ như một trận u phong nhẹ nhàng tới cảm giác hoàn toàn không có thực thể hắn cùng trước đó đối chiến đông dã ưng cái kia lãnh chúa thân thể ở giữa không trung tan dã tiếp lấy biến thành đầy trời hắc vụ ở giữa không trung ngưng tụ ra từng cái kinh khủng dị thú hướng lục ly ba người gào thét mà tới phá lục ly đánh ra từng cái vô vọng thần phù hướng những cái kia đánh thẳng tới dị thú bay đi vô vọng thần phù cùng những dị thú kia hư ảnh đánh vào nhau, phát sinh kinh khủng bạo tạc. Phụ cận hư không bị xé nứt, sóng xung kích đem bốn phía rất nhiều ma uyên quân sĩ cấp hiên phi ra ngoài, nhất vào ma uyên quân sĩ còn bị sống sờ sờ nổ thành thịt nát. Âm 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 âm, tượng linh lung khống chế từng đầu băng long hướng những dị thú kia hư ảnh đánh tới, tạo thành càng khủng bố hơn bạo tạc, phụ cận ma uyên quân sĩ thảm liệt, từng mảnh từng mảnh bị oanh sát. Lục Linh công kích cũng đánh tan rất nhiều đánh thẳng tới dị thú hư ảnh, nhưng bọn hắn phát hiện giữa không trung dị thú hư ảnh liên tục không ngừng giữa không trung hắc vụ hội tụ chỉ cần có hắc vụ tồn tại những dị thú kia hư ảnh tựu vĩnh viễn sẽ không dừng lại nghĩ tiêu hao thần lực của chúng ta hay là muốn chơi miêu bắt lão thử trò chơi lục ly khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý ma chủ không có toàn lực tiến công lục ly ngược lại càng vui vẻ hơn bởi vì huyết linh nhi phá trận cần thời gian giống như có thể cho hắn một canh giờ có lẽ đều không cần liều mạng huyết linh nhi phá vỡ phòng ngự đại trận về sau liền có thể đi hủy đi tế đàn đúng a à, lục ly tại lúc này đột nhiên vỗ ót một cái hắn vì sao muốn đi để huyết linh nhi phá vỡ phòng ngự đại trận trực tiếp đi phá hư cái tế đàn này để cái tế đàn này tự bảo tự không phải tốt sao phá giải cái này phòng ngự đại trận khẳng định sẽ rất phiền phức để huyết linh nhi đi thay đổi một chút tế đàn gây nên tế đàn tự bảo vậy liền đơn giản nhiều còn phá cái gì trận a à? chủ nhân người xác định lục ly cho huyết linh nhi truyền âm về sau Huyết Linh Nhi lập tức truyền âm nói, giống như chỉ là hủy đi tế đàn, gây nên tự bảo, cái này cũng quá đơn giản, cho ta gần nửa canh giờ, nhẹ nhõm có thể làm được.